Chương 571 Thiên Nhãn Thần Thông. Tại phòng họp nhỏ của Ủy ban nhân dân thị trấn, Tiêu Thiên triệu tập một cuộc họp với quy mô nhỏ. Quy định của hội nghị được kiểm soát một cách nghiêm khắc, tổng cộng chỉ có 6 người tham gia. Trừ Tiêu Thiên, Sở trưởng Lý gia thì vẫn còn một vị phó chủ tịch thị trấn. Trong thời gian chủ tịch thị trấn Bách nằm viện, thì các công việc thường ngày của Ủy ban nhân dân thị trấn do vị phó chủ tịch này phụ trách. Ngoài ra, còn có Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên và Lục Ninh Trần. Theo yêu cầu của Tiêu Phàm, Tiêu Thiên không giới thiệu một cách tỉ mỉ về thân thế của hắn ta và Uyển Thiên Thiên, mà chỉ là xưng danh thôi. Tuy nhiên, phó chủ tịch trấn vẫn từ trong nhìn ra chút manh mối, họ Tiêu, từ thủ đô đến, hai đầu lông mày có phần giống với Tiêu Thiên, những thứ này đều là manh mối. Về phần Uyển Thiên Thiên, nhìn thần thái thân mật giữa cô ta và Tiêu Phàm, thì có thể suy ra được quan hệ thực chất của họ. Chỉ là mọi người đều có chút mơ hồ không rõ. Cuộc họp như thế này thì mời Tiêu Phàm và Uyển Thiên Thiên đến tham dự làm gì? Nếu thật sự là thân thích của bí thư Tiêu thì nên tiếp ở phòng riêng, chứ gọi đến phòng họp để họp thì không phải là tiếp đãi. Dĩ nhiên, cái này chỉ là nghi ngờ trong lòng thôi, không có ai nói ra cả. Dù sao thì hiện giờ cũng không phải là điều quan trọng để chú ý đến. Lục Ninh Trần đối với điều này cũng không hiểu, nhưng lại không quan tâm thậm chí ngay cả dung nhan kiều diễm tột cùng của Uyển Thiên Thiên cũng không thu hút được sự chú ý của gã ta. Sự lạnh lùng của con người này thật sự không phải là ở bên ngoài, mà còn đến tận cả xương tủy. Các vị, địa phận của Các vị có ác quỷ đến quậy phá, ắt hẳn các vị đều đã biết cả rồi chứ? Cửa phòng họp vừa khép lại, Lục Ninh Trần liền mở miệng. Phó chủ tịch thị trấn và sở trưởng Lý đồng loạt chừng mắt nhìn gã ta, cái tên này không có phép tắc gì cả bí thư tiêu còn chưa hé răng, người đã nói ra rồi. Căn cứ vào phán. Audio điện tử võ tấn bền. Đoán của tôi, lúc này nhập vào vương hiểu nghĩa kia chỉ là một tên quỷ nhỏ, đạo hành không thâm hậu, cho nên rất dễ chân áp. Có điều tôi đã đi công trường xem rồi, chỗ cổ mộ này của các vị không phải là nhỏ, tuyệt đối không chỉ có một tên quỷ nhỏ như vậy quậy phá. Nhất định phải lập tức áp dụng phương pháp, nếu không thì sẽ có phiền phức lớn lục ninh trần một chút cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của phó chủ tịch thị trấn và sở trưởng lý tự mình nói như thế a à, là lục tiên sinh đúng không lục tiên sinh ngài mở miệng khép miệng đều là từ quỷ ngài đang nói đùa sao nhưng chúng tôi lại là những người thuộc chủ nghĩa vô thần sở trưởng lý không thể nhẫn nại được nữa liền chèn ngang lời vào giọng điệu đương nhiên không tốt lục ninh trần liếc mắt nhìn một cái nói với vẻ khinh thường những người theo chủ nghĩa vô thần ư, được thôi, vậy tối nay ngài đi một vòng quanh cổ mộ đi, tôi không nói là ngài canh ở đấy một đêm, mà là đi vòng quanh một vòng. Nếu ngài không sao, thì chứng tỏ tôi đang nói vớ vẩn, tôi sẽ lập tức cút đi. Ngài, sở trưởng lý lập tức đỏ mặt lên, nhưng thật sự là không dám tiếp lời. Hơn nữa lúc nãy nhìn thấy cái cảnh kia ở nhà vương hiểu nghĩa, nên sở trưởng lý càng có chút lay động. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu hướng về phía tiêu thiên. Tiêu Thiên liền nói: "Lục tiên sinh, theo cách nghĩ của ngài thì chúng tôi nên làm thế nào đây?" "Lúc nãy tôi đã nói rồi. Rất đơn giản, lập tức phong tỏa tất cả những ngôi cổ mộ kia, tuyệt đối không cho phép những người không phận sự bước vào. Bản vẽ tôi đã vẽ ra rồi, chúng ta sẽ thi công theo bản vẽ này." Nói xong, Lục Ninh Trần lấy ra một tờ giấy trắng gấp từ trong túi áo ra, đưa cho Tiêu Thiên. Tiêu Thiên mở ra xem quả nhiên là một tờ sơ đồ phác thảo, vô cùng đơn giản, nhưng có thể nhìn thấy rõ là dường như không có chỗ thần kỳ nào. Tiêu Thiên lập tức đưa cho Tiêu Phàm. Trong mắt Tiêu Phàm, bản sơ đồ phác thảo này hiển nhiên có sự khác biệt rất lớn, là một đồ án có 6 hình cạnh, tương hợp cưới kỳ môn lục hợp trận. Nếu tình hình đúng như Lục Ninh Trần nói, thì nơi cổ mộ kia không chỉ có một tên ác quỷ quậy phá. Lấy kỳ môn lục hợp trận phong tỏa bên ngoài, sau đó nghĩ tiếp phương án chân áp quỷ vật, chính là phương án xử lý vô cùng đúng bệnh liên tưởng đến lúc nãy ở trong nhà vương hiểu nghĩa gã lục ninh trần này đã ra tay gọn gàng xem ra không giống như lương sư công kia là một kẻ bịp bợm giang hồ tiêu phàm lập tức đem bản vẽ xây dựng trả lại cho tiêu thiên lại gật đầu một cái được lục tiên sinh cứ theo yêu cầu của ngài mà làm tôi sẽ lập tức tổ chức lực lượng bắt đầu thi công lục ninh trần nhìn tiêu phàm và nói rất hay trước khi Bức tường bao vây này chưa xây lên. Tôi hy vọng rằng bí thư Tiêu có thể phái người tạm gác ở vùng phụ cận, ngăn cấm người không có phận xử tới gần. Được. Hội nghị đã đưa ra được quyết định rất nhanh. Về cơ bản là Tiêu Thiên và Lục Ninh Trần phối hợp đánh nhịp. Sở trưởng Lý là Sở trưởng Công an, nên đối với những nhiệm vụ địa phương thì không phát biểu ý kiến gì. Phó chủ tịch thị trấn càng tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt. Tất cả đều nghe Tiêu Thiên, tuyệt đối không vượt quyền. Lục Ninh Trần lập tức rời khỏi phòng họp cũng không chào hỏi bất cứ ai, càng không nói là sẽ đi đâu. Tiêu Thiên liền nhìn về phía Tiêu Phàm như hỏi ý kiến. Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Yên tâm đi, lúc cần xuất hiện, gã ta sẽ xuất hiện, cứ làm theo yêu cầu của gã đi." Có thái độ này của Tiêu Phàm, việc này cũng coi như là ván đã đóng thuyền rồi. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Phàm và Uyển Thiên Thiên xuất hiện trong khuôn viên khu công nghiệp của trấn Tây Nam. Đất ở khu công nghiệp này chiếm khá rộng lớn chừng hơn 1.000 mẫu. Đối với một khu công nghiệp của thị trấn mà nói, quy mô như thế này đã là rất lớn rồi. Công trường là nơi ngoài trời, không có bất cứ sự che đậy, cũng không có rào chắn nào, chỉ cắm một cột đánh dấu ở xung quanh. Bởi vì tin đồn về chuyện ma quỷ, nên nơi công trường to như thế này không một bóng người, thậm chí ngay cả vùng lân cận cũng vậy, cực kỳ hoang vắng. Ngay tại nơi cách công trường Tây Nam không xa, một cái cạm bẫy rất lớn hiển hiện trước mắt tiêu phàm và uyển thiên thiên liếc mắt nhìn qua đó vùng đất vàng bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện một cạm bẫy như thế khiến cho lòng người không kìm nổi lộp bộp cũng theo đó mà trầm lắng xuống tiêu phàm khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ của uyển thiên thiên chậm rãi đi về phía cạm bẫy kia trong lòng uyển thiên thiên lập tức cảm thấy ấm áp đừng nghĩ thường ngày hắn giống như thích gây khó dễ trước mặt mình thực ra tận sâu đáy lòng thì lại rất quan tâm đấy Lúc này nắm chặt tay mình rõ ràng là đang lo lắng trong cổ mộ này có yêu nghiệt gì, sợ sẽ làm hại đến mình mà. Hạo nhiên chính khí của Tiêu Phàm là khắc tinh của tất cả tà ma ngoại đạo. Phía xa kia, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn bóng lưng của bọn họ, lộ rõ ánh mắt vừa tò mò lại vừa hoảng sợ, cũng xen lẫn ánh mắt đố kỵ và có chút hả hê. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền kéo Uyển Thiên Thiên đến bên cạnh cái bẫy. Đây là một cái bẫy rất lớn hình bầu dục không theo quy tắc gì cả, đường kính của miệng hơn 10 mét, sâu chừng hơn 3 mét. Có một sườn dốc thông xuống đáy hố, đáy hố một mớ hỗn độn. Trong đất bùn của đất màu vàng, thỉnh thoảng có thể thấy được tấm gỗ bị tàn phá, một luồng khí ẩm mốc xông vào mũi. Tiêu phàm không khỏi không nhíu mày lại. Ngược lại huyền thiên thiên lại rất thoải mái, mũi nhỏ thẳng đứng, gật đầu và nói. Phán đoán bước đầu, thì chắc hẳn có hơn một nghìn năm rồi, Cụ thể là triều đại nào thì cũng chưa rõ. Nếu lão tam mà ở trong này thì tốt quá. Lão tam mà Uyển Thiên Thiên nhắc đến chính là Chỉ Tống Hoàn, được xưng là Thiên nhãn. Trong tam đương gia của Yên Chi xã có trong đội đào mộ có thể xưng là Thiên nhãn. Ở phương diện phán đoán niên đại cổ mộ thì cũng có chút năng lực. Nếu nhanh thì ngày mai anh ta sẽ tới. Uyển Thiên Thiên lại thêm một câu, nếu đã muốn các anh em của Yên Chi xã đến giúp thì thiên nhãn, tống tam ca chắc chắn sẽ không lùi bước. Ngay cả triều đại nào, tống hoàn cũng có thể đoán ra ư. Thực ra, uyển thiên thiên chỉ cần ngửi hơi thở là có thể đưa ra phán đoán bước đầu, hơn một nghìn năm đã là thần thông rồi. Đại đương gia, yên chi xã, tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ mà có thể làm nên. Điều đó thì đương. nhiên rồi, anh cho rằng thiên nhãn chỉ là để gọi chơi sao. Lão Tam cũng chỉ có thể ngửi gió phân biệt vị thôi, còn cái tên chỉ bân kia còn lợi hại hơn nhiều. Ông ta có thể xem âm dương, vì vậy mà ông ta tuổi nhiều rồi, nhưng vẫn vui vẻ đấy. Ý của lời nói chính là chỉ bân có thể xem, âm dương, cổ mộ có nguy hiểm, sẽ không tùy tiện đi xuống, tránh nguy hiểm. Ông ta nhiều tuổi hơn nhiều so với Uyển thiên thiên, trộm mộ cũng nhiều hơn nhiều so với Uyển thiên thiên. Nhưng lại không giống với Uyển thiên thiên, âm sát khí nhập vào cơ thể, cặp mắt, âm dương, có công rất lớn. Thiên nhãn Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, nhắc lại hai từ này một chút. Đi, đi xuống xem sao. Theo chủ định ban đầu của Tiêu Phàm, hắn ta muốn một mình đi xuống. Nhưng biết rõ Huyền Thiên Thiên tuyệt đối không đồng ý, bản thân cũng chắc chắn là không thuyết phục được cô, nên dứt khoát không thử phương án này. Hai người đi theo sườn dốc, từ từ đi xuống tận dưới đáy hố. Trước mặt bóng chốc trở nên âm u. Đối diện sườn dốc đấy là một hang động đen xì, cao chừng một người, ẩm ướt u ám, từng luồng âm phong mang theo hơi thở ẩm mốc thổi từ trong hang động ra. Tầm nhìn cực kém, ước chừng khoảng sau 3 đến 4 mét, liền không nhìn thấy được gì cả. Trong mắt tiêu phàm bỗng nhiên lóe lên hai đường lục mang chói mắt. Hang động vốn dĩ đen xì, nhưng trong mắt của tiêu phàm, liền trở nên rõ hơn mấy phần, dần dần có thể nhìn thấy sâu hơn 10 mét. Đây là thiên nhãn thần thông mà mới đây tiêu phàm tu luyện. Ở chỗ Tô Nam, đã có được công pháp tu luyện thiên nhãn thần thông gần như hoàn chỉnh. Vừa trở về chỉ thủy quan, tiêu phàm liền chỉ điểm theo công pháp, đã luyện hóa được thiên mục trùng, bắt đầu tu luyện thiên nhãn thần thông. Mặc dù chỉ có thời gian 10 ngày ngắn ngủi, nhưng cũng đã có chút thành công. So với mười mấy ngày trước, thì công lực của mắt đã tăng lên nhiều. Chỗ sâu trong hang động thấp thoáng có một bóng đen đang chấp động. Cùng lúc đó, sức mạnh của thần niệm cũng cảm thấy một luồng linh lực u ám dao động, rất giống với âm khí địa mạch của ma cưu trang viên và âm quỷ của hàng đầu sư nuôi dưỡng. Nhưng chỉ dựa vào lực thần niệm để điều tra từ xa, cũng không thể phân biệt cụ thể. Tuy nhiên có thể khẳng định, chúng chắc chắn là cùng loại. Cho dù lực thần niệm và Thiên Nhãn thần thông đồng thời nhận ra điều khác thường, dường như Thiên Nhãn có chút vô ích, nhưng Tiêu Phàm cũng đã hết sức hài lòng. Dù sao thì hắn ta vừa mới bắt đầu tu luyện môn thần thông mới này, liền đã có hiệu quả như thế này rồi. Đợi một thời gian, Thiên Nhãn thần thông tuyệt đối không thể xem thường. Ở rất nhiều nơi lực thần niệm chịu áp lực lớn, thiên nhãn thần thông sẽ có thể phát huy được uy lực. Uyển Thiên Thiên không có để ý đến sự khác thường trong hai mắt của Tiêu Phàm, cúi người xuống và nhặt một tấm ván gỗ bị bẻ gãy dưới chân. Xét từ tiết diện, thì tấm ván gỗ này sớm đã mục rửa rồi, chắc hẳn là chất liệu gỗ của quan tài, chứ không phải là chất liệu gỗ của công trình kiến trúc. Ngay tại lúc này, bóng đen ở chỗ sâu hang động kia mạnh mẽ bổ nhào về phía Uyển Thiên Thiên, im hơi lặng tiếng, nhưng nhanh chóng vượt trội. Chương 572, Ma Vương gở Iota S người. Tiêu Phàm, hừ, một tiếng giơ tay phải lên, Hạo Nhiên chính khí trào ra, trong tức khắc hình thành nên một đường chắn trước mặt, đồng thời bước về trước một bước, chắn trước người Uyển Thiên Thiên. Uyển Thiên Thiên chỉ cảm thấy trong nháy mắt một luồng gió ấm áp bao phủ xuống mình, cứ giống như mỗi lần Tiêu Phàm loại bỏ âm sát khí trong cơ thể cho cô, thoải mái và ấm áp, sau đó liền đứng dậy. Luồng bóng đen kia bị Hạo Nhiên chính khí ngăn lại, lập tức chặn ở bên ngoài, không có cách nào tới gần. Hào quang màu đỏ trước ngực tiêu phàm chợt sáng, càn khôn đỉnh hiện lên, đồ án hỗn độn màu đỏ từ từ xoay xung quanh miệng đỉnh. Cái bóng đen kia bỗng nhiên chịu sự kinh hãi cực lớn, đột nhiên xoay mình và bay vào sâu trong hang động, thoát cái đã không thấy bóng đâu nữa. Có cổ quái. Lúc này Uyển Thiên Thiên mới mở miệng hỏi, nhưng cô cũng chỉ có chút cảm giác mơ hồ. Ừ, tiêu phàm gật đầu, thu càn khôn đỉnh lại hắn có thể khẳng định cái bóng đen lúc nãy kia át là thuộc về ma quỷ so với y âm quỷ mà hàng đầu sư nuôi dưỡng quả nhiên có sự khác biệt nhưng về bản chất thì lại giống nhau hơn nữa cái thứ này nhanh nhạy khác thường hơn hẳn âm quỷ của hàng đầu sư nuôi dưỡng càn khôn đỉnh vừa hiện ra lập tức liền bỏ chạy ra xa không có nửa phần do dự thậm chí tiêu phàm còn hoài nghi thứ này có trí lực nhất định không thể nào chứ ban ngày ban mặt như thế này Huyền Thiên Thiên liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, bầu trời vô tận, mặc dù đã là mùa thu rồi, khí hậu ấm áp, nhưng ánh mặt trời lại trói lóa. Theo như truyền thuyết của nước cổ đại chúng tôi thì các loại quỷ vật tà ma sợ nhất là ánh nắng mặt trời. Thế nhưng hiện giờ thì quỷ vật trong hang động này giữa ban ngày ban mặt lại dám tập kích. Nếu như người đụng phải không phải là tiêu phàm, thì e rằng lại sẽ có nhiều vương hiểu nghĩa rồi. Chỉ có điều, điều này thực sự khác nhiều so với trong truyền thuyết. Rốt cuộc là trong truyền thuyết nói sai, hay là tình hình ở đây xảy ra điều gì đó dị biến vượt quá quy lệ thông thường? Đã là tà ma quậy phá, thì tình huống gì cũng đều có thể xảy ra được. Tiêu phàm thản nhiên giải thích một câu, lại nhìn cái hang động kia. Có cần tiếp tục đi? Sâu vào xem không? Tiêu phàm lắc đầu nói. Không vội. Cái thứ vừa rồi, mặc dù hết sức nhanh nhạy, nhưng tiêu phàm lại cảm nhận được sát khí mạnh mẽ trên người nó. Cứ coi như là tà ma quỷ vật thì cũng chắc là hóa sắc hạ đẳng. Nếu chỉ có mấy cái quỷ vật như thế này thì nguy hại không lớn. Điều mà Tiêu Phàm lo lắng là trong cái hang động này còn có điều quái dị khác mà hắn còn chưa biết. Nơi này thuộc trấn Hồng Sơn, nhất định phải xử lý gọn nhẹ, không được để lại hậu quả về sau mới được. Trước hết phải làm tốt công tác chuẩn bị, không đánh vào nơi không chuẩn bị. Hai người rời khỏi cạm bẫy. Tối ngày hôm đó, họ ở tại khách sạn Hồng Sơn trong trấn đăng ký hai phòng đơn. Tuy nhiên Uyển Thiên Thiên dường như không có ý định về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù nói rằng hiện tại mỗi ngày không cần loại bỏ một lần sát khí, có thể hai ngày một lần. Nhưng Uyển Thiên Thiên sớm đã quen cảm giác cùng với Tiêu Phàm rồi. Đám người Tống Hoàn đến rất nhanh, dẫn theo Vương Nhạn và mấy người anh em giỏi giang nữa. Họ ngồi máy bay suốt đêm từ thủ đô tới thành phố Tam Giang, sáng sớm liền đã thuê xe chạy tới trấn Hồng Sơn. Đường Huyên không đến một người anh em trong nhà xảy ra chút chuyện nên cô bận đi giải quyết. Nghe Tiêu Phàm và Uyển Thiên Thiên nói rõ tình hình, Tống Hoàn nói một lời dứt khoát, mang theo phù lục mà Tiêu Phàm đưa cho, dẫn theo mấy người anh em đi xuống hang động. Từ bên trong bay ra những tấm gỗ quan tài mục nát và một ít mảnh vỡ đất đào, cứ bùn núc ních như vậy và mang về khách sạn. Bước đầu dự đoán, thì hẳn là những năm cuối của thời Đường, những ngôi cổ mộ thời kỳ đầu thời Ngũ Đại đám người vương nhạn đem những thứ này đưa ra khỏi phòng. Tống Hoàn nói một cách khẳng định, mặc dù mang theo phù lục mà tiêu phàm đưa cho, nhưng đám người vẫn tuân theo sự dặn dò của tiêu chân nhân, chỉ đào những thứ ở xung quanh cạm bẫy, chứ không đào sâu vào bên trong hang động. Xung quanh hang động chỉ có một số thứ vụn vặt, chứ chưa tìm thấy vật phẩm nào có văn tự ghi chép lại. Dựa vào một đống rách nát như thế có thể đưa ra phán đoán bước đầu về đường mặt thời ngũ đại, thiên nhãn tống tam ca quả là danh bất hư truyền tiêu phàm không nói gì liền đi đến trước đống vật phẩm kia đưa tay ra cầm lên một vật thể hình thoi đã dỉ xét loang lổ cái thứ này là có chút đặc biệt hình như là cái mũi tên trong lòng tống hoàn giật mình vội vàng nói đối với những thứ như quan tài mảnh vỡ đồ xứ thì tống hoàn không để ý nhiều nhưng cái mũi tên hình thoi dỉ xét loang lổ này lại làm cho trong lòng ảnh ta phảng phất một cảm giác không thực dường như trên mũi tên đó nhiễm một loại hơi thở đặc biệt nào đó hiện giờ tiêu phàm không nói một tiếng nào, đưa tay ra cầm cái mũi tên này lên. Tống Hoàn không tin rằng đây chỉ là trùng hợp. Giống tiêu phàm một đại thuật sư như vậy, giác quan thứ sáu nhạy bén, người bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Đây là cái mũi tên. Tiêu phàm nói một cách khẳng định. Bên ngoài vật thể hình thoi mặc dù dính bùn đất, dỉ xét loang lổ, nhưng hình dạng đại khái vẫn có thể nhìn ra được. Tiêu phàm đặc biệt lấy cái mũi tên này từ trong đống vụn vật kia, nhưng không phải là vì hình dạng của nó, mà là vì trên cái mũi tên này mùi hung thần của nó khác thường. Sát khí ngút trời. Đây là cảm giác mà cái mũi tên dì xét loang lổ này mang lại cho tiêu phàm. Tiêu phàm cũng không chú ý những vết bẩn trên cái mũi tên kia, tay trái nắm chặt, đồng thời đưa ngón cái tay phải ra, hai mắt khép hờ, chậm rãi đẩy ra. Đám người tống hoàn đều ngậm chặt miệng lại, nhìn chăm chú vào tiêu phàm, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy hắn. Ở phủ lưu bát ra, Tống Hoàn, Vương Nhạn đã tận mắt nhìn thấy tiêu phàm dùng phương thư C này để giám định đồ cổ. Cái mũi tên này, nhúng qua máu rồi, hơn nữa, chắc hẳn không phải là máu của người bình thường, mà là của nhân vật lớn. Một lát, tiêu phàm chậm rãi mở mắt ra, trầm giọng nói. Nhân vật lớn, lớn, bao nhiêu? Uyển Thiên Thiên thuận miệng hỏi, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười. Câu hỏi này của mình, thực sự hơi khó những cái mà bây giờ họ đang bàn luận có thể là những việc mà đã xảy ra hơn một nghìn năm trước dựa vào một mũi tên còn sót lại nếu như có thể phán đoán ra cái mũi tên này đã từng đâm chúng người như thế nào quả thực là nghìn lẻ một đêm ai ngờ tiêu phàm lại cho cô một câu trả lời gần như là khẳng định rất lợi hại có khả năng là tướng ma quân tướng ma quân lần này đám người uyển thiên thiên vương nhạn tống hoàn đều ngẩn người ra lời bình luận này thật sự là lần đầu họ nghe thấy. Thật ra nói ra bốn chữ này, trong lòng tiêu phàm cũng lo lắng một chút, lập tức liền nghĩ tới nửa tháng trước. Cái tòa điêu khắc mà nhìn thấy ở dưới nền nhà ở trang viên Ma Cưu, đó cũng là tướng ma quân điển hình. Thật không ngờ chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, hắn đã lần thứ hai tiếp xúc với ma quân tương tự. Dường như tướng mệnh thiên tử của thiên tử mệnh trí tôn tương, thực sự có người của ma quân chi tướng cũng rất ít chỉ có tự tay khởi lên trận mưa máu ngập trời, mà đầu gờ yêu ta người vô số, mới có tư cách được tiêu phàm đánh giá là ma quân. Ví dụ giống như hí ổ vậy, chính là ma vương cái thế, là ngôi sao đại họa từ trên trời giáng xuống để trừng phạt con người. Không cần nói trong thời bình, cho dù nhìn toàn bộ lịch sử trong và ngoài nước, thì ma quân như thế cũng cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí còn hiếm thấy hơn so với thiên tử mệnh trí tôn tương. Bởi vì chỉ cần có triều đình, liền có hoàng đế. Người có tướng thiên tử mệnh, trong mỗi triều đại đều xuất hiện rất nhiều. Nhưng một triều đại, sao đại hỏa các loại như ma quân thường chỉ xuất hiện một hai cái. Đương nhiên, nếu đều tính những tên sát nhân đầy đồng, quân phiệt khát máu vô độ và những kẻ tạo phản kia, thì những loại sao tai họa như thế này cũng không quá ít. Chỉ dựa vào cái mũi tên nghìn năm trước còn sót lại, tiêu phàm cũng chỉ có thể suy luận đến mức độ như thế này thôi. Theo như vậy thì trong những ngôi mộ này chôn hung thần ác quỷ hàng nghìn năm. Ma vương gờ yêu ta ít người lúc trước. Uyển thiên thiên hơi tò mò nói. Mặc dù tiêu phàm vẫn chưa giải thích cái gì gọi là ma quân chi tướng, nhưng Uyển thiên thiên vẫn có thể tưởng tượng ra được. Mấy tháng này ở chỉ thủy quan, Uyển thiên thiên đã đọc lại không ít điển tích của vô cực môn. Tiêu phàm không những không ngăn cấm, mà ngược lại còn ủng hộ cô ấy đi đọc những thứ này. Muốn loại trừ tận gốc những âm sát khí trong cơ thể Uyển thiên thiên ra, đơn thuần dựa vào ngoại lực thì vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, làm nhiều công ít, cái chính vẫn là dựa vào bản thân huyền Thiên Thiên. Trong mấy ngày này, Uyển Thiên Thiên cũng xem như là hiểu được chút ít về tướng thuật và thuật pháp của vô cực môn rồi. Có thể hiểu như vậy. Tiêu phàm gật đầu. Uyển Thiên Thiên nhíu mày nói. Đường mặt thời ngũ. Đại, thế đạo rối loạn. Giữa triều đình và nghịch tặc, triều đình và chư hầu, chư hầu và chư hầu, chư hầu và nghịch tặc, nghịch tặc và nghịch tặc tạo thành một mớ hỗn loạn. Ma vương gờ yêu ta ít người như thế này quả thực là xuất thế kết bè kéo cánh, có ai là chết ở nơi gần đây ư? Tống Hoàn cũng vuốt cằm nói theo. Đúng vậy, thường thường. Phía sau thế giới cực thịnh, chính là thế giới cực loạn. Hán mạt, đường mạt, tống mạt đều như thế. Người Hán chúng ta gây dựng nên nền văn hóa rực rỡ, gây dựng nên thế giới phồn hoa giàu có nhất. Những dị tộc kia đã phá hoại thì cũng không kiêng nể gì cả, gây nên hỏa cũng thảm thiết nhất. Yên chi xã có sự khác biệt so với những đội đào trộm mộ bình thường. Một đội đào trộm mộ bình thường thì nhiều nhất là 3 4 người ở cùng một chỗ, lúc nhiều nhất cũng không quá 10 người, bình thường vẫn là nhất thời tụ tập với nhau. Yên chi xã là phòng tổ chức, thành viên tương đối ổn định. Hơn nữa, rất nhiều thành viên trình độ văn hóa còn rất cao, ví dụ như Tống Hoàn, xuất thân là lớp chính quy, chuyên ngành khảo cổ học. Nếu như là Đường, Mạt thì ma vương gờ yêu ta hết người lớn nhất là ai? Tiêu phàm thản nhiên nói. Hoàng sao? Trên mặt uyển thiên thiên lộ ra sắc mặt nghi hoặc. Nhưng y không. Chết tại đây, mà là ở cách đây rất xa. Hơn nữa, dựa theo ghi chép của lịch sử, thì y là do bị cháu ngoại của mình chém đầu, cầm đi đầu hàng, chứ không phải chết dưới cung tên này. Tiêu phàm chậm rãi nói. Trước khi hoàng sao? Tạo phản. Vẫn có một người danh tiếng lớn hơn hẳn so với y, tạo phản sớm hơn y, cũng là tư dân buôn muối, là tên ác ma gỡ yêu ta người không chấp mắt. Vương Thiên Chi, Uyển Thiên Thiên và Tống Hoàn nhìn nhau và cùng kêu lên. Đúng, chính là y. Đây cũng là tên ma vương gỡ yêu ta người, đường mà thế đại loạn, trên thực tế là do y mở đầu, đánh vào chiêu bài tạo phản, kết thành một đám vô lại lưu manh, khắp nơi cướp đoạt ruộng đất, đốt gỡ yêu ta bắt người cướp của, không một chuyện ác nào là không làm sau đó bị tăng nguyên dụ đánh bại, mất đi tính mạng. Nếu như sử sách ghi lại là đúng, thì y chắc chắn là chết ở gần đây. Tiêu phàm từ từ nói, trên thực tế, đối với cái chiêu bài tạo phản, bọn lưu manh vô lại khát máu điên cuồng không có chút ấn tượng nào. Quyền Thiên Thiên và Tống Hoàn lại nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Ma vương gờ yêu ta người như vậy quả thật cũng có thể xưng là ma quân chi tướng rồi. Khi còn sống gờ yêu ta người vô số, sau khi chết hóa thành quỷ nhất định cũng muốn nhân cơ hội để quấy phá, phá hoại nhân gian. chương 573, thi công. Động tác của tiêu thiên vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh từ huyện La Châu điều động tới một đội thi công, vây quanh cả bẫy rồi bắt đầu thi công. Vì chấn nhỏ, nên tin tức truyền đi mau. Chuyện, ma quái, ở chấn Hồng Sơn sớm bị lan truyền ra ngoài. Chủ thầu quanh đây không ai dám tiếp quản chuyện này. Chỉ đội thi công này được Chủ tịch huyện Trần Hiểu Minh huyện Châu La đặc biệt điều tới mới được từ khi tiêu thiên đến hồng sơn công tác con đường làm quan của trần hiểu minh trở nên cực kỳ thuận lợi trong một năm ngắn ngủi từ phó chủ tịch huyện đến phó chủ tịch thường trực huyện trước đó không lâu đã được thăng chức lên làm chủ tịch huyện không hề nghi ngờ đây không chỉ là do trần hiểu minh thông minh tháo phát sau lưng có chân trong phó bí thư chuyên môn tỉnh lý dương đã triệu kiến qua trần hiểu minh khiến y ủng hộ trấn hồng sơn nhiều hơn quan tâm tới sự trưởng thành của tiêu thiên nhiều hơn trần hiểu minh hiểu rõ chỉ cần tiêu thiên còn thuộc bộ y một ngày y nhất định phải toàn lực ủng hộ công việc của tiêu thiên ngày đó che gió che mưa cung cấp một cái bến chắn gió cho tiêu thiên tiêu thiên tự mình phụ trách giám sát tiến độ đội thi công công trình này kỳ thực cũng không phức tạp chỉ có điều cạm bẫy được xây xung quanh thành một tường vây cao chừng ba thước nền không quá vững chắc số lượng công trình cũng không lớn động tác của tiêu thiên rất mau lẹ động tác của lãnh đạo huyện và thành phố cũng không chậm Nghe đồn chuyện lạ xảy ra ở trấn Hồng Sơn, lập tức chạy tới Hồng Sơn để khảo sát thực hư. Chuyện có liên quan tới trấn Hồng Sơn, lãnh đạo huyện và thành phố đều rất coi trọng. Đồng thời, lãnh đạo huyện và thành phố cũng rất chú ý, rất khiêm tốn, chưa làm rõ chân tướng vụ việc, tuyệt không hồ ngôn loạn ngữ phát biểu ý kiến. Đây chính là một bài học. Bởi không chỉ một lãnh đạo huyện chủ chốt phát biểu lời liên quan tới vấn đề của trấn Hồng Sơn mà dẫn đến mất chức. Theo ý kiến của Tiêu Phàm, Tiêu Thiên Uyển chuyển mà kiên quyết đem lãnh đạo huyện và thành phố trận quay trở về. Công bố chỉ là lời đồn, không cần các lãnh đạo huyện và thành phố nhọc công quan tâm. Trấn Hồng Sơn có khả năng tự tiêu trừ lời đồn. Lãnh đạo huyện và thành phố nửa tin nửa ngờ quay trở về. Nói thật, bọn họ cũng không tin đây là lời đồn. Nhưng Tiêu Thiên một mực nói như vậy, mọi người cũng chỉ có thể nghe, trừ phi ai không quan tâm tới thế lực tiêu gia. Duy chỉ có Trần Hiểu Minh là ngoại lệ vụ GTA kéo Tiêu Thiên sang một bên, yêu hình vu sắc. Trần Hiểu Minh bảo Tiêu Thiên, y đã đi bệnh viện thăm chủ tịch thị trấn, bách chủ tịch đều nói cho y biết hết rồi. Con người này vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng nay nhất quyết nói mình bị quỷ nhập vào. Dựa vào quan hệ cá nhân của Trần Hiểu Minh và Tiêu Thiên, y có tư cách một mình thảo luận loại chuyện này với Tiêu Thiên. Cũng là muốn Tiêu Thiên được tốt đẹp, cũng là vì tiền đồ làm quan bản thân Trần Hiểu Minh nếu thực sự để tiêu thiên xảy ra chuyện gì ở trấn hồng sơn chức chủ tịch huyện của trần hiểu minh y chỉ sợ không giữ được lâu đối với trần hiểu minh tiêu thiên cũng không giấu giếm nói thật cho y biết tiêu thiên chính là có tính cách như vậy nếu đã cùng trần hiểu minh làm bạn hiếu vậy thì cũng không nên lừa gạt y tuy nhiên tiêu thiên cũng nói cho trần hiểu minh không cần lo lắng việc này bởi đã có cao nhân tới trấn hồng sơn xử trí mọi việc tiêu phàm uyển thiên thiên Lục Ninh Trần đều không quan tâm tới mấy lo nghĩ của lãnh đạo huyện tỉnh, huyện Châu La. Lục Ninh Trần hiện tại đang ở hiện trường thi công, không chút khách khí nhận lấy quyền chỉ huy, chỉ huy đội thi công làm việc ở mỗi cạnh của sáu bên tường vây. Dưới phía trước chân tường, Lục Ninh Trần đều thực hiện trước, nghi trôn thứ gì đó sâu trong lòng đất, sau đó mới cho phép tiếp tục thi công. Ngay từ đầu, phụ trách đội thi công cũng không thèm quan tâm tới thể diện y tên tiểu chủ thầu này tính cách tương đối dũng mãnh. Ngoài thực tế, điều kiện cuộc sống không nói hẳn là tốt, cũng thường xuyên bị người khác khi dễ, náo loạn xảy ra mâu thuẫn đánh nhau là chuyện cơm bữa. Người có tính cách quá yếu đuối căn bản không đảm đương nổi chức chủ thầu. Chưa nói tới mấy người thi công nơi công trường này chính là huynh đệ nhà mình cũng sẽ không chịu phục. Đội ngũ này chịu không nổi. Không hiểu sao tự nhiên lại xuất hiện một người bảo đảo, không hiểu sao lại ở đây khoa chân múa tay chỉ huy chủ thầu phải thanh toán tiền mới có quỷ đấy. Lục Ninh Trần giải quyết vấn đề bằng phương pháp đơn giản, thô bạo nhưng rất hữu hiệu. Y không nói hai lời, một tay tát gã chủ thầu ngã ngay vào trong vũng bùn. Lần này, đám người xông lên như tổ ong vò vẽ, bảy tám tên công nhân xây dựng xông lên, hồ đánh kêu gở yêu ta ấy. Lục Ninh Trần cũng không khách khí, trong nháy mắt đánh bảy tám người đàn ông nằm la liệt trên đát, dầm gì nửa ngày không đứng lên được. Tiêu Thiên ở xa nhìn thấy vừa kinh ngạc, vừa buồn cười. Không đợi Tiêu Bí thư tiến lên chỉ bảo, tên chủ thầu và mấy tên xây dựng kia lập tức ngoan ngoãn phục tùng, quyền uy của Lục Ninh Trần, y nói cái gì chính là cái đấy. Trong tầng thấp của xã hội, cách sinh tồn, ai nắm quyền người đó làm chủ, vẫn được áp dụng như cũ. Tên gia hỏa này sao lại giống người đạo gia vậy nhỉ? Thấy một màn như vậy, Uyển Thiên Thiên không khỏi bĩu môi, mặt hơi buồn bực. Tiêu Phàm cười cười, không hé răng nói lời nào hắn không ủng hộ cách hành sự của Lục Ninh Trần, nhưng đây là việc riêng của người ta, tiêu phàm miễn cho lời bình, càng không can thiệp. Động tác đội thi công không chậm, trong ba ngày, một đường sáu cạnh đã được đào xung quanh sáu cạnh của cảm bẫy. Đồng thời kéo vào bên trong tường vây một cột đèn đơn giản, bóng đèn soi lên lớp ngói nổi, bất kể là sáng hay tối đều có thể soi dọi cảm bẫy. Sáu cạnh tường vây bên trong, từng cái một, Lục Ninh Trần dùng phấn tự tay vẽ lên một đồ án bát quái dưới mỗi đồ án bát quái đều đặt một chén nước trong, Lục Ninh Trần đâm rách ngón giữa, nhỏ vào mỗi bát nước trong ba giọt máu tươi. Hành động này của Lục Ninh Trần khiến đội thi công trong cảm bẫy kinh hãi. Nhìn ánh mắt y, kính sợ của bọn họ chuyển thành nghi ngờ, sau nghi ngờ biến thành hoảng sợ. Công việc còn chưa xong đã có hai gã công nhân không từ mà biệt, ngay cả tiền công cũng không lấy, trốn mất dạng luôn. Kỳ thực, nếu không để ý tới thể diện của Chủ tịch huyện Trần, ngay cả chủ thầu cũng muốn phủi mông trốn đi ngày đầu thi công đã có người nói với gã trong hầm có cái gì đó lập lờ thi công tới ngày thứ ba chủ thầu tận mắt thấy thứ đó hình như là một cái bóng chỉ thoảng qua thôi nhưng chủ thầu cho rằng mình không có hoa mắt thị lực gã rất tốt đoàn người không hẹn mà gặp đẩy nhanh tiến độ thật vất vả mới kiến tạo xong tường vây chủ thầu lập tức thu dọn mang người của gã đi chạy không quay đầu lại mặc cho tiêu thiên giữ lại thế nào cũng vô dụng lục ninh trần nói hy vọng bọn họ có thể vào trong cạm bẫy tu sửa lối đi một chút. Lối đi lúc này miến cứng thì chỉ đủ cho một người đi qua, hơn nữa còn là bỏ qua. Đối với Lục Ninh Trần mà nói, cái này không thể nhẫn nhịn chịu đựng được. Nhưng chủ thầu nói cái gì cũng không chịu, bị Tiêu Thiên làm cho phát hỏa, thậm chí ngay cả lời độc ác, chẳng sợ đắc tội Trần Chủ tịch huyện cũng nói ra. Sống chết gã cũng mặc kệ, cái gì bằng cái mạng nhỏ của gã chứ? Về phần tiền công đã là cái dám gì? chủ thầu cơ bản cũng không thèm để ý tới việc đào tường vây kiếm tiền, gã vốn là muốn trả cho chủ tịch huyện Trần một cái ân tình mà thôi. Mắt nhìn thấy một làn khói đen của chiếc xe tải nhỏ vội vã như chạy trốn rời khỏi khu công nghiệp, Lục Ninh Trần xa sầm nét mặt, rất không hài lòng. Tiêu Thiên cười khổ lắc đầu, y không biết rằng bảo người ta vào trong cạm bẫy là phải làm công tác tư tưởng khó khăn tới mức nào. Quyền Thiên Thiên cười đùa, đi về phía trước. Này, anh lạnh lùng, có phải rất buồn bực hay không vậy? Lục Ninh Trần liếc cô một cái, mặt càng thêm lạnh, ngay cả ánh mắt cũng lạnh. Đối với cô bé xảo trá này, Lục Ninh Trần trước giờ không có hảo cảm. Quyền thiên thiên biểu môi cũng không thèm để ý y nữa, vươn tay vỗ vải cái phát ra tiếng. Lục Ninh Trần kinh ngạc nhìn lối vào tường vây, thấy xuất hiện một đội ngũ thi công khác, ước chừng mười mấy người. Mười mấy người này không cùng chi đội thi công kia, tư thế đi biếng nhác, ngay cả thần sắc cũng lười biếng, cả người thả lỏng, vẻ mặt ba lăng nhăng, tựa hồ không quan tâm tới thứ gì. Đối với cạm bẫy cổ quái bên trong cũng không quan tâm, dường như đã sớm quen với tình hình này. Theo tư thế đi của họ có thể nhìn ra mười mấy người này, mỗi người đều có võ công, đa số lại có võ công không hề kém chút nào. Nếu đây là một chi đội quân đội, nhóm người này tuyệt đối là lão binh già dặn kinh nghiệm. Cái loại thần thái bất cần như vậy không thể nào giả được tống hoàn mang theo nhóm huynh đệ đi tới trước mặt lục ninh trần vẹo mắt liếc y ai cũng không nói chuyện trong mắt rõ ràng mang theo ý khiêu khích lục ninh trần không vừa mắt huyền thiên thiên thì tống hoàn cũng không vừa mắt loại người như y ngay cả tới khi tiêu phàm cứu huyền thiên thiên tống hoàn mới thay đổi cách nhìn đối với tiêu phàm lục ninh trần đánh giá trên dưới tống hoàn một cái lãnh đạm nói theo ta đi xuống ta sẽ trấn trụ ác quỷ các ngươi chỉ cần khai thông thông đạo là được chuyện còn lại không cần các ngươi bận tâm tống hoàn không nói một lời khiêng xẻng nhảy vào trong cạm bẫy chân uyển thiên thiên vừa động lục ninh trần duỗi tay ngăn cô lại lạnh lùng nói cô không thể xuống Người quản ta những người này đều là huynh đệ của cô cô hãy suy nghĩ cho bọn họ chút đi ngữ khí của lục ninh trần vẫn lạnh như trước không mang theo một tia ấm áp uyển thiên thiên dừng bước nghiêng đầu nhìn y vẻ mặt cười như không cười Cô là nữ nhân, thân thể tràn đầy âm khí. Hơn nữa âm sát khí trong cơ thể tích tụ rất nhiều, rất dễ dàng hấp dẫn quỷ vật. Cô trước kia đi quá nhiều âm địa, về sau muốn sống thoải mái chút thì nên bớt đi đi. Lục Ninh Trần không chút khách khí nói. Tránh ra. Quyền thiên thiên tự nhiên cười, nụ cười thoáng qua lại mạnh mẽ kiềm chế lại. Khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, quát một tiếng, lập tức đi về phía trước. Lục Ninh Trần lạnh lùng nhìn cô, tay phải vừa nhấc lên, nhưng cuối cùng lại không ra tay. Dường như y nhìn ra được một người con gái mảnh mai như cô lại có thể thống soái một đám đàn ông, bên trong tuyệt đối khó đối phó. Nếu thực sự động thủ, y chưa chắc có thể thuận lợi mà thắng. Hiện tại không phải là thời cơ thích hợp để tranh đấu. Chương 574, hố sâu. Cảm nhận của Tiêu Phàm đối với Lục Ninh Trần cũng không tính là xấu. Người này dù rất kiêu ngạo, đối với những người khác cũng vô cùng lãnh đạm nhưng đối với trách nhiệm bản thân của mình lại rất cẩn thận tỉ mỉ. Thấy đám người tống hoàn đi xuống cạm bẫy, y lập tức đi theo, bộ cương đạp đấu, nắn bí quyết làm phép. Tống hoàn cũng không để ý, chỉ chăm chú dẫn theo các huynh đệ đi xuống khởi công. Đối với tên đàn ông bảo đảo mặt như xác chết kia, tống hoàn cũng không hề có hảo cảm, càng không tin năng lực của y. Anh ta chỉ tin mỗi tiêu phàm, nếu không phải tiêu phàm cũng ở trong này, thì anh ta cũng không dính vào vũng nước đục kia làm gì. Mặc dù thiên nhãn của anh ta không thể đánh đồng với âm dương nhãn của Trì Bân, không thể nhìn thấu âm dương, nhưng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nơi này không giống với những cổ mộ bình thường, âm khí dày đặc, quỷ ảnh cũng rất mạnh. Nếu trước gặp phải cổ mộ như vậy, bọn họ nhất định sẽ tránh đi không đụng tới. Trừ khi biết trong đó có báu vật vô giá thì mới dám thử mạo hiểm một lần. Nếu không rõ được tình huống ra sao thì không thể hành động loạn lên được. Lần này tiêu phàm tự mình chấn thủ, mọi thứ khác miễn cần bàn luận. Tiêu phàm tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ mạo hiểm. Nếu như lục ninh trần, nhiệt tâm, như vậy, tiêu phàm cũng không vội vàng ra tay, chỉ ở một bên cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện lục ninh trần đặc biệt thích dùng phương pháp sử dụng máu tươi của chính mình. Sáu mặt tường vây, sáu bát nước trong, đều nhỏ thêm máu tươi của y. Hiện tại ở dưới đáy cạm bẫy, y vẫn bày ra một bát nước trong, đâm rách ngón tay giữa rồi nhỏ vào đó ba giọt máu, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Xem ra đây chính là truyền thừa phái thượng thanh bảo đảo. Đối với việc này, tiêu phàm vô cùng chú ý. Cách làm lấy máu người này chủ yếu là mượn dương khí dồi dào của con người để chấn áp quỷ vật tà mị. Trong truyền thừa đạo giáo, điều này cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là Mao Sơn Nhất Mạch rất thích dùng phương pháp này. Nhưng tiêu phàm vẫn cho rằng, lấy máu của chính mình để chấn áp quỷ vật quả thực có chút bất đắc dĩ đó chỉ là phương pháp cuối cùng buộc phải sử dụng. Điều này giống như đánh giặc vậy, đòn sát thủ mạnh nhất thường không dễ dàng thực hiện. Số lần dùng càng nhiều, đối thủ càng biết được nhiều về đòn sát thủ đó, có dùng thêm cũng không thể hiệu nghiệm như cũ được. Tuy nhiên, tiêu phàm cũng không can thiệp tới thủ pháp của Lục Ninh Trần. Đối với tiêu phàm, Lục Ninh Trần cũng vô cùng hiếu kỳ. Bắt đầu từ ngày hôm qua, nam tử có dáng người cao lớn, sắc mặt hơi tái nhã nhận này đều tham dự toàn bộ hành trình dù rất ít mở miệng nói chuyện, nhưng theo ánh mắt của Tiêu Thiên và đám người Uyển Thiên Thiên có thể thấy người này mới thực sự là người có quyền quyết định. Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến Lục Ninh Trần chú ý tới Tiêu Phàm. Nguyên nhân chủ yếu là Lục Ninh Trần không thể nhìn thấu được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa xuất hiện, Lục Ninh Trần đã lấy bí thuật sư môn lặng lẽ điều tra, nhưng lại giống như mò kim đáy bể, không hề có bất cứ tin tức nào. Đụng phải người cực kỳ dũng mãnh, bí thuật điều tra của mình lập tức bị chắn trở về, không vào được tới cả kỳ môn lục ninh trần sử dụng nhiều lần nên cũng lơ đánh nhưng dùng thần niệm lực một hồi kết quả vẫn là con số không giống như người đối diện kia không phải là người mà là một ảo ảnh thần niệm lực trực tiếp xuyên qua không thể điều tra được bất cứ thông tin gì nhưng tiêu phàm rõ ràng đứng bên cạnh y không phải là một ảo ảnh loại tình huống này mới thực sự làm cho người ta kinh ngạc hiện tại y mới có thể nhìn tận mắt tiêu phàm tất nhiên là cũng không có vấn đề gì cả. nếu ở trong bóng tối, thị giác cơ bản không có tác dụng. nếu niệm thần lực thả ra mà cũng không thể có tác dụng, vậy thì cho dù tiêu phàm gần trong gang tắc, y vẫn hoàn toàn không biết gì cả. điều này quả thực khiến y rất bị động rồi. hai người mà đối đầu, y chỉ có thể bị đánh, tuyệt đối không có sức đánh trả. muốn lục ninh trần tin tiêu phàm là một đại thuật sư siêu cấp có trình độ đạo thuật cao thâm hơn y, quả thực là một khó khăn lớn với y. Lục Ninh Trần tin Tiêu Phàm có thể đã luyện tới một loại bí thuật nào đó để ngăn cách điều tra của y. Lục Ninh Trần kiêu ngạo không phải không có lý do, y cũng coi như là truyền nhân kiệt xuất của phái Thượng Thanh Bảo Đảo. Sau khi thành tài, cơ bản khó có đối thủ ngang tầm. Tại sao vừa đặt chân tới đại lục, may mắn thế nào lại đụng ngay phải đại tông sư thuật pháp thế này? Chỉ có điều, tò mò vẫn là tò mò, Tiêu Phàm cho tới giờ chưa từng toát ra địch ý, y cũng không thể bỗng nhiên gây hấn với Tiêu Phàm chỉ có thể đem hết khả năng thi pháp bí quyết ở trong cạm bẫy, uy phong lẫm liệt. Truyền thừa phái thượng thanh có bí mật độc đáo riêng của mình. Tiêu phàm nhìn cũng có thể hiểu, trong quá trình đám người tống hoàn thi công, thỉnh thoảng có một bóng đen đung đưa phía sâu trong cạm bẫy, toàn bộ đều được lục ninh trần bước về phía xa, khiến nó không dám quá phận mà tiến lại gần. Việc thi công được tiến hành liên tục 5 ngày, ngoại trừ mười mấy người, yên chi xã, tiêu thiên lần lượt điều mười mấy thanh niên trai chàng tới giúp đỡ mấy tên thanh niên này, khí huyết cuồn cuộn, dương khí ngút trời, đúng là thời kỳ cường tráng như biển cả có khác, uế vật tà mị bình thường không thể tới gần người họ. Theo sự giới thiệu của Tiêu Thiên, bọn họ đều là dân binh cốt khán trong trấn, ngày bình thường đều không tin vào mấy chuyện ma quỷ linh tinh. Cứ như thế này, thì tiến độ thi công rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tới xế chiều ngày thứ năm, theo tiếng đinh ninh của dụng cụ vang lại bỗng nhiên nổi lên một trận, ầm ầm, từng gạch che kín mắt mọi người trước đó đổ xuống, một hố đen sâu hóm lộ ra đây là mấy người thi công ở phía trước ruỗi dài cổ ra quan sát hỏi thăm bỗng nhiên một luồng âm phong vô cùng tanh hôi từ đáy hố sâu thổi ra phát ra âm thanh si si lúc ẩn lúc hiện nghe rất thê lương vô cùng dọa người nguy rồi mau lùi lại tống hoàn kêu to một tiếng vươn tay kéo theo vương nhạn đứng bên cạnh rồi phi thân lùi về phía sau chỉ thấy hai đạo bóng đen từ trong hố sâu bay ra thân hình ẩn ẩn hiện hiện, như có như không, nhìn rất mơ hồ, nhưng lại có thể cảm thấy rõ sự hiện hữu của chúng. Hai bóng đen này mới từ trong hố đen bay ra, đột nhiên tăng tốc bay về phía bọn họ. Mặc dù chỉ là hai bóng đen mơ hồ, nhưng lại khiến mọi người cảm giác bị ánh mắt u ám đe dọa, lập tức ai nấy đều nổi ra gà. Nhắc nhở của Tống Hoàn tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn bị muốn một bước, hai tiểu tử khác dù sao cũng không thể có võ công cao cường như Tống Hoàn và Vương Nhạn, phản ứng chậm hơn rất nhiều. Bọn họ mới chạy được vài bước, hai luồng bóng đen mờ ảo đó đã bổ nhào sang trước mắt bọn họ, hai cánh tay mở ra như ôm hết hai người họ. Nhiệt chướng, to gan. Lục ninh trần quát lạnh một tiếng, mọi người chỉ thấy một cỗ sóng nhiệt đánh thẳng tới, xen lẫn mùi tanh của máu tươi, lập tức lách qua thân hình của bọn họ, hướng về phía hố sâu, cuồn cuộn quét tới. Hai bóng đen cùng cỗ sóng nhiệt va chạm, ngay sau đó tạo thành một âm thanh si. Si vô cùng thê lương, chúng giống như bị trúng một đòn hiểm, hai bóng đen xoay người bỏ chạy thối lui về cái hố, nhưng lại không kịp. Bởi trong khoảnh khắc, chúng đã bị cỗ sóng nhiệt bao phủ, tiếp đó lại là tiếng si. Si, nghe thê lương tới cực điểm, hai bóng đen vặn vẹo trong cỗ nhiệt vài cái liền hóa thành khí đen nhẹ tính, tiêu tan vào không khí. Đám người tống hoàn vội vàng chạy ra ngoài biên, tiếng gió bên người cùng một cái bóng nổi lên cùng lúc, chính là lục ninh trần. Tống Hoàn và Vương Nhạn liếc nhau một cái, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tên gia hỏa lạnh lùng của Bảo Đảo này thân thủ quả thực không phải là đồ trưng bày, hành động tương đối lưu loát. Động thủ so chiêu thật sự, Tống Hoàn thực không muốn người này làm đối thủ của mình. Nhưng chấn động thực sự không phải là Tống Hoàn, cũng không phải Vương Nhạn, mà chính là bản thân Lục Ninh Trần. Phi thân lên trước, y cho rằng thân pháp phát huy tới cực hạn của thượng thanh quan nhanh như chớp, tựa như sao băng không cần nói tới người lạ, cứ coi như quỷ mị tà vật trong hố kia, cũng không thể thấy được động tác của y. Ai ngờ vừa dừng bước trước miệng hố, Lục Ninh Trần cảm thấy có chút không đúng, dường như có người sau lưng cùng mình tiến tới. Không nghe được giọng nói, càng không nhìn thấy bóng người, hoàn toàn xuất phát từ bản năng của một cao thủ. Lục Ninh Trần không cần suy nghĩ, vẫn đan điền nội tức, lấy chân trái làm điểm tựa, bỗng nhéo tại eo một cái, hô lên một tiếng, cánh tay phải quét ngang vung về phía sau, năm ngón tay tạo thành thế hổ chảo, giữa không trung tạo thành một vòng tròn, uy thế vô cùng kinh người. Nhưng chiêu này lại vẫn rơi vào không trung. Theo lực cánh tay phải, thân thể lục ninh trần văng ra xa, y phát hiện phía sau rỗng tuếch, không có bất cứ cái gì. Y quay người lại chỉ thấy tiêu phàm đã vươn người, đứng cạnh hố sâu, hai tay chắp sau lưng, thần thái vẫn ung dung như trước, giống như hắn luôn đứng ở chỗ đó, chưa từng di chuyển. Đối với động tác vừa rồi của lục ninh trần, hắn coi như không thấy. Lúc này, Uyển Thiên Thiên khoan thai bước tới, tay áo tung bay, phong tình vạn trùng, cười hì hì nói, lục tiên sinh, hổ chảo đại cầm nã, rất được đấy. Giọng nói khờ khảo ngây ngô, nụ cười ngọt ngào ấy vang vào tai lục ninh trần lại mang theo ý châm chọc không nói ra được, y tức giận tới mức muốn thổ huyết. Người rốt cuộc là ai? Lục ninh trần ngay cả hố sâu cổ quái kia cũng không giải quyết được, lại bị Uyển Thiên Thiên châm chọc cười nhạo, y gắt gao nhìn tiêu phàm, hai mắt bốc hỏa, cả người thích chữ lửa giận, như lâm vào đại địch. Tiêu phàm cũng không quay lại, chỉ nhìn hố sâu đen kịt kia. Trong đôi mắt, ánh sáng xanh lập lè, mang theo khí tức, quỷ dị, không nói ra được bằng lời, miệng thản nhiên trả lời. Lục tiên sinh, mọi người đều là đồng đạo cả. Ồ, vậy sao, xin hỏi tiêu tiên sinh là cao nhân phái nào vậy? Lục ninh trần đề phòng, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm như cũ, không giảm đi chút nào, vẻ mặt cảnh giác. Tiêu Phàm lắc đầu nói: "Lục tiên sinh, bây giờ không phải lúc để hỏi những vấn đề này. Nơi này vô cùng nguy hiểm, mọi người phải lập tức rút đi. Trước tiên phong tỏa nơi này lại, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết." Nói xong, cũng không đợi Lục Ninh Trần có ý kiến gì, hắn quay đầu nói với Huyền Thiên Thiên: "Thiên Thiên, đừng tới chỗ này, nơi này âm khí quá nặng, cô không chịu nổi đâu." Dẫn mọi người lui ra ngoài, "Mau!" Đừng nhìn Uyển Thiên Thiên ngày thường thích đấu võ mồm cùng Tiêu Phàm, nhưng lúc này lại nhu thuận dị thường, vội vàng gật đầu đáp ứng, bước tới chỗ Tống Hoàn, Vương Nhạn, đưa bọn họ ra ngoài. Rất nhanh, mọi người đều lui ra bên ngoài cạm bẫy. Cạm bẫy lúc này không lộn xộn như năm ngày trước nữa, mà được gột rửa sạch sẽ, ở bên trên đất hoàng thổ đào được hơn chục bậc thang, ra vào tương đối thuận tiện. Bên trong cạm bẫy chỉ còn lại Tiêu Phàm và Lục Ninh Trần. Lục tiên sinh, sao chưa đi ra vậy? Tiêu Phàm có chút kinh ngạc nhìn Lục Ninh Trần, hỏi. Tiêu tiên sinh, ngươi là chủ của ta à? Lục Ninh Trần cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, sau đó lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng. Chỉ có điều địch ý với Tiêu Phàm đều biểu hiện ra ngoài, không có chút giấu giếm. Chương 575, Thập Tuyệt Chi Địa. Tiêu Phàm liền cười, cười rất nhạt, giọng nói lại càng nhạt. Lục Tiên Sinh, nếu cảm thấy sức mình có thể phong ấn được nơi này thì cứ việc, tôi tuyệt không ngăn cản. Nói xong, Tiêu Phàm vung tay lên, xoay người bỏ đi, cũng không dừng lại. Người có tính cách như Lục Ninh Trần, trước đó Tiêu Phàm cũng đã tiếp xúc qua. Muốn dùng lời nói thuyết phục bọn họ gần như là chuyện không thể. Người như vậy, tự tin kiêu ngạo đã tới mức tự đại, chưa đến hoàng hà, không từ bỏ. Mắt thấy Tiêu Phàm nói đi là đi, Lục Ninh Trần cũng hơi ngơ ngác một lúc. Tuy nhiên sau đó lại cười lạnh một tiếng, nhưng đầu đối mặt với hố sâu đang phát ra âm thanh thê lương kia, quả nhiên y muốn tự sức mình, cưỡng áp phòng ấn cái hố sâu này. Bên trong là cái gì vậy? Tiêu phàm vừa lên tới mặt đất, huyền thiên thiên lập tức hỏi. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, hai hàng lông mày nhân lại, sau một lúc mới nói. Không thấy rõ lắm, thần niệm lực cũng bị áp chế. Tuy nhiên có thể khẳng định, chúng ta bây giờ chỉ là có thể nhìn thấy một bộ phận rất nhỏ của cổ mộ được chôn giấu. Trong hố, nhất định cất giấu một bí mật rất lớn. Uyển Thiên Thiên chần chừ một lúc, mới hạ giọng nói. Nơi này thực sự là mộ của Vương Tiên Chi sao? Vương Tiên Chi hẳn không có mộ chính thức, theo sử sách ghi lại, Vương Tiên Chi từng bị nguyên dụ đánh bại. Thời điểm phá vây chết trận, những người còn lại đột phá khỏi trùng vây, nương tựa vào hoàng sao. Vương Tiên Chi làm nghịch tặc, tuy rằng đã chết, nhưng theo lý thì vẫn sẽ bị chặt đầu gian đe dân chúng. Sau đó sẽ khâm liệm thủ cấp của Vương Tiên Chi, tiếp đó mới mang đi tới Trường An báo tin thắng trận. Tuy nhiên trên sử sách không ghi lại như vậy, nhưng bất kể thế nào, đối với một phái đoàn nghịch tặc như thế này, quan quân không có khả năng chôn cất cho y. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này hẳn là một bãi tha ma. Quyền Thiên Thiên gật đầu đồng ý với phân tích của tiêu phàm. Mấy ngày nay không ngừng gột rửa bên ngoài, không có quan tài đựng hài cốt người chết, cũng đã nghiệm chứng thuyết pháp của tiêu phàm. Sách sử ghi lại, những năm cuối triều đường, nguyên dụ đánh bại phái đoàn phản tặc vương tiên tri, tiêu diệt hơn 5 vạn người. Quả là một thương vong lớn, máu chảy thành sông, xác chết chất như núi. Dưới tình hình như vậy, không cần nói tới phản tặc, cho dù là quan quân chết trận cũng sẽ không có người chôn cất. Người chết nhiều như vậy, đa số phơi xác hoang dã, dần dần mục giữa trong bão táp mưa xa, quay về với cát bụi. Một số ít may mắn hơn thì được đào mấy cái hố to để chôn, chính gọi là bãi tham ma tên gia hỏa kia dưới đó một mình hả? Tống Hoàn ở bên hỏi, ừ, ha ha, lá gan cũng không nhỏ nha. Tống Hoàn hít một hơi, miệng phát ra tiếng hít hà, dường như răng đau lắm. Anh ta vừa rồi tận mắt thấy thứ bẩn thỉu mang theo hơi thở u ám, nhìn cũng có thể biết không dễ dàng đối phó. Cứ coi như bị lục ninh trần dễ dàng gờ yêu ta ết chết, nhưng điều anh ta dễ nghĩ ra nhất đó chính là trong hố sâu kia hẳn không chỉ có hai uế vật. Quyền thiên thiên trầm ngâm nói, Tiêu phàm, tôi thấy việc này hơi cổ quái, loại tình huống này rất hiếm thấy. Làm long đầu lão đại của Yên Chi Xã, Uyển Đại Đương ra thực sự có tư cách nói lời như vậy. Nhiều năm như vậy, Uyển Thiên Thiên đã thấy nhiều cổ mộ, bãi tha ma cũng không phải mới tiếp xúc, nhưng rất ít khi nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ như vậy. Đã vậy không phải là một mà có tận hai, chính là một đám liền, quả thực rất không bình thường. Cũng không phải là tất cả các bãi tha ma tất cả hoành tử chi địa đều dẫn dụ nhiều quỷ vật tới đây như thế này. Tiêu phàm không lên tiếng. Mấy ngày nay, ngoại trừ ở bãi tha ma này nhìn chằm chằm, tiêu phàm sớm đã bớt thời gian dò xét địa thế xung quanh. Nếu bãi tha ma này đúng là nơi thất tuyệt trong truyền thuyết, thậm chí là nơi thập tuyệt, thu hút nhiều quỷ vật tới như vậy thì cũng có thể lý giải. Tuyệt địa như này vốn không thể lấy con mắt bình thường để đánh giá được. Nhưng xung quanh Trấn Hồng Sơn rõ ràng không phải là tuyệt địa như vậy. Tương đối mà nói, nơi này phong thủy không tệ, bằng không chính phủ xây dựng trấn Hồng Sơn ở chỗ này thì cũng rất khó có thể thịnh vượng. Dựa theo phong thủy trong biển tịch ghi lại, quan trấn Hồng Sơn là một khối, đại đồng la điện, tối thiểu cũng đã có bảy tám chục năm hưng thịnh. Giống như Huyền Thiên Thiên đã nói, tình huống ở bãi tha ma này thực có chút tà môn. Trong hố sâu kia hẳn có việc ngoài dự liệu của tiêu phàm. Tiêu Thiên, anh muốn bản đồ vùng này, bản đồ quân dụng càng chi tiết càng tốt tiêu phàm chợt nhớ ra gì đó quay đầu phân phó tiêu thiên một câu a à, anh muốn cái đó làm gì vậy tiêu thiên lập tức ngạc nhiên khó hiểu hỏi em không cần hỏi vì sao mau chóng tìm cho anh anh cần dùng tới được để em đi lấy tiêu thiên không hỏi gì thêm đáp ứng rút điện thoại cầm tay gọi điện đi đối với bí thư đảng ủy bình thường của trấn mà nói muốn có bản đồ quân dụng tiêu chuẩn cao thì rất khó nhưng đối với tiêu thiên mà nói thì chỉ hơi phiền toái một chút thôi. Tiêu nhị ca này luôn có mặt mũi ở đây. Vừa bảo tiêu thiên mang hơn 10 dân binh cốt cán lui ra đằng sau, chợt nghe từ trong cảm bẫy có tiếng của lục ninh trần liên tục gào hét, trong thanh âm đều chứa sự tức giận. Cần xuống giúp y một tay không vậy? Uyển thiên thiên hơi lo lắng hỏi. Tiêu phàm lắc đầu, nói. Không cần, không chịu được nữa thì y sẽ lên thôi. Lục ninh trần lạnh thì lạnh thật, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Khoảng chừng 10 phút sau, Lục Ninh Trần chậm rãi từ trong đi ra, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc. Từ trong cạm bẫy đi ra, y cũng không liếc đám người Tiêu Phàm lấy một cái, lập tức rời đi, chân bước có vẻ hơi lảo đảo. Hai hàng lông mày Tiêu Phàm hơi nhăn lại, quay người đi vào cạm bẫy. Thông đạo yên tĩnh như trước, mắt thường không thể nhìn thấy bất cứ vật gì. Tiêu Phàm có thể cảm nhận rõ ràng trong thông đạo đều có lực cấm chế, mang theo một cỗ mùi máu tươi không ngờ lục ninh trần lại tổn hao nhiều chân nguyên, liều mạng phong trấn nơi này như vậy. Chỉ có điều cấm chế lực dao động lúc mạnh lúc yếu, rất không ổn định. Xem ra lục ninh trần dù liều mạng, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn phong trấn thông đạo, lực vẫn chưa đủ. Người này thực sĩ diện, rõ ràng với tôn chỉ đạo gia thanh tĩnh là một trời một vực. Sau một lúc, tiêu phàm từ trong cạm bẫy đi ra. Quyền thiên thiên nhẹ giọng hỏi. Thế nào rồi, thêm lục hợp trận bên ngoài nữa thì có thể phong trấn được một thời gian ngắn, cũng không thành vấn đề. Chúng ta quay về thôi. Nếu phiền toái xuất hiện ở Trấn Hồng Sơn, thì nhất định phải giải quyết triệt đề. Tiêu phàm không thể tùy tiện huy động, trong điều kiện cho phép phải luôn có chuẩn bị thật tốt. Chuyện ma quái, vẫn tràn ngập quỷ dị trong thôn như trước. Mặt đường vô cùng tiêu điều, không có mấy người đi lại tụ tập trên phố. Theo như Tiêu Thiên nói, Trấn Hồng Sơn thuộc huyện La Châu có nền kinh tế khá, Ngày thường rất náo nhiệt, mọi người ở tám xã trong vòng 10 dặm đều tới đây tụ tập. Sau bữa tối, Tiêu Thiên đem một chiếc USB đến phòng của Tiêu Phàm. "Anh, đây là bản đồ anh cần." Động tác cũng rất nhanh nhẹn. Ở phương diện quan hệ ân tình thế tục, Tiêu Thiên vô cùng có thiên phú. Hắn đem USB cắm vào máy tính rồi mở ra. Một bản đồ bội số lớn xuất hiện, theo bản đồ liền thấy Trấn Hồng Sơn được vây quanh bởi núi, vùng núi này cũng không cao. Hơn nữa, đường quốc lộ xung quanh rất thông suốt, nên ngồi trên xe cũng khó có thể cảm thấy xa đang tiến tới một thung lũng. Tiêu phàm nhìn lên bản đồ trên màn hình máy tính, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại. Ô, cái này có chút giống, bát môn kim tỏa phải không nhỉ? uyển thiên thiên ghé trên vai tiêu phàm, cũng nhìn vào bản đồ trên máy tính, trần trừ nói, giọng điệu cũng không chắc chắn lắm. Là đại đương gia, yên chi xã, nên cô đối với thuật phong thủy cũng không xa lạ gì. Mấy tháng ở chỉ thủy quan lật xem điển tịch vô cực môn, có chỗ nào không rõ, cô liền hỏi tiêu phàm, ngày càng tiến bộ hơn. Bát môn kim tỏa là tên một trận pháp, phát triển biến hóa từ bát trận đồ của gia cát lượng, cũng có trực tiếp biến hóa từ đạo gia, bát quái trận. Nhưng trong phong thủy, bát môn kim tỏa cũng là một từ riêng, là biến chủng của bát tuyệt chi địa. Cùng bát tuyệt chi địa chân chính mà nói, bát môn kim tỏa chưa hẳn là một tuyệt địa hoàn chỉnh, bởi vì nó có sinh môn. Kỳ thực, Bất luận chỗ nào có tuyệt địa là chỗ đó có sinh môn. Chỉ có điều ở chỗ địa thế hung hiểm, sinh môn sẽ ở nơi rất bí mật, rất khó tìm. Sinh môn của tuyệt địa hoàn toàn được cất giấu, cho dù có tìm được địa điểm đại khái của sinh môn cũng không có biện pháp đặc biệt nào cả, có đánh cũng không mở được. Sinh môn vẫn như cũ là tử môn, tuyệt địa vẫn như cũ là tuyệt địa. Tương đối mà nói, sinh môn của địa hình bát môn kim tỏa khá rõ ràng, không cần phương pháp đặc biệt nào chỉ cần tìm ra được, sinh môn, là có thể hóa giải ảnh hưởng tiêu cực của loại địa hình này mang lại. Bát Việt Chi Địa Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, thừa nhận phán đoán của Uyển Thiên Thiên. Tuy nhiên chỉ là có chút giống, bát Việt Chi Địa chưa hoàn chỉnh. Ánh mắt của tiêu phàm rơi tại vị trí Trấn Hồng Sơn, may mắn thế nào, Trấn Hồng Sơn lại tỏa lạc ngay phía trên, sinh môn của bát môn kim tỏa. Khó trách đại nhân vật như tiêu lão gia tử lại sinh ra hai đứa cháu hậu bối có, mệnh thiên tử loại tuyệt địa đại hình này, hung sát khí ở bốn phía. Khó trách năm đó, ở đây mấy vạn người bị gờ yêu ta chết. Nhưng thiên đạo tuần hoàn, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, hung sát khí bốn phía tuyệt địa, sinh cát khí của sinh môn càng vào trong càng nồng đậm. Nói cách khác, toàn bộ linh khí tập trung trong một phạm vi rất nhỏ, trên phương diện phong thủy, cái gọi là tầm long điểm huyệt chính là chỉ tới điểm đó. Phần mộ tổ tiên tiêu ra nằm ngay trên long huyệt theo lý thì bát việt chi địa năm đó đã huyết tế số lượng lớn sinh linh sát khí sớm đã hóa giải thế nào lại còn xuất hiện loại hiện tượng khác thường nữa tiêu phàm vừa nói ngón tay duỗi ra ở trên màn hình máy tính xuất hiện một chữ thập giao nhau ngay trên vị trí khu công nghiệp trấn hồng sơn đôi mắt gắt cao nhìn chữ thập kia hai hàng lông mày hắn bỗng ác liệt nhân lại đây là gì vậy uyển thiên thiên kỳ quái hỏi nếu ở đây có hai nhánh sông hoặc hai cái vực sâu, chữ thập sẽ giao nhau. Như vậy nơi này chính là thập tuyệt chi địa. Thật lâu sau, tiêu phàm mới chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp, rất áp lực. Thập tuyệt chi địa ư, sao có thể? Quyền thiên thiên không khỏi kinh hô, vẻ mặt không dám tin. Audio điện tử võ tấn bền chương 576, khách tới ngoài ý muốn đêm dần khuya, trong phòng khách xa hoa khách sạn Hồng Sơn tỏa ra ánh đèn dịu dàng như trước. Tiêu phàm khoanh chân ngồi trên giường, uyển thiên thiên nghiêng nghiêng dựa vào ngực hắn, chán đầy mồ hôi, hai gò má ửng hồng, tinh tế, giao hoan, bộ dáng uể oải lười biếng, một chút cũng không muốn động đậy. Uyển thiên thiên giờ phút này ăn mặc cực kỳ mỏng, chỉ mặc một bộ á xích ma viết thường lót, bó sát cái eo nhỏ nhắn duyên dáng, bộ ngực mềm mại như ẩn như hiện dưới lớp áo, nhìn rất mê người bàn tay tiêu phàm vừa rời khỏi đan điền uyển thiên thiên cảm giác thoải mái ấm áp lập tức biến mất uyển thiên thiên nhấc bàn tay bé nhỏ mềm mại nắm lấy bàn tay của tiêu phàm đặt lên bụng mình sau đó hai tay ôm chặt cánh tay hắn đầu tựa vào vai hắn khóe miệng nhoẻn lên ý cười bướng bỉnh vô cùng xinh đẹp tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu thực sự đối với tiểu nha đầu luôn bám người này hắn không có biện pháp tiêu phàm biết phòng tuyến của mình càng ngày càng vững chắc nhưng sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày đột phá tới giới hạn cuối cùng. Nhưng nửa năm thân cận ra thịt như vậy rồi, muốn quyết tâm, đuổi, uyển thiên thiên đi, tiêu phàm thế nào cũng không thể đưa ra quyết định như vậy. Con người đều ích kỷ, tiêu chân nhân cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Chỉ cần nghĩ tới uyển thiên thiên sau này thân mật với nam nhân khác, tiêu phàm liền cảm thấy khó chịu. Mặc dù hắn biết tâm lý ích kỷ độc bá của đàn ông trong hắn đang tác oai tác quái, nhưng thực sự vẫn khó có thể vượt qua. Cuống hồ, cho dù hắn có thể thuyết phục chính mình, chí công vô tư, nhưng Uyển Thiên Thiên tuyệt đối không đáp ứng. Nhà đầu này mà vùng lên, trừ khi gợi yêu ta cô đi, nếu không chẳng ai có biện pháp nào với cô cả. Tình yêu nam nữ cùng đạo lý không có quan hệ, cùng thị phi không có quan hệ nốt, chỉ có quan hệ với cảm giác mà thôi. Sâu trong nội tâm hắn cũng thích Thiên Thiên. Ở điểm này, hắn không thể tự lừa dối chính bản thân mình. Cánh tay trái nhẹ nhàng nhấc lên tiêu phàm vươn tay ôm chặt cái eo mềm nhỏ nhắn của uyển thiên thiên tay phải cũng đặt xuống ngay trên chiếc bụng nhỏ mềm mại trắng nõn của cô uyển thiên thiên hơi say nhẹ nhàng giao hoan hô hấp trở nên rồn rập môi đỏ kiểu diễm hơi động ánh mắt mê ly tiêu phàm trần trừ một lúc sau đó cũng cúi đầu bốn bờ môi chạm khẽ vào nhau ngay lúc ấy tiêu phàm chợt ngẩng đầu lên ánh mắt mê ly của uyển thiên thiên cũng mãnh liệt ngồi thẳng người ánh mắt vô cùng sắc bén bàn tay trên giường dịch dần lên, một chiếc tế hung xảo phiên vân. Thân hình tinh xảo bật lên một đường cong duyên dáng giữa không chung, trong tay cô đã nắm chặt, yên chi kiếm, đỏ tươi. Quyền thiên thiên mới rồi còn lười biếng, nhưng giờ phút này cả người căng cứng, sát khí tràn ngập. Tiêu phàm nhẹ nhàng khoát tay, ngăn cô lại, thân mình vừa động đã đứng bên cạnh giường, cao giọng nói. Cao nhân phương nào đại giá quang lâm tới đây, tiêu phàm không tiếp đón từ xa, thất lễ. Tiêu trưởng phòng, xin chào." Ngoài cửa yên lặng một chút, sau đó vang lên một giọng nói của đàn ông, trung khí dư thừa, nội lực thâm hậu. Hơn nữa, từ việc ông ta xưng hô Tiêu trưởng phòng, có thể nghe ra được, dường như người này không phải là người giang hồ. "Ta là Liễu Chính, người phụ trách văn phòng Bộ an ninh Đảng Cộng sản Trung Quốc." Quả nhiên là người bên trong bộ máy nhà nước, trên mặt Tiêu phàm thoáng lên vẻ kinh ngạc, trước đó hắn chưa từng nghe qua bộ an ninh lại có một văn phòng đảng Cộng sản, càng không biết cơ cấu làm việc bên trong là gì. Tuy nhiên trong danh sách ở bộ an ninh, nghiệp vụ và an ninh quốc gia nhất định có quan hệ. Tiêu phàm cũng không vội vã mở cửa, chậm rãi nói. Sư tỷ, nếu tỷ đã tới thì cũng không cần đùa giỡn với đệ như vậy chứ. Đôi lông mày xinh đẹp của Uyển thiên thiên chợt nhân lại. Sư tỷ của tiêu phàm cô đã từng gặp qua khi ở chỉ thủy quan cùng nhau kháng địch, cũng có duyên mấy ngày chẳng lẽ người còn lại ngoài cửa kia lại là đàm hiên ư? Nhưng tại sao trước đó lại không lộ thân phận? Căn cứ theo sự hiểu biết của Uyển Thiên Thiên với Đàm Hiên, Đàm Hiên không có tính hay đùa giỡn. Liễu chủ nhiệm là chính chủ, ta chỉ là đi cùng thôi. Ngoài cửa quả nhiên là giọng nói tao nhã bình thản của Đàm Hiên, tuy nhiên khi nghe vào thoáng có chút không hài lòng. Tiêu phàm nhìn Uyển Thiên Thiên một cái, trên mặt thoáng có chút xấu hổ. Tuy hắn vừa rồi là giải trừ âm khí cho Uyển Thiên Thiên, nhưng động tác sau đó lại vượt qua khỏi phạm trù, chữa bệnh. Tiêu phàm không quan tâm người khác biết được quan hệ thân mật của hắn và Uyển Thiên Thiên. Chỉ có điều lúc này là thời khắc rất nhạy cảm, hơn nữa, Đàm Hiên lại là mẹ của Trần Dương nữa. Tiêu Trần nhân anh minh cơ trí, nhưng ở phương diện quan hệ nam nữ lại không có bất cứ kinh nghiệm gì. Khuyết điểm này trong tương lai nhất định sẽ mang lại cho Tiêu Trần nhân không ít phiền toái. Có điều, hình như rất nhiều đàn ông thích loại phiền toái này thì phải không đợi tiêu chân nhân có phản ứng gì, Uyển Thiên Thiên đã nhanh nhẹn mặc áo khoác vào, bĩu cái miệng nhỏ nhắn đi ra mở cửa phòng. Cửa bỗng tối sầm lại, một nam tử trung niên xuất hiện ngoài cửa. Người này khoảng hơn 40 tuổi, ngang ngửa với tuổi của Đàm Hiên. dáng người cũng không cao lớn lắm, sắc mặt cũng không nghiêm túc. Nhưng lại có khí thức huy nghiêm, vừa thấy đã biết đây là nhân vật có thực quyền. Tiêu trưởng phòng, xin chào. Liễu Chính không vội vã vào cửa mà đứng ở ngoài gật gật đầu với tiêu phàm, thái độ vô cùng khách khí. Hơn nữa loại khách khí này có thể nhìn ra được, không phải là loại khách sáo quan trường, mà xuất phát từ sự tôn trọng tận trong nội tâm. Từ thư thế này có thể thấy ông không phải kính trọng cháu trưởng tiêu gia, mà là kính trọng tiêu trưởng giáo vô cực môn. Tiêu phàm không dám chậm trễ, vội vàng ra đón, gật đầu đáp lễ. Chào liễu chủ nhiệm, mời vào. Sư tỷ, mời vào người này vẫn đứng yên đó vững vàng như núi có khí độ của nhất phái tông sư không ngờ liễu chính lại tự mình cùng đàm hiên đêm khuya tìm tới nơi này có thể thấy ông và đàm hiên đều là đồng sự ở bộ an ninh cùng một đạo thuật pháp cũng chứng tỏ thân phận của liễu chính không bình thường nếu không dựa vào ngạo khí của đàm hiên mà nói thì tuyệt không có chuyện tiếp người thế như này liễu chính lúc này mới chậm rãi đi vào trong nhà gật đầu với uyển thiên thiên làm lễ mỉm cười nói xin chào uyển tiểu thư rất dứt khoát nói thẳng ra tên của Uyển Thiên Thiên, có thể thấy Liễu Chính đã tìm hiểu kỹ càng tình hình của Tiêu Phàm. Ngay cả hắn đến Hồng Sơn, cô gái đi cùng hắn là ai, ông ta đều biết rõ. Không hổ là người phụ trách văn phòng bộ an ninh gì gì đó. Tất nhiên, Liễu Chính làm vậy cũng là vì muốn chứng tỏ cho Tiêu Phàm thấy mình thẳng thắn thành khẩn, không có ý định giả vờ giả việc gì đó với Tiêu Phàm. Nếu không ông ta cũng có thể giả bộ hồ đồ, chờ tiêu phàm giới thiệu xong rồi làm bộ, ngạc nhiên thán phục một phen. Ở trước mặt tiêu trưởng giáo vô cực môn tốt nhất không cần làm bộ làm dáng như vậy. Tiêu phàm nhã nhận phúc hậu, không có nghĩa là người khác có thể lừa dối hắn. Cùng giao tiếp với người thông minh vẫn là nên dùng phương pháp thông minh. Liễu chủ nhiệm, chào ngài. Quyền thiên thiên dùng kính ngữ đối với liễu chính, điều này với tuổi thậm chí là chức vụ của liễu chính không có quan hệ gì, Thuần túy chỉ là do Uyển Thiên Thiên cảm nhận được sự cường đại của Liễu Chính. Từ khi xuất đạo tới nay, rất ít người có thể khiến Uyển Thiên Thiên có một áp lực tâm lý. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, liền chứng minh người Uyển Thiên Thiên đối mặt tuyệt đối là một tuyệt đỉnh cao thủ. Chủ yếu là vị Liễu chủ nhiệm này chính khí nghiêm nghị, làm cho người ta tự nhiên sinh lòng kính nể với ông. Thật giống như đối mặt với Tiêu Phàm, cảm giác đều giống như vậy. Sau khi Liễu Chính bước vào ánh mắt sáng ngời của đàm hiên đảo qua trên người tiêu phàm, liếc qua đệm giường hơi loạn, sau đó rơi trên người Uyển Thiên Thiên. Uyển Thiên Thiên dù đã mặc áo khoác, nhưng hai gò má thoáng ửng hồng, mồ hôi xinh đẹp trên trán chưa kịp khô hết. Hơn nữa đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ cùng chung một phòng, chỉ cần là người có kinh nghiệm nam nữ, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được trong phòng vừa rồi đã phát sinh ra cái gì hoặc đang phát sinh cái gì. Tiêu trưởng phòng, xem ra tôi tới không đúng lúc rồi ánh mắt đàm hiên rơi trên người uyển thiên thiên, miệng nói với tiêu phàm. Hơn nữa nhưng lời này rất kỳ quái, thậm chí ngay cả sư đệ cũng không gọi mà trực tiếp gọi là tiêu trưởng phòng. Xem ra, đàm vụ trưởng có chút bất mãn với tiêu trưởng phòng. Cho tới giờ, Trần Dương vẫn không thừa nhận quan hệ của đàm hiên với việc bà là sư tỷ của tiêu phàm, cũng tuyệt không thừa nhận tiêu phàm là sư thúc của cô. Mà Đàm Hiên và Tiêu Phàm cũng đều chấp nhận sự cự tuyệt thừa nhận của Trần Dương nhưng mà, tới hiện tại lại để cho Đàm Hiên thấy được cảnh tượng này. Tiêu phàm không khỏi xấu hổ, ngượng ngùng nói. Trong cơ thể thiên thiên có âm sát khí, nếu không loại trừ hết sẽ. Lúc ở chỉ thủy quan, kỳ thực Đàm Hiên đã biết nguyên nhân tại sao uyển thiên thiên lại ở chỉ thủy quan. Cho dù chỉ thủy quan tấm lòng quảng đại, hải nạp bách xuyên biển chứa cả trăm con sông, nhưng để người ngoài ở lại lâu ngày ắt phải nói ra được một cái lý do chính đáng. Chỉ có điều đúng lúc ở chỗ này, làm hỏng chuyện tốt vẫn là khiến đàm hiên bất mãn trong lòng đàm hiên dù đại độ nhưng trước hết vẫn là một người mẹ đụng phải loại tình huống này nếu không tức giận quả thực không đúng với thực tế quyền thiên thiên thông minh sắc sảo thế nào lại không nghe ra sự bất mãn ẩn chứa bên trong giọng nói của đàm hiên chứ nhưng cô cũng không tức giận chỉ chớp mắt cười hì hì nói liễu chủ nhiệm mời ngồi cô đàm mời ngồi tiêu phàm lấy trà cho tôi ai nha ở chỗ đó đó, trên bàn trà ấy. Trong giọng điệu tùy ý lộ ra sự hờn dỗi thân thiết, mặc kệ ai nghe đều cảm thấy cô chính là nữ chủ nhân của căn phòng này. "Cô Đàm, mặc cô vì sao khó chịu, tôi cùng Tiêu Phàm quan hệ thế nào cũng chính là do mấy người nghĩ như vậy. Cô vui vẻ như này, cô mất hứng thế kia, chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau như cũ." Sự thật là vậy, không thể thay đổi. Uyển Thiên Thiên tựa hồ rất minh minh bạch bạch nói với Đàm Hiên. Cái gọi là khách sạn Hồng Sơn, mặc dù là khách sạn xa hoa nhất trấn Hồng Sơn, kỳ thực chỉ là một nhà khách lớn ở thành phố lớn, một phòng xa hoa chỉ có cái giường lớn, còn lại không có bao nhiêu không gian. May mà còn chỗ để hai cái ghế dựa, có thể để đãi khách. Liễu Chính không để ý tới mấy tâm tư của bọn họ, miệng khách khí nói tiếng cảm ơn, ánh mắt sau đó lại nhìn lên màn hình máy tính đặt cách đó không xa. Trên màn hình vẫn hiện ra bản địa đồ đó, hai hàng lông mày của Liễu Chính bất chợt nhăn chặt thập tuyệt chi địa ư. Dù liễu chính rất huy phong, nhưng giờ phút này không kìm nổi sợ hãi, thốt lên. mươi 577, Văn phòng Đảng Cộng sản. Tiêu phàm hơi nhướng lông mày. Liễu chủ nhiệm cũng là chuyên gia phong thủy sao. Hai vết chữ thập đan chéo nhau trên màn hình sớm đã bị tiêu phàm xóa đi, bởi vậy màn hình lúc này chỉ có bát môn kim tỏa. Bát tuyệt chi địa, chưa hoàn chỉnh có sự khác nhau rất lớn với thập tuyệt chi địa nhìn hình thái ban đầu của thập việt chi địa như thế cũng đủ thấy trình độ phong thủy của liễu chính không hề thấp. Đàm Hiên trầm giọng nói: nếu đệ đã hỏi thì liễu chủ nhiệm là đệ tử của mao sơn phái thượng thanh chánh nhất đạo. liễu chủ nhiệm chính là sư chất của mao sơn chân quân. mao sơn là đàn tràng chính của phái thượng thanh chánh nhất đạo, có địa vị hết sức quan trọng trong lịch sử phát triển của đạo giáo. đạo sĩ mao sơn danh chấn thiên hạ, vẽ bùa niệm chú, đuổi quỷ hàng yêu, cầu phúc nhương tai đều là sở trường của họ. Địa vị của Mao Sơn chân quân ở phái Mao Sơn tương đương với trương thiên sư của thiên sư đạo. Trên thực tế chính là trưởng giáo chân giáo chân nhân. Vị liễu chính liễu chủ nhiệm này là sư thúc của trưởng giáo chân nhân phái Mao Sơn, có thể thấy ông rất được tôn sùng trên phái Mao Sơn. Khó trách liếc mắt một cái có thể nhận ra thập tuyệt chi địa. Ánh mắt của liễu chính lập tức rời màn hình máy tính, chuyển hướng sang tiêu phàm mỉm cười nói. Trước mặt tiêu trưởng phòng, tôi nào dám xưng mình là chuyên gia phong thủy chứ. Liễu chủ nhiệm khách khí rồi, mời ngồi, sư tỷ mời ngồi. Huyền thiên thiên chân tay nhanh nhẹn dâng trà, cái nơi nhỏ bé gọi là khách sạn này điều kiện thực quá bình thường, trà cũng là do tiêu thiên đưa tới, trà long tỉnh chính cống. Nghĩ huyền đại đương ra hầu hạ người khác ư, thực sự không ngờ tới, nhưng, ngựa quen đường cũ, muôn hình muôn vẻ. Liễu chính khách khí cảm ơn huyền thiên thiên, ánh mắt của đàm hiên vẫn thản nhiên như cũ đối với việc cô gái trẻ xuất hiện bên cạnh tiêu phàm đàm vụ trưởng đều không có hảo cảm người nào đã làm mẹ thì đều như vậy liễu chủ nhiệm xin thứ cho ta kiến thức nông cạn văn phòng đảng cộng sản trung quốc ở bộ an ninh ta trước giờ chưa nghe nói qua tiêu phàm lập tức hỏi trong phòng chỉ có hai cái ghế dựa sau khi mời liễu chính đàm hiên ngồi thì tiêu trưởng giáo và uyên đại đương gia chỉ có thể ngồi trên giường chắc chắn có chút thất lễ, điều kiện thô sơ thì đành chịu vậy. Liễu Chính thôi tươi cười, trầm ngâm nói. Tiêu trưởng phòng, văn phòng này vẫn luôn hoạt động rất khiêm tốn, trên cơ bản rất ít đối ngoại. Người làm việc cho chúng tôi đều rất cổ quái. Văn phòng Đảng Cộng sản là văn phòng xử lý những hiện tượng phi tự nhiên ở Hoa Hạ Quốc. Nói dẫn chút thì chính là cơ quan điều qua hiện tượng thần bí đó. Quyền Thiên Thiên lập tức hứng thú, vội vàng hỏi. Liễu chủ nhiệm, hiện tượng phi tự nhiên là gì vậy? Định nghĩa của nó ra làm sao? Liễu Chính trầm giọng nói. Ví dụ như thế này, hiện tượng đang phát sinh ở đây chính là hiện tượng phi tự nhiên. Quyền Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nói trắng ra thì cơ quan này nghiên cứu đủ các loại sự việc kỳ quái, khó trách Đàm Hiên vừa tới cửa đã chỉ rõ thân phận của Liễu Chính gạch dưới truyền nhân đạo giáo Mao Sơn phái thượng thanh tránh nhất đạo, sư thúc của Mao Sơn chân quân. Thân phận giang hồ như vậy, Đối với bất luận cán bộ chính phủ nào mà nói, đều vô cùng khôi hài, hơn nữa lại vô cùng không bình thường. Nhưng đối với Liễu Chính mà nói lại hết sức tất yếu, nếu không tiêu phàm sẽ rất khó tiếp nhận mục đích tới lần này của Liễu Chính. Trấn Hồng Sơn tuy nhỏ, bí thư đảng ủy thị trấn cũng là cháu ruột Tiêu gia. Về điểm này, bất cứ đại lão cấp cao nào cũng không dám bỏ qua. Trấn Hồng Sơn xảy ra chuyện kỳ quái, Tiêu Thiên không chủ động yêu cầu cấp trên trợ giúp, Tất cả các lãnh đạo cấp cao cũng chỉ có thể giả câm giả điếc, ai cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào. Xử lý tốt thì chẳng sao, không tốt thì sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu. Hủy hoại tiền đồ của Tiêu Thiên, hậu quả lớn như vậy ai có thể gánh nổi chứ? Tiêu Phàm lại nhã nhặn nho nhã, lại dễ nói chuyện. Việc liên quan tới em trai ruột của mình, thì tuyệt đối không thể để cho người khác tới làm mưa làm gió. Chuyện này nên xử lý ra sao đều là do Tiêu Phàm làm chủ. Trừ khi người đó nhất định muốn đối nghịch với lão Tiêu gia, nghĩ mình có thể tự ngăn cản lửa giận của Tiêu gia, nhất là từ lửa giận của Tiêu chân nhân. Quả nhiên thân phận giang hồ này của Liễu Chính có thể trong thời gian ngắn nhất chiếm được nhận thức của Tiêu phàm. Dù là vậy, Tiêu phàm vẫn còn có chút kinh ngạc, nói: "Liễu chủ nhiệm, sư tỷ, chuyện này không đến mức nghiêm trọng như vậy đấy chứ?" Người phụ trách văn phòng Đảng Cộng sản có lẽ trong mắt mấy đại lão cấp cao không để vào mắt, cấp bậc có thể không cao lắm nhưng vẫn là người lãnh đạo của cơ quan chủ quản cao nhất của quốc gia từ ý nghĩa nào đó mà nói chuyện ma quái trấn hồng sơn đã kinh động tới tầng cao nhất khó trách tiêu phàm hoài nghi nghe mấy tin đồn tương tự hàng năm ở các nơi trên cả nước đều xảy ra rất nhiều sự thực chứng minh đa số đều là tin vịt cũng sẽ không có cơ quan chính phủ đi tới tìm hiểu nhưng trấn hồng sơn phát sinh chuyện như vậy lại gây ra động tĩnh lớn thế này chẳng những liếu chính đến đây mà ngay cả Đàm Hiên cũng tới. Thân phận đối ngoại của Đàm Hiên là vụ trưởng, chuyên phụ trách đối ngoại đàm phán và can thiệp sự vụ, thực tế còn là lãnh đạo cao cấp của Bộ An ninh. Đồng thời xếp văn phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc vào danh sách đơn vị thiết lập của Bộ An ninh cũng mang theo một ý vị sâu xa. Đối với tiêu phàm, Liễu Chính vẫn kính trọng như cũ, nghe vậy không người, nói. Tiêu trưởng phòng, Trấn Hồng Sơn không phải là trạm đầu tiên của chúng tôi, tôi cùng đàm vụ trưởng đã đi qua rất nhiều nơi rồi. Theo lời của Liễu Chính nói ra ba địa danh, một ở đông bắc, một ở tây bắc, còn một nơi nữa là ở đông nam. Tương đối mà nói, trấn Hồng Sơn cũng là một trấn lớn, còn có một thành phố lớn thực sự nữa. Mày rậm của Tiêu Phàm mạnh mẽ nhân lại. Ba địa phương này nghe hoàn toàn không có liên quan, nhưng ít ra vẫn chung một dạng, cách làm so với trấn Hồng Sơn khác nhau nhưng lại có kết quả giống nhau tới kỳ lạ. Những địa phương này trong lịch sử đều phát sinh ra đại chiến, song song với việc thảm sát rộng rãi. Tương đối mà nói, những năm cuối của triều đường, đại chiến và Giota chóc ở trấn Hồng Sơn và mấy chỗ kia, thật ra không cùng một cấp bậc. Ba nơi kia người bị Giota S cũng phải 10.000 trở lên. Thành phố phía đông nam kia, thời minh mạt, dị tộc tàn sát dân trong thành, xác người vô số. Rõ ràng, Liễu Chính cũng nhìn ra, Tiêu Phàm trong nháy mắt thấy được, điểm tương đồng của mấy nơi đó, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, trầm giọng nói. Tiêu trưởng phòng ngài nghĩ không sai, mấy nơi đó quả thực phát sinh chuyện tương tự. Không biết là do nguyên nhân gì, một lượng lớn tà mị gì đó bỗng nhiên thức tỉnh, bắt đầu hoạt động. Hai hàng lông mày tiêu phàm nhíu chặt, thấp giọng hỏi. Bắt đầu từ khi nào vậy? Đàm Hiên tiếp nhận câu chuyện, nói. Lúc ngươi vừa mới đi đan mạn, thì bắt đầu. Đầu tiên là Đông Bắc, sau đó là Đông Nam, kế đó là Tây Bắc. Hồng Sơn là nơi thứ tư. Nói như vậy, trong vòng một tháng ngắn ngủi, liễu chủ nhiệm và sư tỷ đã chân áp xong ba nơi phát sinh tình huống kỳ lạ kia ư. Tiêu phàm cả kinh hỏi, trong đầu nhớ tới cái hố đen cách khu công nghiệp không xa kia, ngay cả tiêu phàm cũng vô cùng cẩn thận, không dám vì tiện tiến vào. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, liễu chính cùng đàm hiên đã chân áp xong ba nơi phát sinh tình huống dị thường cùng loại kia, quả thực rất rất cao tay rồi. Đàm hiên lắc đầu, nói. Người cho là văn phòng đảng Cộng sản chỉ có hai người chúng ta sao? bọn ta đã xuất động toàn lực, liễu chủ nhiệm còn điều động hơn 10 sư chất tham gia việc này. Hiện tại cũng không thể nói ba nơi kia bị yêu ma quỷ quái kia đã bị thu phục sạch sẽ, nhiều nhất chỉ có thể nói là tạm thời chân áp. Mỗi nơi đều có vài người trông coi, có thể chân áp được bao lâu, bọn ta cũng không dám bảo đảm. Bọn ta mới nhận được báo cáo, liền lập tức đi suốt đêm đuổi tới đây. Nhất mạch Mao Sơn vốn thuộc phái phù lục tránh nhất đạo, trên phương diện đuổi quỷ hàng yêu cũng có chút năng lực đặc thù, khó trách có một truyền nhân Mao Sơn ở văn phòng Đảng Cộng sản cũng là có nguyên nhân. Dựa theo ngôn ngữ thông dụng của quân đội mà nói, văn phòng Đảng Cộng sản C được đọc là quải yêu quải, thì ra chính là hài âm của quái, trong, yêu quái. Tiêu phàm giật mình nói, liễu chủ nhiệm, phái Mao Sơn cũng không thể gợi yêu ta ít được yêu quái đó sao? Liễu chính khe khẽ thở dài, nói, tiêu trưởng phòng thật đã đề cao phái Mao Sơn chúng tôi rồi. Ma quái bình thường quấy phá, thì cũng không khó tiêu diệt. Nhưng lần này tình hình có chút không đúng. quy mô quấy phá của yêu quái trên mấy địa phương này không nhỏ, hoạt động trên trăm cây số, giống như một tổ chức có kỷ luật, mánh khóe bình thường cơ bản không đối phó nổi. Hơn nữa chúng tôi không có cách nào xâm nhập được tới trung tâm của vùng đất. Giống như đàm vụ trưởng nói, chúng tôi chỉ có thể tạm thời phong trấn. Quả thực không có biện pháp nào có thể xử lý triệt để. Phương pháp xử lý như vậy thực sự không duy trì được lâu chị được ngọn, nhưng không trị được gốc. Lực lượng của chúng tôi cũng có hạn, có thể làm được như vậy đã gọi là dốc toàn lực rồi. Vốn đàm vụ trưởng nói cầu viện vô cực môn, chẳng qua là tiêu trưởng phòng trước đó lại ở nước ngoài, văn nhị thái ra lại chấn thủ kinh sư, đều bận công việc hết rồi. Nói tới đây, liễu chính nhẹ nhàng lắc đầu. Đàm hiên tiếp tục đề tài nói. Nói thật với ngươi, cho ngươi hay, sư đệ, chúng ta sở dĩ vội chạy tới đây là muốn cùng ngươi hợp lực, cùng nhau xâm nhập trung tâm vùng đất, để xem rốt cuộc là nó có cái gì cổ quái. Không rõ được nguyên do, đau đầu chữa đau đầu, đau chân chữa đau chân thế này cơ bản không thể giải quyết được vấn đề. Tiêu Phàm không đáp lại, mắt nhìn Liễu Chính hỏi ngược lại. Tổ chức có tính kỷ luật ư? Liễu chủ nhiệm, ngài đây là có ý gì? Những lời này dùng để hình dung những vật chết bẩn thỉu, thật sự đủ quỷ dị. Liễu Chính cười khổ một tiếng, nói: "Tiêu trưởng phòng xem xa ngài không hiểu biết hết về quỷ vật rồi. Chúng tiến lui đều rất có quy củ, rất có trật tự. Ta cảm thấy sau lưng bọn quỷ vật này có người điều khiển chúng. Ngài nói, sau lưng chúng có quỷ vương ư. Quyền thiên thiên bỗng nhiên ồn ào, vừa có chút hưng phấn vừa có chút khẩn trương. Ta không biết nữa. Liễu chính lắc đầu, nói rất nghiêm túc. Không thấy tận mắt thứ đó, ta không dám kết luận. chương 578, thành phố quỷ. Đứng ở dưới đáy hố sâu, nhìn về phía thông đạo bên kia. Phong ấn mà Lục Ninh Trần để lại hôm qua rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, khí tức lúc có lúc không, chẳng bao lâu nữa, phong ấn này sẽ mất hiệu lực. Liễu Chính khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói. Không sai, đây đích thực là truyền thừa của Thượng Thanh Phái, nhánh Thượng Thanh Phái ở Bảo Đảo, cũng là truyền thừa chính tông của Thượng Thanh Phái, đuổi quỷ hàng yêu, niệm chú vẽ bùa, đều là sở trường. Mao Sơn cũng là truyền thừa của Thượng Thanh Phái, So với nhánh truyền thừa thượng thanh phái ở Bảo đảo có chút khác biệt, nhưng đại thể là tương đồng. Đàm Hiên có chút không kiên nhẫn nói: "Kệ anh ta đi, chúng ta bắt đầu hành động thôi." Truyền nhân thượng thanh phái ở Bảo đảo và bọn họ không quen biết nhau lắm, rất khó có thể thống nhất từng bước hành động. Hơn nữa Đàm Hiên cũng không cho rằng thêm một lục Ninh Trần có thể gia tăng sức mạnh được là bao. Trước mắt mà nói, bọn họ bộ ba người đã có thực lực mạnh nhất ở trong nước rồi. Được tiêu phàm cũng không phản đối. Tuy nhiên, liễu chính dường như có ý kiến khác, vị truyền nhân Mao Sơn mạnh nhất đương đại nhìn đi nhìn lại huyền thiên thiên ăn mặc gọn gàng, có chút do so dự, rồi vẫn là nói ra quan điểm của mình. Trường phòng tiêu, huyền tiểu thư hình như có thương tích trong người, trong cơ thể lắng động âm sát khí. Nếu không hóa giải hết, lần này, chẳng phải là không thể cùng chúng ta hành động sao? Liễu Chính không hổ là người phụ trách văn phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc liếc qua đã nhìn ra tai họa ngầm trên người uyển thiên thiên khi đưa ra ý kiến bất đồng này trong lòng liễu chính dường như cũng cảm thấy có chút kỳ lạ theo lý mà nói tiêu phàm phải biết rõ nhất dựa vào tình hình bây giờ của uyển thiên thiên quả thực không thích hợp với việc thâm nhập vào thế giới dưới lòng đất đấy là một nơi tối tăm quỷ quái tụ hợp âm sát khí nồng nặc vô cùng uyển thiên thiên ở nơi như vậy quá lâu nhất định sẽ khiến vết thương của cô ấy càng trầm trọng nhưng không biết vì sao tiêu phàm lại để uyển thiên thiên cùng đi xuống nơi nguy hiểm như vậy. Tiêu phàm gật gật đầu, hạ giọng nói. Tôi biết, nhưng trong lòng tôi có dự cảm, lần này thiên thiên nhất định phải đi cùng chúng ta. Nếu là người khác, lý do như vậy quả thật là khôi hài. Nhưng Liễu Chính và Đàm Hiên lại lập tức chấp nhận lý do này của tiêu phàm, không nói thêm nữa. Đối với người bình thường mà nói, cái gọi là dự cảm quả thực là nói đùa, nhưng tiêu phàm tuyệt đối không phải người thường đương kim trưởng giáo vô cực môn, sự cảm của hắn là tương đối linh nghiệp, thậm chí có thể coi là một quẻ bói. Huống hồ, Uyển Thiên Thiên và Tiêu Phàm quan hệ không giống bình thường. Nếu không phải bắt buộc, Tiêu Phàm nhất định sẽ không để Uyển Thiên Thiên vào chỗ nguy hiểm. Trên thực tế, vì muốn để Uyển Thiên Thiên có thể cùng hắn đi vào vào thế giới dưới lòng đất, tối qua Tiêu Phàm đã làm một số công tác chuẩn bị, tin rằng những biện pháp này không lâu sẽ có thể phát huy được tác dụng cần có. Chính trong lúc bọn họ chuẩn bị tiến về phía trước, một hồi âm thanh vang lên, một người liền từ trên miệng hố nhảy xuống, hai chân vừa mới chạm xuống đất, một vầng hào quang màu đỏ nhạt chợt lóe lên. Yên chi kiếm, đã nhanh chóng chạm vào cạnh cổ, trực tiếp ấn xuống động mạch chủ. Sắc mặt của lục ninh trần vẫn tái nhợt, lạnh lùng nhìn thoáng, yên chi kiếm, tiếp đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp của Uyển thiên thiên, không hề có chút sợ hãi, cũng không có chút kích động. Dường như thanh kiếm này, người này đều là hư ảo, không thực sự tồn tại, mặc dù Uyển Thiên Thiên ra tay nhanh như chớp. Đích thực là phong thái của đệ nhất cao thủ. Uyển Thiên Thiên bĩu môi, yên chi kiếm, bỗng chốc thu lại. Người bảo đảo này rất cứng nhắc, giống như một khúc gỗ vậy, hoàn toàn không có cảm tình giống như người thường. Tên này nhất định là luyện công luyện đến ngu người rồi. Tiêu phàm nhìn anh ta trầm giọng nói. Lục tiên sinh, chúng tôi đang tính xuống dưới thăm dò một chút, vì sự an toàn, Tôi hy vọng mọi người có thể phối hợp ăn ý với nhau, đừng tự tiện hành động." Lục Ninh Trần lạnh lùng nói. "Không can thiệp chuyện của nhau." Tiêu Phàm đã được coi là người trầm tĩnh ít nói, người bảo đảo này còn kiệm lời hơn, nửa chữ cũng không muốn nói ra. Liễu Chính hơi nhăn mày, chậm rãi nói: "Lục tiên sinh, nếu anh không muốn phối hợp cùng chúng tôi, chúng tôi có thể hạn chế hành động của anh." Mọi thứ liên quan đến Lục Ninh Trần tối qua tiêu phàm đã đại khái nói cho liễu chính đàm hiên liễu chính lần này rõ ràng là đang cảnh cáo lục ninh trần đây là đại lục chúng tôi muốn bắt anh lại chỉ là chuyện nhỏ mà thôi tôi biết rồi lục ninh trần đứng yên ở đó không nhúc nhích chút nào liễu chính không khỏi lắc đầu ông ta có thể kéo dài chút thời gian để đồn công an hồng sơn bắt lục ninh trần tuy nhiên tiêu phàm xem ra dường như cũng không có ý như vậy bất luận nói thế nào đi nữa Lục Ninh Trần cũng là người đồng đạo, cùng nhau tiến vào thế giới ngầm, cũng tăng thêm một phần sức mạnh. Đi thôi, Đàm Hiên không chờ đợi được nữa, vung tay lên, vượt lên dẫn đầu tiến về phía trước. Giống như Uyển Thiên Thiên, Đàm Hiên cũng mặc quần áo bó. Tiêu Phàm vẫn mặc đường trang, mang giày vải, thoải mái tự nhiên. Liễu Chính thì mặc trang phục chuẩn của đạo sĩ, tử kim quan, áo bát quái, giày đằng vân, ngọc như ý, đầy đủ mọi thứ, càng tăng thêm vẻ mặt trang nghiêm, Phong thái đĩnh đạc. Miệng hố sâu vẫn đen thui, một luồng khí lạnh u ám xông ra ngoài, rồi nhanh chóng biến mất, tĩnh lặng. Đèn trên đầu của Uyển Thiên Thiên sáng lên, đây là thói quen được hình thành trong nhiều năm. Trên mũ của Lục Ninh Trần cũng gắn một đèn pin, cổ tay của Đàm Hiên và Liễu Chính thì có một chiếc đèn pin nhỏ. Duy chỉ có Tiêu Phàm tạm thời không để lộ ra thiết bị chiếu sáng của hắn, chỉ có trong đôi mắt thỉnh thoảng lại có một tia sáng màu xanh lóe lên. Ở những nơi tối tăm bình thường, hiệu quả của thiên nhãn thông rất rõ rệt. Hố sâu kỳ thực là một thông đạo nghiêng xuống dưới, tạm thời mà nói, tương đối dốc, nhưng điều này không làm khó được tiêu phàm và mọi người. Rất dễ dàng xuyên qua thông đạo nghiêng xuống dưới, dài hơn 10 triệu này. Sau đó, mọi người đều không kìm lòng nổi chợt dừng bước. Đây là nơi nào? Uyển Thiên Thiên xem xét bốn phía, thất thanh hỏi. Không trách sự kinh ngạc của Uyển Thiên Thiên, từng trộm qua nhiều mộ. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, cảm giác mà nói đây tuyệt đối không phải là bố cục kiến trúc mà một cổ mộ nên có mà là một đường phố ở một nơi cổ đại nào đó cách họ rất xa thậm chí còn có một ngôi nhà được xây bằng đá hình như là một thị trấn đàm hiên đánh giá tình hình xung quanh cũng nhíu mày lên cho dù đã nhìn thấy tận mắt nhưng lý trí của mọi người rất khó tiếp nhận tình hình này làm sao có thể huyền thiên thiên lẩm bẩm nói dưới lòng đất làm sao lại xuất hiện một thị trấn như vậy Chẳng lẽ là thành phố quỷ trong truyền thuyết? Liễu Chính vẫn giữ được sự điềm tĩnh, hạ giọng nói, "Uyển tiểu thư, chúng ta chính là đến để tìm hiểu." Ông ta phụ trách văn phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc, gọi là văn phòng điều tra, xử lý hiện tượng phi tự nhiên. Ngày thường tiếp xúc đều là hiện tượng vượt qua lẽ thường, dùng lý luận khoa học hiện đại rất khó có thể giải thích được. Nghe nói ở rất nhiều cường quốc quân sự đều có những tổ chức tương tự như vậy sau khi xác định không khí ở thế giới ngầm không có vấn đề gì liễu chính dẫn đầu đi về phía trước tiêu phàm nắm chặt bàn tay nhỏ bé của uyển thiên thiên hạo nhiên chính khí lưu chuyển để bảo vệ uyển thiên thiên tuy tối qua đã làm một số công tác chuẩn bị cần thiết nhưng đó là vì đối phó với trường hợp đặc biệt mà để lại biện pháp dự phòng ngộ nhớ tiêu phàm không kịp thời để ý đến uyển thiên thiên cô ấy cũng có thể độc lập chống đỡ một thời gian ngắn chỉ cần điều kiện cho phép tiêu phàm cũng sẽ không để uyển thiên thiên lộ diện ở nơi tràn đầy khí thức u ám này đây đúng là một căn nhà liễu chính nói rồi đến trước căn nhà xây bằng đá cửa chính làm bằng gỗ đã bị mục nát có thể nhìn thấy bảy trí bên trong nhà nhiều năm về trước có người đã từng sống ở trong căn nhà này nhưng nơi này vô cùng ẩm ướt tất cả dụng cụ trong nhà làm bằng gỗ sớm đã mục nát chỉ có những thứ bằng sành vẫn được lưu giữ không chút tổn hao gì kỳ tích Uyển Thiên Thiên đánh giá mọi thứ trong phòng, lẩm bẩm nói. Đây là phát hiện quan trọng của ngành khảo cổ. Nói thật, Uyển Thiên Thiên đương nhiên sẽ không để ý đây có phải là phát hiện quan trọng của ngành khảo cổ hay không. Dựa vào ánh mắt chuyên nghiệp của cô, dường như chỉ cần liếc qua đã thấy, những thứ làm bằng sành gốm bình thường kia đem ra ngoài, mỗi cái đều rất đắt giá, hơn nữa rất có khả năng trong đó có thể tìm thấy vật phẩm quý hiếm. Nếu ở đây thật sự là là một thị trấn cuối thời nhà đường thì uyển tiểu thư chúng ta không phải đến trộm mộ đàm hiên lạnh lùng nói uyển thiên thiên lờ đi hì hì cười đàm cô lần này ý kiến của chúng ta đều giống nhau đương nhiên nếu có cơ hội tôi không ngại lấy chút vụn vặt ra ngoài căn cứ theo quy tắc trong ngành của chúng tôi ai nhìn thấy đều có phần đến lúc đó tôi sẽ không để thiếu phần dành cho đàm cô đâu đàm hiên hừ lạnh một tiếng đang muốn mỉa mai đáp lại lại nhíu hai hàng lông mày lên chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ ảo, đột nhiên từ trong nhà đá bay ra ngoài, bổ nhào về phía mọi người. Âm phong lướt nhẹ qua, quỷ khí dày đặc, khiến người ta lập tức nổi hết da gà. Yêu nghiệt, to gan. Liễu chính đứng ở phía trước gầm lên một tiếng, vung ngọc như ý màu vàng trong tay lên, một chùm sáng màu vàng tựa khói chợt hiện ra, tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, rồi lại đột nhiên dừng lại. Nơi mà chùm sáng vàng hiện lên, quỷ ảnh từ giữa nước làm đôi, tiếp đó biến thành màn xương đen, tiêu tan vào hư không. Mao Sơn đạo Pháp quả nhiên sắc bén. Chủ nhiệm liễu, thế nào? Lát sau, tiêu phàm hỏi. Ngoài bóng đen vừa rồi ra, trong căn nhà không còn có bóng ma nào khác xông ra quấy phá. Liễu chính sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Quả thật là ma quỷ. Ở phương diện này, kinh nghiệm của Liễu chính chắc là phong phúc nhất, có thể coi là đại sư. Cho dù tiêu phàm, có kinh nghiệm đuổi quỷ hàng yêu, cũng còn xa mới sánh được với vị Mao Sơn Đại Đức này. So với quỷ mị ở ba nơi khác, có giống nhau không? Tiêu Phàm lại hỏi tiếp. Cơ bản là giống nhau, nhưng sát khí ở đây rõ ràng là nặng hơn so với hai nơi khác, tương đối giống với quỷ mị của tòa thành dưới lòng đất ở Đông Bắc. Tôi phân tích, đó là vì, người chết ở hai nơi này, đại bộ phần là binh sĩ, dân thường tương đối ít. Lúc sống là nhân kiệt, chết cũng là quỷ anh hùng. Quyền Thiên Thiên Kinh ngạc nói, Đúng là như vậy, năm đó người chết ở đây đều là giặc cỏ, vốn dĩ oán khí ngút trời, rất không cam tâm với thất bại của chúng. Oán khí này tích tụ lại, rất dễ chuyển thành lệ quỷ, mọi người nên cẩn thận một chút. Ngữ khí của Liễu Chính càng lúc trang nghiêm hơn, chương 579, quỷ binh thượng. Quy mô thành phố quỷ ở dưới lòng đất này rất lớn, vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Thậm chí có hai con đường rộng lớn, một dọc một ngang, thập tự giao nhau. Đương nhiên, quy mô như thế này so với Trấn Hồng Sơn còn thua kém chút. Nhưng, ở đây là dưới lòng đất, không biết đã bị chôn sâu bao nhiêu năm rồi. Quy mô thập tự giao nhau của đường phố, cơ bản được giữ gìn lại hoàn chỉnh, quả thực không thể tin nổi. Thập tự giao nhau, thập tuyệt chi địa. Từ xa nhìn nơi giao nhau của hai con đường trong trung tâm thành phố quỷ, liễu chính ngẩn cả người, thì thảo nói. Tuy đây không phải là con sông, cũng không phải là vực thẳm, nhưng bị chôn sâu dưới lòng đất, nhưng thật sự đã hình thành hai dạng đặc trưng cuối cùng của thập tuyệt chi địa. Mặc dù, bát môn kim tỏa chỉ là có hình thức sơ khai của bát tuyệt chi địa. Hai con đường thập tự giao nhau cũng không phải dòng sông và vực thẳm tự nhiên hình thành nên, mà là sức người xây dựng. Song hai dạng lại gộp lại làm một, quả thật có đầy đủ đặc trưng cơ bản của thập tuyệt chi địa. Cho dù không thể đem ra so sánh với thập địa chi tuyệt, thực sự, nhưng hung khí ở nơi này đã dày đặc đến mức không thể nào hóa giải được đó là cái gì? Đột nhiên, Uyển Thiên Thiên kinh ngạc hô lên. Đó là đống xác chết. Tiêu Phàm trầm giọng nói, cũng bất chấp đến việc sẽ khiến đám người kinh ngạc hay không. Trong đôi mắt, lục quang trong suốt lóng lánh, Thiên Mục thần công đã chuyển vận đến cực hạn, mơ mơ hồ hồ nhìn rõ nấm mồ lớn nằm ở thập tự giao nhau. Là tầng tầng lớp lớp thi thể chồng chất lên nhau, nhiều năm trôi qua như vậy, sớm đã hóa thành bạch cốt. Xếp chồng như núi, bốn phía ma chơi trong suốt, Gió lạnh thê lương, thật hãi hùng. Cái này không khoa học." Uyển Thiên Thiên kêu lên, cho dù tiếng nói của cô đã kìm nhỏ hết mức, nhưng biểu lộ trên khuôn mặt và những gân xanh nổi lên ở cổ đã nói lên hết. Cô dùng toàn lực hét lên, cô không tin sự thật cô đang nhìn thấy trước mắt, trong con mắt của bất cứ người bình thường nào, mọi việc trước mắt quả thực không phải là thật, quá điên rồ rồi. Một thị trấn cổ đại bởi vì sự vận động của địa chất mà bị chôn vùi trong lòng đất điều này không có vấn đề gì bất cứ ai cũng có thể chấp nhận nơi trung tâm của thị trấn cổ đại một đống xác chết chất như núi quả thật làm cho người khác sợ hãi nhưng vẫn có thể chấp nhận được dù sao ở đây từng là một chiến trường cổ đại đám giặc cỏ bị giết ở đây căn cứ theo sách sử ghi lại vượt quá năm vạn tên đống xác chết ở xa kia nhìn qua giống như giống như một ngọn núi nhỏ bình thường nếu thật sự muốn tính toán tỉ mỉ nhiều nhất là nghìn thi hài còn lâu mới đến hàng vạn Nơi này từng là một chiến trường cổ đại, nơi chết chóc. Điểm này, mọi người ở đây đều nhất trí nhận định không có vấn đề gì. Mấu chốt là làm sao có thể ở dưới lòng đất hình thành một không gian hoàn chỉnh như vậy. Địa chất vận động bao phủ lấy nơi này, vậy nhất định là bùn cát trôi xuống, đường phố cũng vậy mà phòng ốc cũng thế, chắc đều bị bùn cát vùi lấp rất rắn chắc, rất nhiều cổ mộ trong bùn cũng như vậy bị đội khảo cổ rửa sạch từng chút lấy ra. Nếu đây là lăng mộ của một vị hoàng đế, Xây dựng sẽ có mái vòm, vậy đường phố ở dưới đất được giữ lại nguyên vẹn là điều đương nhiên. Nhưng mà nơi đây không phải là lăng mộ, đây là đường phố cổ đại. Rốt cuộc là năng lực gì đã khiến cho đường phố của thị trấn cổ đại này, ở dưới lòng đất vẫn lưu giữ lại một cách hoàn chỉnh không bị sứt mẻ. Tuyệt đối không phải là sức mạnh của tự nhiên, càng không phải là sức mạnh của con người. Cho nên Huyền Thiên Thiên mới kêu to, không khoa học. Trong cuộc đời trộm mộ của cô, cô trước giờ chưa từng gặp phải chuyện thế này. Người thần kinh hơi yếu chút, chỉ sợ rằng sớm đã sụp đổ rồi. Quyền tiểu thư, đây quả thật không khoa học, đó là năng lực siêu tự nhiên. Lát sau, Liễu Chính hạ giọng nói, nhưng cũng không có biểu hiện quá ngạc nhiên. Làm người phụ trách văn phòng Đảng Cộng sản, những chuyện siêu tự nhiên tương tự như vậy, ông ta cũng gặp nhiều rồi, sớm đã cảm thấy bình thường trước những chuyện kỳ lạ. Cô trước đây chưa gặp phải chuyện như vậy, đó là cái may của cô đấy. Đàm Hiên lạnh lùng nói, ngữ điệu mang tính mỉa mai. Cô trước đây lúc còn trộm mộ, nếu như từng gặp phải chuyện tương tự như này, hiện tại còn có thể đứng ở đây nói chuyện với chúng tôi sao? Quyền Thiên Thiên nụ cười xinh tươi nói, Đàm cô, cô nói quá đúng rồi. Vận khí của tôi trước giờ đều không tồi, trước đó không lâu không cẩn thận bị thương, kết quả là được tiêu phàm cứu. Đàm cô, cô có muốn biết anh ấy trị thương cho tôi thế nào không? Không phải là vận khí tốt mà là thời cơ chưa đến. Tiêu Phàm đột nhiên phát ra một câu. Này, Uyển Thiên Thiên không để tâm đến việc đấu võ mồm với Đàm Hiên, cũng không để tâm đến đống thi thể chất cao như núi ở ngã tư xa xa kia, liền trợn mắt phồng mồm nhìn Tiêu Phàm, thở phi phi. Tiêu Phàm câu nói này, nghe dường như có ý, không phải là không báo mà là thời cơ chưa tới. Biết Đàm Hiên là sư tỷ của anh, nhưng tôi là người phụ nữ của anh, anh rốt cuộc giúp ai vậy? tiêu phàm cũng không để ý đến cô trong đầu đang tái hiện ra thiên quỷ chi môn mà hắn đã nhìn thấy ở ma cưu trang viên dưới lòng đất và những câu nói được khắc trên bức tượng điêu khắc này tuy một cái là ở nam dương một cái là ở nội địa giang hán cách xa mấy ngàn dăm dường như không có chút liên quan gì với nhau nhưng thế giới u minh đương nhiên không thể dựa theo lẽ thường mà suy đoán được thiên quỷ chi môn dưới lòng đất ở ma cưu trang viên dường như dập giờ đã nói ra được thời cơ trước mắt đã đến rồi thiên quỷ chi môn, sắp mở ra, thiên quỷ sắp nhập vào thế gian. Lạc thú nhân gian sắp biến thành địa ngục. Lúc đó trong lòng tiêu phàm liền có chút sự cảm xấu, dường như có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Vừa mới rời khỏi Nam Dương không lâu, lập tức liền ở dưới lòng đất của Trấn Hồng Sơn gặp phải trường hợp kỳ lạ như vậy, tiêu phàm tin rằng tuyệt đối không chỉ là sự trùng hợp đơn giản. Trong đó, chắc hẳn có một mối liên hệ nhất định nào đó, chỉ là nhất thời, hắn không kịp tìm ra được mối liên hệ này mà thôi liền vào lúc này toàn bộ thế giới dưới lòng đất dường như bỗng rung lắc phảng phất nghe thấy tiếng bước chân rất rõ cho dù đây chỉ là một loại ảo giác nào đó nhưng trong đầu của từng người lại thực sự cảm nhận được sự rung lắc này cũng thật sự nghe thấy được rõ tiếng bước chân dường như có một đội ngũ đang xếp thành hàng hướng về phía này không đợi đám người định thần lại bọn họ nhìn thấy một đội quân lính một đám bóng đen xếp chỉnh tề thành ba cánh quân trên vai khiêng súng trường bước đi chỉnh tề đang từ con đường bên phải chậm rãi tiến đến những bóng đen này cơ bản giống với bóng đen xông ra từ căn nhà đá mà tiêu phàm và những người khác vừa nhìn thấy điểm không giống là những bóng đen gặp lúc trước đều là đi tay không không có mang theo binh khí còn những bóng đen của ba cánh quân này lại rõ ràng khiêng súng trường là một đội quân được huấn luyện rất nghiêm khắc thậm chí chúng còn đội mũ giáp mặc giáp trụ bất luận là súng trường mũ giáp hay là giáp trụ, toàn bộ đều đen tuyền, nhìn không rõ lắm, không biết là có phải do màn xương đen âm khí ngưng kết mà thành không, hoặc thật sự có sự tồn tại của một số vũ khí giáp trụ này. Thế giới dưới lòng đất tối đen âm u, mặc dù đoàn người đều mang theo những thiết bị chiếu sáng, nhưng tầm nhìn rất thấp, còn lâu mới có thể so sánh với ở trên mặt đất. Ngay cả tiêu phàm vận, thiên nhãn thần thông cũng không nhìn được rõ. Đương nhiên, đây là bởi vì thiên nhãn thần thông của hắn vừa mới bắt đầu, còn lâu mới đạt được cảnh giới viên mãn. tuy nhiên cảm giác đội quân này còn mạnh hơn rất nhiều so với con quỷ lúc trước gặp. này, đây là đám giặc cỏ của vương tiên chi ư? huyền thiên thiên thấp giọng hỏi. căn cứ theo phán đoán của tiêu phàm, đây chắc hẳn là mồ chôn của thủ lĩnh nghịch tặc vương tiên chi cuối thời đường. bỗng nhiên ở thành phố quỷ dưới lòng đất nhìn thấy một đội quân, giáp trưởng chỉnh tề, uy nghiêm lạnh lùng, cũng chẳng trách huyền thiên thiên sẽ có suy nghĩ như vậy. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, hạ giọng nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Cổ tay lật lại, hai tay cầm chắc một chồng phù lục. Phù lục của vô cực môn luyện chế rất vất vả. Mỗi một tấm phù lục đều phải cần người luyện chế lấy chân khí pháp lực của bản thân truyền vào trong đó. Đơn giản mà nói, phù lục kỳ thực chính là một pháp khí chỉ được sử dụng tiêu hao một lần. Thuật sư bình thường khi không tranh đấu với người khác, sẽ đem chân khí pháp lực của bản thân truyền vào bên trong phù lục để bảo tồn lại trong thời khắc quan trọng mới dùng để đối phó với địch, tiết kiệm pháp lực của bản thân. May mà tính cách tiêu phàm điềm tính cẩn thận, chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mấy năm qua, lúc nhàn rỗi, luyện chế số lượng lớn phù lục. Bình thường không tranh đấu với ai, chân khí pháp lực bị tiêu hao khi luyện chế phù lục cũng có thể coi như luyện tập thực tế chiến đấu. Sự thực chứng minh rằng, hiệu quả của việc làm như vậy tương đối tốt. Tiêu phàm không những chân khí gia tăng pháp lực tinh tiến, Kỹ xảo luyện chế phù lục đã tốt lại còn tốt hơn, có thể gọi là trình độ của đại sư. Khi đem chân khí pháp lực của bản thân chuyển hóa thành phù lục, sẽ không thể tránh khỏi gặp phải những hao tổn nhất định. Thời gian phù lục bảo tồn càng lâu, pháp lực tổn hao sẽ càng nhiều, đến một thời điểm nhất định, phù lục sẽ mất đi tác dụng. Năng lực cao thấp của người luyện chế phù lục, chính là ở chỗ uy lực lớn nhỏ, hay thời gian bảo tồn dài ngắn của phù lục được luyện chế. Dựa vào trình độ luyện chế phù lục của Tiêu Phàm, tất cả phù lục mạnh nhất được luyện chế ra, thậm chí đã tương đương với với 5 phần uy lực mà hắn ra tay. Hơn nữa khi luyện chế phù lục uy lực lớn thế này, tiêu phàm nhất định phải thi triển toàn lực. Nói cách khác, ước chừng có một nửa chân khí pháp lực bị tổn hao trong quá trình luyện chế phù lục, chỉ còn lại một nửa là được giữ lại. Thế này đã là quá giỏi rồi. Thuật sư bình thường luyện chế phù lục, có thể có một hai phần uy lực đã là không tồi rồi. Về phần phù lục tương đương với toàn bộ sức mạnh của chủ nhân một lần tấn công, ngay cả tiêu phàm cũng chỉ là nghe nói đến, trước giờ chưa tìm thấy thuật luyện chế nào như vậy. Phù lục như vậy, chẳng khác nào yêu cầu trong quá trình luyện chế không có bất cứ chân khí pháp lực nào bị hao tổn, vậy dường như là không thể. Ngày thường, tiêu phàm lấy phù lục để đối địch, thông thường chẳng qua là một hai tấm là đã hiệu quả rồi. Chỉ có trước đó không lâu đối chiến với ma cưu, mới tiêu hao không ít phù lục. Trở về chỉ thủy quan lại luyện chế một số bổ sung hao tổn hiện giờ đối mặt với một đội quỷ binh tiêu phàm đương nhiên không tiếc rẻ chút nào thành phố quỷ dưới thế giới lòng đất này kỳ quái muôn phần tràn đầy nguy hiểm khôn lường lại có uyển thiên thiên cần hắn bảo vệ tiêu phàm đương nhiên phải hết sức có thể để bảo tồn thể lực chân khí và pháp lực của bản thân để dễ ứng phố với việc ngoài ý muốn bất cứ lúc nào uyển thiên thiên chậm rãi xuất yên chi kiếm của mình thanh yên chi kiếm này tối qua tiêu phàm từng đặc biệt gia trì, ngoài phù lục ra, thậm chí còn dùng đến tạo hóa hoàn. Yên chi kiếm, dư sức đối phó với yêu quỷ bình thường, chỉ cần có pháp khí khắc chế yêu quỷ, thân thủ của huyền thiên thiên trái lại không cần nghi ngờ. Danh xưng đệ nhất nữ ma đầu, tuyệt đối không phải là nói xuông. Đám người liễu chính, đàm hiên, lục ninh trần cũng vẫn không rời mắt khỏi đại đội quỷ binh kia, không bàn mà cùng làm tốt việc chuẩn bị ninh chiến. Trường 580, Quỷ binh, hạ. Ba nhóm của cánh quân chỉnh tề duy trì tốc độ không nhanh không chậm, trực tiếp thẳng tiến về phía ngã tư đường. Dừng lại trước đống thi thể ở ngã tư giao nhau, quay đầu mạnh nhìn về hướng bên này. Đám quỷ binh này các bộ phận cơ thể đều đầy đủ. Mặc dù mũi, mắt, mồm ở trên mặt bọn họ đều chỉ là ảo ảnh rất mơ hồ, nhưng làm cho người ta có cảm giác bọn họ quả thật có đầy đủ bộ phận cơ thể, có cảm nhận nhất tề quay sang bên này. Tiêu Phàm và những người khác liền có cảm giác bị vô số người nhìn đăm đăm vào mình. Xoẹt, ba nhóm của cánh quân quỷ binh đồng loạt xoẹt xoẹt giơ súng trường trong tay lên. Động tác chuẩn mực, rất có trình tự và phối hợp đồng nhất. Bọn họ khi còn sống, nhất định là những mãnh binh được huấn luyện rất nghiêm ngặt. Lục Ninh Trần luôn giữ im lặng cuối cùng cũng không kìm nổi mở miệng nói, ngữ khí nói không ra sự khinh ngạc tán thưởng, mà dường như đối mặt với anh ta là một cánh quân thật sự trên thực tế, so với việc gặp phải đội quân thật sự còn nguy hiểm hơn nhiều. Không nghe thấy bất cứ hiệu lệnh nào, ba nhóm cánh quân quỷ binh nhanh chóng thay đổi đội hình, từ hàng dọc biến thành hàng ngang. Mỗi đội tám người, đứng vừa lấp đầy con phố. Sau đó nhịp bước chân không nhanh không chậm, súng trường nhấc lên, đồng loạt chỉnh đề ép về phía bên này. Lập trận chiến đấu. Đây là chiến thuật bộ binh rất tiêu chuẩn, cũng rất có uy lực của thời kỳ vũ khí lạnh, phát huy tối đa lực sát thương của chiến binh cầm súng. Mặc dù đội ngũ quỷ binh tuần tra không có đến, trăm, người, nhưng đối phó khó hơn nhiều so với một đám ô hợp không có bố trận loạn sông lên chém giết lung tung. Tám dãy quân hàng ngang, khiến cho đường phố hoàn toàn chật kín, không có chút khe hở nào. Bất cứ địch thủ nào đều đừng có mơ có cơ hội thoát thân, ở chỗ nào đó lẻn ra ngoài. Muốn đi qua, chỉ có thể cứng trọi với cứng, gỡ iota ít hết hoặc là đánh tan tác toàn bộ đám binh sĩ này. Thậm chí, ngay cả súng trường mà bọn chúng nắm trong tay, dài ngắn đều đồng nhất, khoảng chừng 2 mét. Tính theo cách tính của thời đường, ước chừng 8 thước dài, chính là độ dài tiêu chuẩn trong việc chế tạo súng ở quân đội cuối thời đường. Ở mặt đường nhỏ hẹp này, đối diện với trăm tên lính mặc giáp cầm súng, đám ô hợp cho dù là có nghìn người, cũng không đủ để gỡ yêu ta ít hết, hết, chứ đừng nói là tiêu phàm bọn họ chỉ có 5 người. Trong lúc này, điều may mắn duy nhất của tiêu phàm bọn họ là bọn họ gặp phải không phải là binh lính sống thật sự, mà là một đám nhìn không giống binh, trên thực tế lại là quỷ binh của quỷ quái. Hình thể của bọn chúng, khôi giáp của bọn chúng bao gồm cả súng trường trong tay bọn chúng đều không phải là thật, mà là âm khí ngưng tụ mà thành. Đối với người bình thường mà nói, đấy là vũ khí sợ hãi đến cực độ, nhưng đối với thuật sư mà nói, lại không phải là không thể ứng phó. Nếu đối mặt với súng thật, pháp thuật phù lục bình thường không có tác dụng gì. Nhưng đối mặt với súng ma thì không nhất định rồi. Tiêu Phàm không vội ra tay. Hắn và huyền Thiên Thiên ở phía sau, Liễu Chính, Đàm Nhiên và Lục Ninh Trần đứng phía trước. Lục Ninh Trần động tác nhanh nhất, cánh tay vừa nhấc lên, từ thắt lưng cởi một cái hồ lô, lấy nút chai ra, ngửa cổ lên, uống một ngụm chất lỏng ngậm trong miệng, sau đó há miệng phun ra, một làn hơi nước trắng xóa, phun về phía đám quỷ binh chỉnh tề đối diện đang dồn ép đến qua đây. Luồng hơi nước này không có mùi gì đặc biệt, Tiêu Phàm gửi ra, chắc là nước trắng truyền thừa của thượng thanh phái bảo đảo, dường như đặc biệt trung tình lấy nước trong làm pháp khí diệt quỷ. Động tác của Liễu Chính cũng không chậm, miệng lẩm bẩm đọc, ngọc như ý màu vàng trong tay phải nhẹ nhàng dơ lên, một làn xương dày đặc màu vàng bay lên, bao trùm về phía đám quỷ binh đang lập trận. Đàm Hiên vẫn không có động tĩnh gì. Rõ ràng là bà ta rất tin tưởng Liễu Chính. Tiêu Phàm cũng có lòng tin với Liễu Chính, lòng tin của hắn chính là bắt nguồn từ Đàm Hiên. Mặc dù Đàm Hiên chỉ là đệ tử ký danh của chỉ thủy tổ sư, không thể coi là truyền nhân đích thực của vô cực môn. Nhưng Tiêu Phàm hiểu rất rõ bản lĩnh và tính nết của vị sư tỷ này, rất ngạo khí. Người bình thường rất khó nhận được sự đồng ý của cô. Hiện giờ lại đi cùng Liễu Chính đến ba nơi, hơn nữa luôn lấy Liễu Chính làm chủ, bản thân ở vị trí hỗ trợ. Đương nhiên trong đó có phần là phải thực hiện chức trách, nhưng nếu Liễu Chính thật sự không có bản lĩnh, thì Đàm Hiên tuyệt đối sẽ không giữ thể diện cho ông ta luồng trắng xóa và làn xương dày màu vàng một trước một sau cùng nhau trực tiếp trận đánh đại đội quỷ binh hơi nước lướt qua một hồi âm thanh suy suy vang lên giống như mỡ bò đông lại gặp phải đốm lửa nhỏ đang bắn tung tóe ba gã quỷ binh bị hơi nước phun vào từ khôi giáp và cơ thể sộc lên màn xương đen nhảy nhẹ thân thể bị tan ra thành từng lỗ hồng nhưng một chút cũng không dừng bước vẫn nâng cao súng trường đánh tới bên này Bên kia, khi làn xương màu vàng bao trùm xuống, năm gã quỷ binh hàng thứ nhất bên trái, cùng với việc làn xương từ từ hạ thấp xuống, cũng dần dần tiêu tan. Khi xương mù tan hết, năm gã quỷ binh đã biến mất không còn dấu vết. So sánh tài giữa hai bên, ai cao ai thấp rất dễ nhìn ra. Trên mặt lục ninh trần hiện lên vẻ giận dữ, vừa khoát tay, lại uống thêm một ngụm nước trong hồ lô, phát động lần công kích thứ hai đối với ba gã quỷ binh bị thương một bàn tay ấm áp từ đằng sau vươn ra, khoác lên vai của anh ta. Tình hình quân địch chưa rõ, không thể đánh bừa, chú ý tiết kiệm pháp lực. Ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng nói ôn hòa của tiêu phàm, thà nói là quan tâm, còn hơn nói là nhắc nhở. Không đợi lục ninh trần kịp phản ứng, cạnh mắt hồng quang chợt lóe, một tấm phủ lục bắn ra. Ở giữa không trung cháy lên thành một ngọn lửa rừng rực, ngay sau đó biến thành một đồ án hỗn độn kim quang lóng lánh, gặp gió mà lớn, gào thét mà qua. Ba gã quỷ binh bị làn xương trắng ngậm nhấm, trong nháy mắt tan biến vô hình. Đồ án hỗn độn vẫn không dừng lại, tiếp tục bay nhanh về phía trước, lại có năm sáu gã quỷ binh bị tan thành mây khói trong làn khói kim quang lóng lánh của đồ án hỗn độn. Lục Ninh Trần không khỏi ngây người một chút. Truyền thừa thượng thanh phái, nghiêm túc mà nói cũng coi như là phù lục phái. Nhưng trong lòng anh ta tự biết, phù lục anh ta luyện chế ra, tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Đám hơi nước vừa rồi, kỳ thực đã bao hàm thuật pháp và pháp lực của anh ta. Một lần tấn công, vẻn vẹn chỉ là khiến cho ba gã quỷ binh bị thương, lại không thể nào ngăn cản được bước tiến của chúng, phải tiến hành lần công kính thứ hai mới có hiệu quả. Không ngờ, tiêu phàm vừa ra tay, tấm phù lục nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại tiêu diệt được gần 10 gã quỷ binh. Một mặt là vận dụng được pháp lực của bản thân, pháp lực của bản thân có thể phát huy được uy lực cực hạn, mặt khác là năng lực của phù lục, nhiều nhất có thể phát huy hai ba phần uy lực. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền rõ. Tuy nhiên, Lục Ninh Trần kinh ngạc, nhưng trong lòng tiêu phàm còn sửng sốt hơn so với anh ta. Đám quỷ binh này rất mạnh, vượt xa khỏi dữ liệu của hắn. Một tấm phù lục ra tay, chỉ có thể tiêu diệt không đến 10 gã quỷ binh, liền hao kiệt hết uy năng, hóa thành hư vô. Đám quỷ binh kia dường như không chút sợ hãi với tất cả mọi việc, 10 gã, đồng bào, bị gờ iota trong trước mắt, Máy may không ảnh hưởng đến cảm xúc của bọn chúng, vẫn bước đi chỉnh tề, dựng thẳng súng trường, không nhanh không chậm đánh tới phía trước. Làn xương vàng dày đặc lại lần nữa bay lên, đồ án hỗn độn màu đỏ cũng liên tục lóe lên. Không đến 10 phút, một đội tuần tra gần trăm gã quỷ binh đều bị gờ yêu sạch, trên mặt đường loáng cái đã trở nên rộng rãi. Cảm giác mà nói, đám quỷ binh kia hình như cũng không khó đối phó đến như vậy. Liễu Chính và Tiêu Phàm liếc nhìn nhau, từ trên mặt của đối phương nhìn thấy sự u buồn. Một trận, đụng độ, trôi qua, hơi thở của liễu chính, hơi có chút suy yếu, xem ra thôi động ngọc như ý màu vàng đối địch, có chút tiêu hao chân khí pháp lực. Quyền thiên thiên cũng hơi hé miệng, hít hà hít hơi lạnh vào người, hạ giọng nói. Tiêu phàm, sử sách ghi lại, đó là một lần quan quân ở đây gửi yêu ta chết năm vạn giặc cỏ. Ừ, tiêu phàm gật gật đầu. Sự kiện lịch sử này, cựu đường thư, tân đường thư, tư chỉ thông giám, đều có ghi lại, con số ước tính đại khái giống nhau. Thủ lĩnh giặc cỏ Vương Tiên Chi bị quan quân của Tăng Nguyên Dụ xuất lĩnh bao vây. Vương Tiên Chi chết trận, chỉ có rất ít giặc cỏ phá được vòng vây chạy thoát, đi về hướng đông nương tựa vào một đại ma vương hoàng xào khác, tiếp tục làm hại nhân gian. Vậy, vậy muốn gờ yêu ta ít chết hết bọn chúng, phải tốn bao nhiêu sức lực? Nhìn qua, Liễu Chính và Tiêu Phàm gờ yêu ta chết đội quỷ binh này, gọn gàng sạch sẽ, không tốn sức chút nào. Nhưng đám quỷ binh này chưa đến trăm tên, so với năm vạn mà nói, quả là nhỏ nhặt. Nếu quả thực là năm vạn quỷ binh nhất thể đánh tới, như vậy sẽ không ngừng tiêu hao chân khí pháp lực. Cho dù tiêu phàm, liễu chính, đàm hiên pháp lực có thâm hậu đi nữa, cũng chỉ là tốn công vô ích, cũng đủ khiến họ mệt chết đi được. đương nhiên, tiền đề là năm vạn giặc cỏ sau khi bị geyota s đều có thể tích tụ oán khí, hóa thành quỷ binh. Liễu Chính khẽ thở dài, nói. Quyền tiểu thư, đã đến nơi này rồi, dù sao cũng phải điều tra rõ ràng, ngộ nhớ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mọi người đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể thoát khỏi vòng vây. Nhưng, chúng ta hiện tại gặp phải, chắc chỉ là một đội tuần tra, chưa có một quỷ binh nào đặc biệt lợi hại trong đó. Kế tiếp không biết có còn gặp may như vậy không, thì rất khó nói. Quyền thiên thiên đưa ra ý kiến bất đồng nói thật thì uyển thiên thiên mới là người có tính cách sợ thiện hạ không loạn nhất trong những người ở đây. ngay lúc này cô ấy cũng không phải là sợ phiền phức, cô ấy chỉ là thích tranh cãi với người khác mà thôi. nếu người đối thoại với cô ấy là tiêu phàm, xem chừng uyển thiên thiên sẽ không có nhiều thắc mắc đến như vậy rồi. đàm hiên không nói một lời, bước thẳng về phía trước. lục ninh trần cũng bước lên vài bước, tính cách của người này vô cùng cuật cường, cho dù lời uyển thiên thiên không phải là không có lý. Nhưng lúc này bảo anh ta biết khó mà lui là chuyện tuyệt đối không thể được. Đi. Tiêu Phàm giữ chặt bàn tay bé nhỏ của cô, cũng chậm rãi đi về phía trước. Càng tiến về phía trước, đống xác chết chất chồng như núi kia nhìn càng lúc càng rõ, vô số xương cốt chất chồng lại với nhau, ngổn ngang, thiếu cánh tay, thiếu chân, đủ các hình thù kỳ quái, liếc nhìn một cái không thấy giới hạn. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là người gan dạ nhất cũng sẽ run lên là tên trộm mộ dũng mạnh nhất phương Bắc, Uyển Thiên Thiên từng chui xuống rất nhiều cổ mộ. Lúc này cũng chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên thấu đến tận xương tủy, dường như ngay cả máu trong người cũng sắp đông cứng rồi. Chậm rãi, đoàn người đi đến trước đống thi thể chất cao như núi, không ai bảo ai đều cùng dừng bước lại, không muốn lại gần quá. Những thi hài này, bởi vì nguyên do niên đại quá lâu đời, sớm đã hóa thành xương trắng, nên không có mùi hôi thối. Nhưng mùi mốc mèo vẫn đập vào mặt, làm cho người ta không thở được. Ôi trời ơi á! Huyền thiên thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn nhìn về phía trước, miệng không kìm nổi hét lên một tiếng. Chính vào lúc đó, đám ma chơi màu xanh nhạt vốn không ngừng nhảy xung quanh đống thi thể chất cao như núi đột nhiên sáng rực lên, giống như có người dội mấy thùng xăng vào đống xác chết, ngọn lửa bốc mạnh lên cao, làm cho người khác phải cây ếch yêu ta ép sợ. Audio điện tử võ tấn bền chương 581, bộ xương khô thượng. Trên đỉnh núi thây phát ra tiếng kêu, kéo kẹt kéo kẹt, khiến người ta sợ hãi. Tiêu phàm lôi uyển thiên thiên lui về phía sau. Không phải là họ sợ hãi, mà vì chỗ họ đứng khá gần núi thây, cho dù họ có ngẩng đầu thì cũng khó mà quan sát rõ được tình hình trên đỉnh núi. Tất cả mọi người lui về sau. Chỉ thấy trên đỉnh núi thây, một bộ xương khô từ từ đứng lên. Bộ xương khô này đầu đội mũ sắt, người mặc áo giáp, phía trên là giáp trụ va và chạm vào nhau phát ra tiếng kim loại giòn vang cái áo giáp này là giáp lá ở giữa thô to hai đầu nhỏ mịn giống như con thoi vậy đây là điều truy giáp quyền thiên thiên là người biết hàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra được chế thức của giáp trụ theo sử sách ghi chép lại năng lực phòng ngự của điều truy giáp rất mạnh khả năng phòng chém vượt qua áp giáp bình thường của các tướng lĩnh chỉ đứng sau áo giáp minh quang nổi tiếng thời đường cuối thời đường chế độ phù binh từ lâu đã chỉ còn là danh nghĩa, không còn thấy đao binh cực kỳ xa hoa đầu thời đường đâu nữa. Áo giáp là tài nguyên chiến lược rất khó có được, nói như vậy thì người có thể mặc điều trùy giáp trong thời đại hỗn loạn như thế chắc chắn phải là một nhân vật rất quan trọng. Áp giáp mà bộ xương khô này đang mặc chính là món đồ xa xỉ điều trùy giáp. Bị chôn nhiều năm trong lòng đất nhưng áo giáp vẫn không tổn thất gì, như thế quả là kỳ tích. Ngay cả dây thừng cũng vẫn còn tốt, có thể kết nối được các giáp lá nặng thì lại càng không thể tin nổi. Điều trùy giáp này rất đầy đủ, chẳng những có ngực giáp và bối giáp mà còn có giáp vai và váy giáp. Một điều trùy giáp hoàn chỉnh như vậy, nếu lấy giá bán đấu giá trên thị trường thì đó thực sự là một khối tài sản lớn. Chỉ có điều huyền thiên thiên làm trộm mộ nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bộ xương khô có thể tự đứng lên. Bộ xương khô dần dần đứng thẳng người, phần cổ, răng rắc, rung động, dường như có chút không chịu được gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gãy. Phải là binh lính cường tráng mới có thể chịu được trọng lượng 2-30 cân của điều trùy giáp. Nếu không chưa cần nói đến việc ra trận g i ết địch, binh lính bình thường mặc áo giáp nặng như thế, thì chỉ đứng thẳng một canh giờ thôi cũng sẽ rất mệt mỏi. Mà hiện tại người khoác bộ giáp trụ nặng trịch đó lại là một bộ xương khô. Trong tay bộ xương khô là thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, đó là mạch đạo phổ biến nhất thời kỳ đầu nhà đường loại mạch đao này nặng đến 20 mươi mấy cân, được làm từ thép tinh khiết, uy lực mạnh, làm người ta không rét mà run. Danh tướng trung kỳ nhà đường quận Vương Lý Tự Nghiệp rất thích dùng loại đao này. Sử sách năm đó ghi chép lại, Lý Tự Nghiệp dẫn theo đội mạch đao, mạnh mẽ tiến vào, người nào chặn đường Tự Nghiệp thì cả người và ngựa đều sẽ chịu tổn thất lớn. Đây là vũ khí lợi hại của bộ binh khi đối phó với phó kỵ binh. Mắt của bộ xương khô chính là hai hắc động. Lúc này, trong đáy mắt đen nhánh ấy dần dần lóe lên hai luồng sáng ma chơi đỏ, hướng thẳng về phía năm người dưới núi, miệng khẽ mấp máy, phát ra tiếng cười, khanh khách, vô cùng quái dị. Bộ xương khô này, sống lại rồi. Cho dù nó chỉ là một bộ xương khô, toàn thân có chút máu thịt nào. Nhưng thực sự lại khiến người ta có cảm giác nó đang sống lại. Đặc biệt là Uyển Thiên Thiên lại có cảm giác, ánh mắt của bộ xương này đang chiếu trực tiếp vào người cô khiến cô dựng cả lông tơ lên. Gã, gã là vương tiên chi sao? Uyển thiên thiên thấp giọng hỏi. Bộ xương khô này mặc điều trùy giáp, tay cầm mạch đao, cho dù là người trong quân đội thì hẳn cũng phải là một nhân vật quan trọng. Còn nếu là người trong đám thổ phỉ, thì chắc chắn là người có địa vị rất cao. Thổ phỉ, giặc cỏ chính là những người, lưu manh vô sản, họ nghèo đến nỗi ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Cái gọi là mấy chục mấy vạn đạo quân thực ra chính là tính toán dựa trên tổng số lượng thổ phỉ. Dù là nam nữ, già trẻ đều được tính là một đầu người. Nghe thì có vẻ như số lượng rất lớn, nhưng thực ra nếu tính là chiến binh thực sự thì trong 10 người không tìm ra được một người, lại còn bị phần lớn những người già yếu, phụ nữ và trẻ con làm vướng víu chân tay. Thổ phỉ bình thường, có một cây mộc côn vót nhọn làm vũ khí phòng thân đã rất khó rồi. Điều truy giáp và mạch đao kia chắc chắn là vũ khí cực kỳ xa xỉ. Khó trách được Uyển Thiên Thiên vừa mới nhìn thấy đã khẳng định người này là Vương Tiên Chi cảm giác của huyền thiên thiên quả nhiên là đúng. Hai mắt của bộ xương khô đã rơi trên người cô, nhìn thẳng vào cô. Sau đó một trận âm thanh ong ong vang lên từ lòng đất. Ta còn đang nghĩ không biết kẻ nào lại quấy dày bản đại tướng quân nghỉ ngơi, hóa ra lại là một cô bé. Bộ xương khô biết nói chuyện, thế giới này thực sự là bị điên đảo rồi. May mà vừa rồi vừa nhìn thấy đội tuần tra quỷ binh, nên bây giờ lại gặp bộ xương biết nói mới không quá ngạc nhiên năm người ở đây đều là những người có kiến thức rộng. Ngoại trừ Uyển Thiên Thiên ra, thì những người còn lại đều là thuật sư biết đuổi quỷ hàng yêu. Bộ xương khô dường như không chút hứng thú với đám người tiêu phàm, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Uyển Thiên Thiên. Thanh âm cổ quái, giống như tiếng ma sát của kim loại, miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu được. Cô bé, cô là hậu nhân của ai thế, tại sao hơi thở lại quen thuộc như vậy? Bộ xương khô tiếp tục ong ong hỏi han. Ngươi là ai? Sau khi hết kinh hoàng, Uyển Thiên Thiên định thần lại, cao giọng hỏi. Ngay khi Uyển Thiên Thiên đang hỏi thì bốn người còn lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn bộ xương khô trên đỉnh núi. Ha ha ha. Bộ xương khô ngửa mặt lên trời cười ha hả, chấn động màng nhĩ người khác. Các ngươi không biết bản đại tướng quân sao? Ta chính là Thiên Bổ Bình quân đại tướng quân, đô thống chư hào trong nước, Vương Tiên Chi vương đại tướng quân. Quả nhiên là quỷ hồn của Vương Tiên Chi. Phi Uyển Thiên Thiên nhổ lên mặt đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khinh thường. Một kẻ liều mạng buôn lậu muối, kẻ cầm đầu phái tạo phản, mà vương gợi yêu ta ít người dám xưng là đại tướng quân mà không thấy hổ thẹn sao. To gan, bộ xương khô gầm lên giận dữ, thế giới dưới lòng đất cũng ong ong tác hưởng. Tiểu nữ tử dám cười nhạo bản đại tướng quân, thực sự là quá to gan còn không mau ngoan ngoãn tiến lên để đại tướng quân uống máu của ngươi khôi phục máu thịt là có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này rồi. Vương Tiên Chi, ông chỉ là tôm tép mà thôi, ông nghĩ rằng cứ gỡ yêu ta ít nhiều người là có thể trở thành anh hùng sao? Tiêu Phàm tiếp nhận câu chuyện, trầm giọng nói. Một anh hùng thực sự là người có trách nhiệm, coi thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Nếu không thì những kẻ tầm thường cũng có thể làm vương thiên hạ. Ngay cả hoàng sao mà cũng có thể xưng thiên tử, nhưng cuối cùng thì những tên ác đồ tạo phản lập nghiệp như nhóm người các ngươi chẳng phải là từng người cũng phải bỏ mạng rồi đó sao ai có thể có kết cục tốt đẹp được chứ nhìn lịch sử tổng quát thì họa mà giặc cỏ gây ra không hề thua kém giặc nước khác nổi khổ mà giặc cỏ gây ra cho người hoa cũng không hề kém ách xâm lược của dân tộc khác a à, hoàng sao bộ xương khô gật đầu thật mạnh hai mắt ma chơi nhấp nháy nhìn thẳng tiêu phàm phun ra mấy chữ lão ta trở thành hoàng đế sao tự xưng hoàng đế, trở thành trò cười thiên cổ. Tiêu phàm lạnh lùng đáp. Tiêu phàm vốn rất bình tĩnh nhã nhận rất ít khi tức giận. Lại không nghĩ rằng ở thế giới dưới lòng đất này, đối mặt với một lão quỷ đã chết cách đây ngàn năm rồi lại lớn tiếng trách cứ không chút khách khí. Thực sự là những kẻ giặc cỏ này đã khiến hoa hạ quá cực khổ. Trong tướng thuật, những loại người này sẽ bị liệt vào hàng ma tử địch của chúng sinh. Những tên ma vương này còn sống ngày nào, thì nhân dân sẽ càng chịu khổ ngày đó ông ta bị gờ yêu sao? Dường như bộ xương khô rất quan tâm đến hoàng xào, liên tiếp hỏi. Đương nhiên, ông ta chỉ sống lâu hơn ông vài năm mà thôi. Bị ai gờ yêu Bộ xương khô nhanh chóng hỏi tiếp. Ông ta bị cháu ngoại của mình gờ yêu chết. Ở điểm này, ông mạnh hơn ông ta, ít ra thì ông cũng chết trong tay tăng đại soái như thế cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Tiêu phàm châm chọc nói. Tăng đại soái a à. Người đang nói đến tên khốn tăng nguyên dụ sao? Người và gã có quan hệ gì? Hậu nhân sao? Người cũng họ tăng sao? Vừa nhắc đến tên, tăng đại soái bộ xương khô liền tức giận, giơ tay vung mạch đao lên, chém xuống thật mạnh, lập tức những mảnh xương vụn bắn tung tóe Dưới chân ông ta không biết có bao nhiêu bộ xương khô bị vỡ vụn nữa. Cho dù chết hơn một nghìn năm rồi, nhưng bộ xương khô này vẫn oán khí ngút trời. Nghịch tặc, tiêu phàm quát một tiếng chói tai năm đó người xé cờ tạo phản, quan gia tạo phản tại sao lại gởi yêu ta ít nhiều dân chúng vô tội như vậy. Hừ hừ, lão tử là đại tướng quân, chuyển thế trên bầu trời tinh tú, gởi yêu ta ít vài người dân vô dụng thì có là gì chứ? Những kẻ ngu dân ấy chỉ nhỏ như con kiến mà thôi, sinh ra chỉ để làm nô dịch và để người khác gợi yêu ta ít mà thôi. Đó chẳng qua là vận mệnh của họ mà thôi. câm miệng, tiêu phàm lại hét lớn một tiếng, cơn giận dữ bùng nổ. Ông là một kẻ buôn muối, một kẻ cắp vô cùng thấp hèn mà lại đi xưng đại tướng quân, tinh tú chuyển thế sao? Tôi thấy ông đã bị khắc tinh chiếm được, trở thành một công cụ gợi yêu ta ết người trong tay ma vương, ông cũng chỉ là một con rối mà thôi. Thế mà cũng dám ở đây khoe mẽ, thật đúng là không biết thẹn. Huyền thiên thiên giật mình nhìn tiêu phàm. Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tiêu phàm tức giận. Dường như hắn có thâm cừu đại hận với bộ xương khô này vậy. A. À. Tức chết mất. Bộ xương khô cũng ngừng ngực lửa giận, ngửa mặt lên trời hét điên cuồng. Tiểu tử, mi là ai? Mau mau xưng tên, bản đại tướng quân không ngờ yêu ta ết kẻ vô danh. Ta là tiêu phàm, trưởng giáo chân nhân đời thứ 64 của vô cực môn. Tiêu phàm lạnh lùng đáp. Vô cực môn, hư hư, bạn đại tướng quân từng nghe nói qua. Chỉ là một môn phái giang hồ giả thần giả quỷ mà thôi, ta còn tưởng ngươi xuất thân thượng đẳng chứ, thường thôi giả danh lừa bịp còn không bằng buôn bán muối lậu, có gì tốt mà khoe khoang chứ. Bộ xương khô khinh thường cười lạnh. Những người khác lại chấn động, liễu chính hạ giọng nói nói, trưởng phòng tiêu, không ngờ xuất thế của anh lại quý phái như vậy. Đến lão quỷ chết cách đây hàng nghìn năm cũng từng nghe qua vô cực môn, thì thực sự là rất khó tin. Năm đó hẳn là thông tin không bằng được xã hội hiện đại bây giờ, thanh danh của nhiều môn phái giang hồ đều dựa vào truyền miệng. Nếu thực sự không có bản lĩnh, thì không thể đứng hàng đầu trên giang hồ như thế được. Tiêu Phàm hướng Liễu Chính khẽ vuốt cằm, biểu thị sự đáp lễ. "Tiểu tử, ngươi là người của Vô Cực môn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông đến." "Ha ha, các ngươi đã đánh thức bản đại tướng quân vậy thì cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, chuẩn bị chịu chết đi." Bộ xương khô đứng trên đỉnh núi thay ngửa mặt lên trời cười ha ha chương 582, bộ xương khô hạ. Không xong rồi, bị bao vây rồi. uyển thiên thiên hét lên một tiếng kinh hãi. Lúc bộ xương khô ngửa mặt lên trời cười hô hô cũng chính là lúc chữ thập xuất hiện khắp nơi, bắt đầu xuất hiện những bóng đen. Càng nhiều bóng đen, thì càng nhiều những bộ xương khô hiện ra. Đối lập với quỷ binh tuần tra xếp thành hàng chỉnh tề như lúc trước, những bóng đen đang chen chúc này hoàn toàn là một đám ô hợp. Tên thì dơ súng trường, có tên cầm đao nhỏ, có tên thì tay không? Đúng là bản tính giặc cỏ. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường. Từ trước đến nay trong lịch sử cỏ giặc không có kẻ nào làm nên chuyện lớn cả. Cho dù là hạng người như Trần Thiệp, Trương Giáp, Trương Hiến Trung hay là Lý Tự Thành, Vương Tiên Chi và Hoàng Sào, ngoại trừ việc gợi yêu ta ít người, phá hoại ra thì không làm được chuyện gì đứng đắn cả. Cuối cùng người nghịch thiên hạ như Lưu Bang, Trung Nguyên, Trường để xây dựng củng cố căn cứ địa, hiểu được con đường tổ chức dân sinh mới có thể tiếp tục giữ vững, giành được thắng lợi cuối cùng. Nhóm giặc cỏ này, bị quan quân tiêu diệt đã hơn nghìn năm, oán khí hóa thành ác quỷ, nhưng vẫn lộn xộn không có tổ chức. Tiêu phàm nói họ vẫn giữ bản tính giặc cỏ quả không sai. Ngươi là quan quân sao? Vậy để ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại của giặc cỏ. Bộ xương khô đứng ở đỉnh núi, cười lạnh nói. Gờ yêu ta hết cho ta g toàn bộ bộ xương khô vung mạch đao trong tay lớn tiếng hét tiếng động khả z z hí z z z lập tức vang lên giống như vô số lưỡi rắn độc thẻ ra nuốt vào bóng đen từ bốn phía đánh về phía tiêu phàm và bốn người còn lại tiến về phía trước phá vòng vây liễu chính vô cùng quyết đoán vừa thấy loại tình hình này không cần suy nghĩ lập tức kêu lên những tên quỷ này thực sự rất đông So với ba nơi mà bọn họ từng gặp quỷ vật thực sự là nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa ở ba nơi kia đều không phát hiện ra quỷ vương. Ác quỷ đều tự làm theo ý mình, không người chỉ huy. Còn ở đây lại hoàn toàn khác. Nhìn đám ôn hợp này, liếc mắt không thể nhìn thấy điểm cuối của đại quân quỷ quái. Lực lượng năm người bọn họ quả thực quá mỏng, giống như lá rụng trong gió thu, thuyền con trong biển rộng vậy. Nếu tiếp tục cầm cự ở đây thì không phải là ý kiến hay đối với sự sắp xếp này của liễu chính không ai có ý kiến gì cả tuy nhiên mới chỉ hoãn một chút mà trong nháy mắt vô số ma quỷ đã đuổi đến gần âm thanh si si vang lên đâm thủng màng nghĩ người khác chủ nhiệm liễu sư tỷ tôi mở đường phía trước mọi người cản phía sau tiêu phàm gào to một tiếng hai tay giơ lên bốn tấm phủ lục phóng nhanh ra nhanh chóng thiêu đốt trong không trung biến thành một bức vẽ màu đỏ tươi thật to hướng về phía quỷ vật chấn áp đầu chúng xuống. Được, Liễu Chính, Đàm Hiên Lục Ninh Trần đồng thời gật đầu, đều tự tế ra pháp khí. Liễu Chính vẫn ngúa ngọc như ý màu vàng, Lục Ninh Trần xuất ra một thanh đoạn kiếm, trong tay Đàm Hiên xuất hiện gương đồng thái cực bát quái, cùng nhau đánh về phía quỷ vật bốn phía xung quanh. Năm người lưng tựa lưng, tạo thành một trận thế phòng ngự nhỏ, bên trong bóng đen như sóng dữ hướng về phía đường đi. Bộ xương khô mặc áo giáp đứng trên đỉnh núi hai mắt càng thêm sáng ngời, miệng liên tục cười lạnh. Đối mặt với tình cảnh nguy hiểm, tiêu phàm không nương tay nữa, dùng toàn lực để ứng phó. Phù lục uy lực lớn không ngừng liên tiếp phóng ra, dưới sự bao trùm của hình vẽ đỏ tươi hỗn độn không có bất kỳ quỷ vật nào có thể thoát khỏi. Tất cả đều hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Năm người giống như sóng trào giữa ốc đảo, nhanh chóng di chuyển về phía con đường ban đầu uyển thiên thiên tay cầm yên chi kiếm theo sát bên cạnh tiêu phàm vẻ mặt trầm ngâm tuy nhiên cho tới lúc này cô không hề có cơ hội ra tay dưới sự công kích phù lục của tiêu phàm không một quỷ vật nào có thể đột phá phòng tuyến đó để đến gần bọn họ tiêu phàm những thứ này sẽ không đi cùng chúng ta đến nơi khác chứ uyển thiên thiên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng tiêu phàm vừa thi pháp vừa trả lời không đâu dù là ác quỷ dũng mãnh thế nào đi nữa cũng đều sợ ánh nắng mặt trời, đó chính là kẻ địch của bọn chúng. Ha ha ha, tên tiểu tử vô cực môn kia, lời ngươi nói đã cũ dích rồi. Qua hàng nghìn năm, thế sự luân hồi, nên chúng ta xuất thế một lần nữa. Đừng kháng cự nữa, ngoan ngoãn giao huyết nhục của các ngươi ra đây, chúng ta hòa làm một thể. Vinh hoa phú quý trong tương lai cũng có một phần của ngươi. Ha 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 ha. Bộ xương khô trên đỉnh núi dường như nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, lại ngửa mặt lên trời cười hô hô. Trong tiếng cười điên dại của bộ xương khô, đám quỷ vật dường như cũng nhận được sự ký bản quyền tê ý bản quyền mãnh liệt, càng hung hăng tiến về phía trước. Không giống như những bóng đen ở cửa cạm bẫy mà mấy ngày trước Tiêu Phàm mới gặp qua. Những quỷ vật đó cơ bản không hề có linh trí, mà chỉ nhận mệnh lệnh khống chế như những con rối, hoàn toàn không biết nguy hiểm từng đợt sóng một lao về phía năm người tiêu phàm tấn công. Tiêu phàm xông lên trước mở đường, chỉ cần đối mặt với quỷ vật ở một phía thì áp lực sẽ không quá lớn. Liễu chính, đàm hiên, lục ninh ba người phải đối mặt với quỷ vật từ ba phía, nên áp lực rất lớn. Chỉ cần lơi là là quỷ vật sẽ đột phá vào vòng tuyến, vọt đến trước mặt mọi người. Ánh mắt lạnh băng quả thực là có thể len lỏi đến từng khẽ hở của những bộ xương khô. Xoạt! Quyền thiên thiên vung, yên chi kiếm, lên, xoạt qua một bóng đen vào tới trước mặt. Thân kiếm màu hồng chợt phát ra tia hồng quang xinh đẹp, giống như là dao nóng cắt mỡ bò không chút trở ngại nào vậy. Quỷ vật bị chém thành hai nửa, hóa thành màn xương đen, tan biến vô hình. Nhờ có yên chi kiếm, trợ giúp, nên tiêu phàm đối phó với quỷ vật càng dễ dàng hơn. Một đao trúng đích khiến Uyển Thiên Thiên không khỏi mừng rỡ, miệng hô lên một tiếng dịu dàng. Yên chi kiếm, biến thành một đám hồng quang, lập tức đánh về phía trước. Yên Chi Hồng, uy trấn 6 tỉnh phía Bắc, pháp lệnh của Yên Chi Kiếm khiến vô số hào kiệt nổi tiếng trong giang hồ phải biến sắc. Trong lúc này, Uyển Thiên Thiên dốc toàn lực thi triển, nhanh như gió, không thể chống đỡ. Những quỷ vật tiếp xúc với ánh sáng phát ra từ kiếm đều hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Tốc độ phá vây lập tức nhanh hơn rất nhiều. Đối với tiêu phàm và những thuật sư lớn mà nói, năng lực phòng ngự và công kích của quỷ vật đều rất thấp. Quan trọng là vì số lượng bọn chúng quá đông, nên không thể giải quyết hết được hơn nữa chúng lại vô hình vô thể bất cứ chỗ nào cũng có thể dính vào được cho dù là mạnh như tiêu phàm cũng không dám để bọn chúng dính vào cơ thể mình như thế thì phiền toái sẽ rất lớn nhìn thấy quỷ binh dưới trướng chết vô số và thê thảm tiếng cười của bộ xương khô trên đỉnh núi đột nhiên dừng lại bộ xương khô ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ ngay sau đó một trận thần chú liền vang lên những quỷ vật đang anh dũng tiến về phía trước giường như nhận được mệnh lệnh nào đó, bỗng nhiên khựng lại rồi lui xuống nhanh chóng như thủy chiều rút. Giờ phút này khoảng cách giữa tiêu phàm và bọn họ chính là cái hố sâu kia, tuy nhiên khoảng cách ước chừng 200 thước. Lão ta đang triệu tập quỷ vật lợi hại hơn, mọi người đừng chậm chế nữa, mau rời khỏi nơi này rồi tính tiếp. Liễu chính không hổ danh là người phụ trách văn phòng đảng Cộng sản. Đối mặt với những tình huống như thế này thì kinh nghiệm vô cùng phong phú hơn nữa lại vô cùng quyết đoán lúc này ông ta thở gấp một hơi rồi quát lớn nhưng đáng tiếc họ vẫn muộn một chút chỉ nghe tiếng bước chân trầm thấp vang lên từ hai đầu dường như có quái thú từ trong bóng đêm đi ra đồng thời tiếng áo giáp pha vào nhau không ngừng vang lên bốn bộ xương khô mặc áo giáp cầm đao dài trong tay từ từ hiện ra trong bóng tối mỗi đầu có hai tên vây kín bọn họ như trước bốn bộ xương khô này cực kỳ cao lớn cho dù đã hóa thành bộ xương khô nhưng nhìn qua cũng phải cao trên 1m8, vậy thì khi còn sống đầy đủ máu thì chắc phải cao hơn 1m9. Ở thời đường hơn 1.000 năm trước thì đây là dáng người cao lớn hiếm có. Thời đại vũ khí lạnh, thân hình cường tráng cao lớn, thể lực hơn người là nhân tố tất yếu để nổi bần bật. Nhất là bên trong đám giặc cỏ, trình độ văn hóa không cao, kiến thức không rộng rãi, thì quái vật lớn như vậy chắc chắn phải là người có địa vị cao hơn những kẻ khác thì mới có thể cao cao tại thượng tác quái tác quái như vậy. Bất kỳ đám giặc cỏ nào cũng dốc sức để đề bạt những người như thế này làm thuộc hạ. Cho dù trí lực có thấp thế nào, có ngu thế nào thì ít nhất cũng có thể nuôi dưỡng thành thân vệ bên người, làm khiên thịt chắn đao chắn súng, tuyệt đối là rất phù hợp. Giống như vương tiên chi trên đỉnh núi, trong đáy mắt của bốn bộ xương khô này cũng lóng lánh hai luồng ma chơi quỷ dị, chỉ có điều không sáng như mắt vương tiên chi. Tay xương màu trắng cầm thật chặt chuôi đao to lớn, điều chủy giáp to lớn đụng vào nhau phát ra tiếng kêu vô cùng vang, đi từng bước một về phía đám người tiêu phàm. Ánh ma chơi trong hai tròng mắt không sáng như lúc trước nữa, dường như thần trí đã lộ ra, mơ hồ chứa đựng lòng tham không đáy. Gờ ta ết bọn họ, dâng huyết nhục của bọn họ lên. Bộ xương khô trên đỉnh núi dơ mạch đao lên không chung, chém xuống thật mạnh, những mảnh xương vụn trắng xung quanh lại bắn tung tóe ra. Cạp cạp, đã lâu lắm rồi không được ăn thịt tươi. Hương vị thật là tươi ngon. Bốn bộ xương khô mặc áo giáp miệng cũng phát ra tiếng cười quái dị và tiếng nói chuyện ong ong. Lẽ nào khi bọn họ còn sống cũng từng ăn thịt người rồi sao? Quyền Thiên Thiên Kinh sợ nói. Tất nhiên, đó là quân lương của bọn họ. Tiêu phàm thản nhiên đáp. Giặc cỏ không biết sản xuất nhưng biết cướp bóc, hiếu sát vô độ. Quân đội ở mỗi nhánh sông cuối thời đường đều lấy thịt người làm quân lương, gọi là hai chân dê. Sử sách năm đó ghi chép hàng trăm thổ phỉ của hoàng xào triệu vây quanh trần châu 30 năm ngày trong quân dường như không có một viên lương thực vì thế họ hoàn toàn lấy thịt người làm quân lương bắt giữ những người xung quanh ăn cho đỡ đói bất luận là nam nữ già hay trẻ chỉ cần bắt được thì sẽ cho vào trong thùng lớn cắt thành thịt vụn mấy trăm cái thùng lớn được gọi là thung ma trại chỉ tính riêng năm đó bọn thổ phỉ hoàng xào đã ăn hết hơn một vạn người trước khi vương tiên chi bị chém chết đã từng là cấp trên của hoàng xào hoàng xào tàn bạo như thế thì vương tiên tri có thể tốt được sao những thuộc hạ này của lão ta từng ăn thịt người cũng là chuyện bình thường bọn ác ma này sắc mặt uyển thiên thiên đại biến cắn răng nói ra một câu vốn là ác ma đáng chết một vạn lần lần này đàm hiên phụ họa uyển thiên thiên bà ta nhìn chằm chằm vào những bộ xương khô đang đến gần trong mắt lóng lánh thần sắc căm hận chậm rãi giờ gương đồng thái cực bát quái lên trên không trung. chương 583, Yên Chi Kiếm. Thiên Thiên, cô phụ trách bên trái. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Uyển Thiên Thiên lấy Yên Chi Kiếm trong tay ra, nhẹ nhàng vẽ một cái, trong tay trái chảy ra mấy giọt máu tươi, nhỏ lên Yên Chi Kiếm. Thân kiếm màu hồng chợt lóe sáng, trong nháy mắt không thấy mấy giọt máu tươi đâu nữa, tựa như đã bị thanh kiếm hút mất. Một trận thuần dương khí phóng lên cao. Hiểu rồi, uyển thiên thiên tiếp nhận nguyễn kiếm gật gật đầu vẻ mặt vô cùng hưng phấn cả đời này rốt cuộc thiên thiên đã đánh bao nhiêu trận ngay cả cô cũng không nhớ được nhưng chưa có lần nào là giao chiến với cổ nhân cả những bộ xương khô mặc áo giáp đang chậm rãi tiến đến kia nhìn qua cũng không phải là dễ đối phó việc này vô cùng có tính ký bản quyền tê ý bản quyền thực sự là đã ghiền hành động thôi thấy bộ xương khô mặc áo giáp đang từ từ đến gần tiêu phàm khẽ quát một tiếng, cả người nhanh như tên rời cung, kích bắn về phía bộ xương khô mặc áo giáp bên phải. Còn hai bộ xương khô đi từ phía khác đến thì tiêu phàm không để ý đến. Cho dù là liễu chính, đàm hiên hay lục ninh trần đều là người có kinh nghiệm chiến đấu giỏi, họ đều biết nên ứng phó thế nào, không cần hắn sắp xếp. Xem ta đây, cùng với tiếng cười duyên dáng, thân mình Nguyễn Thiên Thiên cũng lao nhanh về phía trước, động tác không hề chậm hơn tiêu phàm. Ở cạnh tiêu phàm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên huyền thiên thiên nhìn thấy tiêu phàm thi triển võ công đối phó với địch. Vừa rồi dùng phù lục để gờ yêu ta hết chết quỷ vật không được tính là võ công, đó là thuật pháp. Ngày bình thường huyền thiên thiên chỉ có thể thông qua ánh mắt của tân lâm đối với tiêu phàm để đánh giá thân thủ của tiêu phàm mạnh như thế nào. Thật không dễ mới có cơ hội cùng đối địch với tiêu phàm. Huyền thiên thiên không muốn để người này khinh thường. Trái tim hiếu thắng của thiếu nữ đang mơ mộng luôn kỳ diệu như thế đấy. Giống, thấy tiêu phàm tay trần đánh về phía mình, bộ xương mặc áo giáp không khỏi gầm lên tức giận. Dường như lão ta cảm thấy mình bị coi thường, nên mới tức giận như vậy. Hai tay giơ mạch đao dài lên, chém thẳng xuống dưới. Đây là mạch đao có chiêu số chính xác nhất, trên chiến trường, bên trái và bên phải đều là đồng chí anh em của mình. Mạch đao dài 6 thước trở lên, huy động trái phải, rất dễ gây ngộ thương cho người nhà của mình. Sơ lên cao, chém thật mạnh xuống cũng chính là chiêu thức có lực sát thương mạnh nhất, cũng gần như là chiêu thức duy nhất. Nhưng đây không phải là chiến trường, càng không phải là đại bộ đội bày trận. Đây là trận quyết đấu một trọi một, so với hội chiến trên chiến trường hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bộ xương khô mặc áo giáp này, đối mặt với một cao thủ võ thuật tuyệt đỉnh, nhưng lại ngốc đến mức chém một đao xuống, nếu có thể đánh chúng tiêu phàm, tạo thành bất kỳ tổn thương nào thì đúng là chuyện lạ. Tuy nhiên, chỉ tùy tiện di chuyển eo một chút một đao này nhìn qua rất uy mãnh liền chém vào khoảng không ngay cạnh tiêu phàm tuy chỉ cách tiêu phàm có vài tấc thôi cho dù người bình thường có thể tính được chính xác nhưng trong trận chiến thực sự cũng không dám thi triển nếu chẳng may tính toán sai có thể sẽ khiến bản thân mất mạng chỉ có người đứng đầu đã từng trải qua hàng trăm trận đấu mới có thể tin tưởng bản thân đến như vậy đây là niềm tin có được sau vô số lần thực chiến một tiếng ầm vang lên thật lớn không đợi bộ xương khô tiếp tục huy động mạch đao trong tay, tiêu phàm đã dùng một quyền đánh trúng lồng ngực gã, chính giữa tấm hộ tâm bộ áp sát. Hạo nhiên chính khí bùng ra, bộ xương khô bị đánh một quyền bay lên, bay xa 3 đến 4 mét mới rơi thật mạnh xuống đất. Một quyền này đánh ra, tiêu phàm đã dùng 8 phần khí lực. Cho dù là một cái đầu trâu thì cũng bị đánh bay trước mặt mọi người, chết ngay lập tức. Nhưng mà sự việc mà tiêu phàm không tưởng tượng được đã xảy ra khi mạch đao trong tay bộ xương khô tiếp đất, liền lập tức đứng thẳng người, giáp lá cả người rầm rầm rung động nhưng chưa mệt dã rời. Ngược lại, lão ta gầm lên giận dữ, hai tay giơ mạch đao lên cao, xông lên phía trước mà gỡ yêu ta hết. Một quyền uy mãnh kia của tiêu phàm không ngờ lại không tạo bất kỳ tổn thương nào cho lão ta. Thứ này rất tà môn. Khi lão ta còn sống, tiêu phàm tin rằng, một đòn vừa rồi, có thể phế được lục phủ ngũ tạng của lão ta, lập tức bị mất mạng cho dù lão ta có là cao thủ tuyệt thế cũng không có quá nhiều khác biệt tuy nhiên hiện tại lục phủ ngũ tạng của lão ta đã sớm hóa thành bùn đất trong tình huống bình thường một quyền này cũng đủ để đánh cho xương cốt cả người lão trở nên sơ xác. tiêu phàm rất có lòng tin ở điểm này nhưng hiện tại thứ đó lại bình chân như vậy tiếp nhận một quyền của hắn nội lực chân khí bình thường không có tác dụng với lão ta hô bộ xương khô mặc áo giáp vào tới sơ mạch đau lên lại chém một đao xuống. Chiều này tuy vẫn đơn giản như lúc trước nhưng tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi. Mạch đao nặng trịch xẹt trên không chung một vòng tròn, mang theo hơi tử vong, chém thẳng xuống. Một trọi một, đòn công kích tốc độ nhanh này vẫn không đủ khả năng tạo cho tiêu phàm bất kỳ khó khăn nào. Tiêu phàm nhẹ xoay người một cái, đã hiện lên đao kia. Ánh sáng hồng trong tay chợt lóe, một tấm phù lục hiện ra, lập tức dán lên miếng hộ tâm trên ngực bộ xương mặc áo giáp ánh sáng trói mắt hình ảnh hỗn độn chợt lóe qua còn chưa đi vào ngực bộ xương đã không thấy đâu nữa giống bộ xương khô ngửa mặt lên trời giống to một tiếng trong tiếng hô có chút thống khổ rất hiển nhiên là tấm phù lục này đã tạo ra thương tổn nhất định với lão ta nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trong nháy mắt tiêu phàm đã giao thủ với bộ xương hai lần phía bên kia tiếng binh khí vang lên đinh đinh đang đang Quyền thiên thiên cầm yên chi kiếm trong tay đang chiến đấu với các bộ xương khô mặc áo giáp khác. So với bộ xương khô mà tiêu phàm giao đấu, dường như thân thủ của bộ xương này linh hoạt hơn một chút. Không phải đơn giản là một chiêu lại một chiêu, lực bổ hoa sơn, mà còn biết cách tùy cơ ứng biến. Mạch đao nặng trịch trong tay nói không ngờ lại có hiệu quả như đao nhạn linh. Ít nhất thì cũng có chút hứng thú. Tuy nhiên, tiêu chuẩn như thế cũng không thể so sánh với... Yên chi kiếm của nữ mà đầu nhất sáu tỉnh phía bắc được. Trong trang phục của Uyển thiên thiên giống như là hoa hồ điệp vậy, thân pháp linh động, tuyệt vời vô cùng. Trong tiếng hồ yêu kiều, yên chi kiếm đã đâm vào ngực trái bộ xương khô. Một tiếng, sạc, giòn vang, giáp lá lay động một trận, bộ xương khô bình chân như vậy dùng kiếm tiếp xúc với đất. Khả năng phòng chém của điều truy giáp chỉ đứng sau áp giáp minh quang tuy rằng Yên Chi Sơn sắc bén nhưng lại không gây được thương tổn thực chất với nó. Ngu ngốc, Uyển Thiên Thiên không khỏi kêu lên một tiếng, có chút buồn nản. Thật sự những năm gần đây, chưa từng so chiêu với đối thủ mặc áo giáp. Đã là thời đại nào rồi chứ? Lại một lần nữa chính giữa. Cùng với tiếng quát này, Yên Chi kiếm xoẹt một đường vòng tròn màu đỏ nhạt trên không trung, trúng vào cánh tay trái bộ xương. Một tiếng, xoẹt, vang lên, trên lưới kiếm hiện lên một màu chói mắt, xương cốt trắng hiếu chợt biến thành màu đen, giống như là bị hỏa thiêu vậy. Giống, bộ xương này bị đau, cũng giống lên giận dữ, chém mạch đao trong tay tới. Quyền thiên thiên đã phát hiện ra một điểm, thoải mái nhường một đao kia, mừng như điên kêu lên. Tiêu phàm, tôi biết rồi, đánh xương cốt của chúng, đánh vào vị trí không có giáp trụ bảo vệ sẽ có tác dụng. Ở giữa, lại ở giữa, liền chúng. Trong phút chốc, cô liên tục hô to bộ xương khô cũng hô to không dứt, trong không gian vang lẫn tiếng khớp xương, răng rắc. Sự yên lặng dưới lòng đất đột nhiên trở lên ồn áo náo động vô cùng. Phía tiêu phàm, mặc dù trên người bộ xương khô đã bị dán 7-8 tấm phù lục. Trong ánh sáng lấp lánh, động tác của bộ xương khô mặc áo giáp ngày càng chậm chạp, tiếng hô cũng trở lên uể oải. Tiêu phàm, anh muốn nghiên cứu sao? Trong lúc cấp bách, Uyển Thiên Thiên cũng không quên hỏi đùa một câu. Tiêu Phàm không khỏi lắc đầu, lúc này Uyển Thiên Thiên đã hiểu lầm, không phải hắn đang nghiên cứu bộ xương khô cho dù đó là thói quen của hắn, cứ gặp thứ gì ly kỳ cổ quái là sẽ muốn nghiên cứu một chút. Nhưng chắc chắn không phải là ở tình hình nguy cơ này. Trong số những ủy vật mà từ trước tới giờ hắn từng đối phó qua, thì bộ xương khô này là đối thủ khó chơi hơn cả. Liên tiếp sử dụng 7, 8 tấm phù lục mà cũng không cách nào giam cầm hành động của nó. Nếu phải hoàn toàn gờ yêu ta ít chết ít nhất cũng phải dùng đến vài tấm phủ lục nữa mới gợi yêu ta được. Tự nhiên, đối phó quỷ vật tà mị, tiêu chân nhân không chỉ dùng một loại thủ đoạn là phù lục, chẳng qua còn có một yêu nghiệt càng hùng mạnh hơn bộ xương khô này ngay tại cách đó không xa như hổ rình mồi, tiêu phàm cũng không khả năng hiện tại đã đem bản lĩnh ẩn giấu đều thi triển đi ra. Cũng may trước mắt thì bộ xương khô này về cơ bản đã bị chấn trụ. Chỉ cần thêm chút thời gian và mấy tấm phù lục nữa là có thể giải quyết cho tới bây giờ tiêu phàm vẫn chưa sử dụng pháp lực của mình để đối địch nhưng phù lục mấy năm qua tỉ mỉ luyện chế được đã tiêu hao đi không ít bên kia cũng đang rơi vào lúc kích chiến liễu chính múa may miếng ngọc như ý độc chiến với một bộ xương khô mặc áo giáp đối phó với quỷ vật bình thường thì miếng ngọc như ý có hiệu quả khá tốt nhưng đối phó với bộ xương khô mặc áo giáp thì hiệu quả bị hạ thấp đi nhiều chỉ coi là tạm được mà thôi mỗi lần ánh sáng màu vàng hiện lên chỉ có thể tạm thời trì hoãn tốc độ của bộ xương khô. Cũng may, Liễu Chính có trình độ võ thuật cao, mạch đao nặng trịch, nhìn qua uy phong lẫm liệt cũng khó làm Liễu Chính bị thương được. Tạm thời ở trong tình thế không phân thắng bại. Tuy nhiên nhìn qua thì sắc mặt Liễu Chính rất bình tĩnh, hiển nhiên là vẫn còn đòn sát thủ chưa thi triển. Xem ra tính cách của Liễu Chính cũng là người thích tự mình giải quyết, chứ không muốn đem tất cả hy vọng đều áp lên người khác. Có một gã, quỷ vương, nhìn trộm ở bên cạnh, liễu chính cũng muốn chuẩn bị một chút cho trận đấu sau đàm hiên và lục ninh trần cùng đối phó với bộ xương còn lại cũng chiếm thế thượng phong lục ninh trần múa may đoạn kiếm chính diện thu hút thế công của bộ xương khô đàm hiên thì thúc giục kính thái cực bát quái công kích bộ xương khô kính bát quái kim quang lóng lánh mỗi lần chỉ cần chiếu đến vị trí mà bộ xương khô không mặc áo giáp phòng hộ liền lập tức sẽ biến thành một màn xương đen bộ xương khô đó kinh hô liên tục chắc chắn là bị thương không nhẹ. Chúng, bên này huyền thiên thiên lại quát một cách dịu dàng, tránh thoát mạch đao của bộ xương. Thân mình như từ mặt đất mọc lên, yên chi kiếm dài như lụa đâm ra, đâm vào mắt trái bộ xương. Phía trên mũi kiếm tỏa ánh sáng chói mắt. Bộ xương khô giống lên nghe long trời lở đất, một màn xương đen nồng đậm bốc lên từ hốc mắt, một tiếng, len keng, vang lên thật lớn, mạch đao rơi trên mặt đất, toàn thân bộ xương kêu lên, Răng rắc, vỡ ra một mảnh hẹp dài. A, à, Uyển Thiên Thiên hoan hô lên. Thiên Thiên, cẩn thận. Tiêu Phàm cách đó không xa hét lên kinh hãi. Trên đỉnh đầu Thiên Thiên, một đám mây màu đen chợt bao phủ xuống. Không biết từ khi nào, bộ xương khô trên đỉnh đã lao đến trên đầu Uyển Thiên Thiên, giơ cao mạch đao lên rồi chém xuống. Tựa như sấm đánh, nhanh như tia chớp. Chương 584, kế ly gián. Trong lúc này huyền thiên thiên đang trên không trung, yên chi kiếm đâm sâu vào trong hõm mắt bộ xương khô, khó có thể rút ra được. Bộ xương khô đối diện bị trúng đau này, có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh. Yên chi kiếm quả nhiên là gặp nguy, nhưng không loạn. Bỗng nhiên buông chui yên chi kiếm ra, rơi thẳng xuống phía dưới. Trong lúc cấp bách vẫn không quên bắn về phía vương tiên chi ba phi đao. Điều cô tiếc núi duy nhất là, đối thủ lần này không phải là người mà là quỷ ba phi tiêu này nhìn như không thấy hơn nữa còn không xoay cổ mạch đao nhắm chém thẳng xuống dưới nhưng thời gian chỉ một lát thôi cũng đủ để tiêu phàm kịp phản ứng một tiếng vang lên trong ánh sáng lóe lên một chiếc gương đồng nhỏ phóng lên cao nhanh như điện vào tới phía bộ xương khô một luồng khí rực cháy phát ra gương thiên cương bảo gương này tiêu phàm vẫn chưa kịp trả lại cho thiên thanh tử ở hồng sơn trấn xảy ra chuyện nên tiêu phàm vội vàng chạy đến Ban đầu định là sau khi làm xong chuyện ở Hồng Sơn Trấn sẽ đến thành phố Nam Phương, đen gương thiên cương này trả lại cho chủ nhân của nó, chứ không muốn mang ra sử dụng ở đây. Gương thiên cương là bảo vật của đạo môn, rất có hiệu quả khi đối phó với quỷ vật tà mị, đây chính là vật khắc chế trời sinh. Sạc, một tiếng giòn vang. Mạch đao ở chính giữa gương thiên cương, cho dù bộ xương khô có hung hãn thế nào, thì gặp phải bảo vật khắc quỷ của đạo môn trí dương cũng không thể tránh đi không thể tiếp tục ngoan cố tiếp tục đuổi gờ yêu thiên thiên. Tuy đường kính của gương thiên cương chỉ 4 đến 5 cm, so với mạch đao dài vài thước thì thật sự rất nhỏ bé. Vì thế chính diện giao phong thế này dường như cũng bị thương không nhẹ. Sau khi đập vào mạch đao thì bay trở về phía tiêu phàm. Tiêu phàm giơ một tay lên đón lấy gương thiên cương, chỉ thấy trên mặt gương có một vết nứt nhỏ, nhưng dùng mắt thường nhìn thì khó có thể thấy được, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại hồi phục như lúc ban đầu, hai hàng lông mày tiêu phàm hơi nhân lại. Đây là bảo vật đi mượn, mặc dù thiên thanh tử là người một nhà, vô cực nhất mạch, nhưng hương thiên cương là bảo vật của trấn vô trần quan, nhưng lại bị hao tổn trong tay mình. Tiêu phàm tự cảm thấy ngượng ngùng đối với thiên thanh tử. Chỉ nghe một trận âm thanh ầm ầm vang lên, chỗ hốc mắt của bộ xương khô bị yên chi kiếm đâm vào dần dần trở lên đen xì, dần dần bị nứt ra. Và rồi bộ xương khô cũng không thể chịu được sức nặng của điều truy giác, nên dần vỡ vụn thành một đống xương trên mặt đất bộ xương khô bị tiêu phàm dán rất nhiều phù lục lên lúc này cũng mất đi sức chiến đấu cứ đứng ngơ ngác ở đó trong đôi mắt ma chơi kia dường như đang muốn đem chút khí lực cuối cùng để thoát khỏi phù lục đáng tiếc tất cả chỉ là phí công vô ích mà thôi bộ xương khô dường như có mắt không tròng vậy lão ta nhìn chằm chằm vào gương thiên cương trong tay tiêu phàm vừa cười vừa nói đây là bảo vật của đạo môn sao không ngờ lại có thể uy hát yêu ta ép được bản đại tướng quân ta đây, thứ này có chút thú vị đấy. Tên tiểu tử vô cực, chiếc gương này tên là gì? Đây là gương thiên cương, bảo vật của trí dương, chuyên khắc các loại tà ma quỷ quái. Bộ xương khô cười lạnh, khinh thường nói. Thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi, thứ này luyện chế chưa lâu, uy lực có hạn. Nếu không phải là do vật liệu đặc biệt thì bản đại tướng quân đây cũng không thèm hỏi một câu. Bảo vật trí dương sao? ha ha thật phí công ngươi nói ra ta biết rồi chỉ có mấy người các ngươi mà cũng dám xông vào cấm địa của bản đại tướng quân ta chính là ỷ vào thứ này sao quả nhiên là không biết trời cao đất rộng tự tìm đến cái chết tiêu phàm âm thầm kinh hãi khi bộ xương khô xuất hiện trên đỉnh núi thây tiêu phàm đã dùng thần niệm lực để điều tra qua hơi thở của đối phương rất sâu vì thế rất khó để điều tra tu vi ở mức độ nào đối với tiêu phàm mà nói từ trước đến nay chưa từng có trường hợp này xảy ra. Từ 10 năm trước, sau khi tiêu phàm thành tài, cho dù là sư phụ hắn tổ sư chỉ thủy cũng không làm cho hắn có cảm giác như thế. Tiêu phàm còn cho rằng vì khoảng cách xa nên mới khiến cho cảm ứng bị sai lệch. Hiện tại, bộ xương khô đang gần ngay trước mắt, lại khí thế khinh người, dường như ngay cả tiêu phàm cùng có cảm giác hãi hùng cây ếch yêu ta ép sợ. Không thể nghi ngờ, bộ xương khô này chính là đối thủ dũng mãnh từ trước đến giờ chưa từng gặp của tiêu phàm từ việc lão ta nhìn gương thiên cương với thái độ khinh miệt cũng có thể nhìn ra được. Tên quỷ vương này không giống như là cố ý giả vờ bình tĩnh, mà thực sự rất lơ đánh. Một ma quân đã chết hơn nghìn năm, trong lòng đất hấp thụ hàng nghìn hàng vạn tử linh biến thành oán khí. Không biết vì nguyên nhân gì lại chợt hiện thế, hơi thở mạnh mẽ đến mức khó có thể nắm bắt được. Lão ta cứ đứng phía trước như thế, ngăn chặn đường đi của năm người. Tiểu tử vô cực, xem ra trong đám người này, Nội lực của ngươi cao nhất, ngươi là kẻ cầm đầu. Ngươi tuổi còn trẻ như vậy mà có thể luyện được đến trình độ này thực không dễ dàng gì. Nếu như vậy, bản đại tướng quân mở cho ngươi một con đường, chỉ cần ngươi ở lại thì những người khác có thể đi. Ta chỉ hút huyết nhục của ngươi, chứ không làm tổn thương hồn phách của ngươi. Ta và ngươi hòa làm một thể, cả đời này hưởng vinh hoa phú quý, ngươi thấy thế nào? Bộ xương khô nhìn Tiêu Phàm từ trên xuống dưới giống như là phát hiện ra một viên linh dược thập toàn đại bổ vậy. Hai mắt của lão ta sáng lên, toát ra vẻ tham lam cực độ như người bình thường vậy. Tiêu phàm chưa mở miệng, Uyển thiên thiên liền cười ha hả, vẻ mặt đều là vẻ trào phúng. Này, lão quỷ, đầu lão bị hỏng rồi à, kế ly dán ngu xuẩn như thế mà cũng có thể nói ra được. Chỉ số thông minh của lão thật thấp, lão cảm thấy chúng tôi sẽ bị lão lừa, để lão tiêu diệt từng người một sao. Uyển Thiên Thiên cũng không để ý đến việc lão ta có hiểu chỉ số thông minh là gì không, mà cô chỉ nghĩ đến điều duy nhất chính là chửi mắng một trận. Có lẽ trong mắt của đại đương gia, yên chi xã, thì tất cả người chết đều không có gì đáng sợ, chẳng phải chỉ là đống xương cốt thôi sao. Cũng không biết bộ xương khô nghe có hiểu ngôn ngữ của những người hiện đại hay không, chỉ thấy lão ta cười thật quái dị, on vong nói. Cô bé, nếu cô muốn ở lại với hắn thì ta cũng không phản đối ta đang lo một người không đủ ăn đây, tên tiểu tử vô cực này là người yêu của cô sao? Vậy thì rất tốt, đã ăn thì ăn cả một đôi, bổ cả âm lẫn dương, còn gì tốt hơn nữa? Thiên thiên, không cần đấu võ mồm với nó, tôi ở đây cầm chân nó. Trước tiên cô cứ đi giúp những người còn lại giải quyết nốt hai tên thuộc hạ của lão rồi nói sau. Quyền thiên thiên đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói nhỏ của tiêu phàm. Lại nhìn bộ xương khô, dường như vẫn chưa ý thức được tiêu phàm đang thầm ra hiệu cho uyển thiên thiên tùy cơ ứng biến. Công phu truyền âm nhập mật này, trước kiểu uyển thiên thiên từng nghe đồn qua, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể chứng kiến. Thật sự không biết người kia còn có bao nhiêu khả năng chưa tiết lộ, chưa bị uyển thiên thiên cô vạch trần. Chỉ có điều trong lúc này, uyển thiên thiên không kịp kinh ngạc, không nói hai lời, cầm yên chi kiếm lên, hạ chân xuống một chút. Cả người cô giống như mũi tên, hướng về phía bộ xương khô mà Đàm Hiên và Lục Ninh Trần đang liên kết đối phó. Tiêu Phàm khẽ vuốt cầm, hiển nhiên hết sức hài lòng với hành động này của Uyển Thiên Thiên. Phía Liễu Chính vẫn không phân thắng bại với bộ xương khô. Uyển Thiên Thiên gia nhập hỗn chiến, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, dễ trở thành cuộc chiến giằng co. Dưới sự liên kết của Đàm Hiên và Lục Ninh Trần, cũng với sự hỗ trợ của Uyển Thiên Thiên, thì tốc độ và phần thắng sẽ nghiêng về phía họ. Nếu bốn người liên kết lại để đối phó với bộ xương khô này thì sẽ dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ mấy bộ xương khô mặc áo giáp này, và bên trong thành phố quỷ còn có rất nhiều oán khí biến thành quỷ binh không thể đếm hết được. Vì thế việc quan trọng trước mắt là phải tốc chiến tốc thắng, trước tiên diệt trừ đối thủ mạnh nhất, chặt đứt cánh tay đắc lực của bộ xương khô rồi hãy nói sau. Đừng thấy Huyền Thiên Thiên ngày bình thường hi hi ha ha, dường như không có tim không có phổi, thời khắc mấu chốt cô lại rất nghiêm túc. Người mà đầu óc không linh hoạt, làm sao có thể tuổi còn trẻ mà xuất được trưởng của Yên Chi Xã ở 6 tỉnh Bắc Lục tạo dựng được thanh danh lớn như vậy. Bộ xương khô này mặc dù xuất thân từ giặc cỏ, cuối cùng cũng bị quan quân chém chết. Không dám nói là tinh thống binh pháp, nhưng dù sao thì khi còn sống cũng từng thống lĩnh mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn quân thì kiến thức quân sự phổ thông cũng phải nắm được. Vừa nhìn thấy động tác này của thiên thiên liền biết được ý đồ của cô, không khỏi hừ lạnh một tiếng, giơ mạch đao trong tay ra tiêu phàm chậm rãi tiến lên một bước lạnh lùng nhìn chăm chú vào nó lạnh lùng nói nghịch tặc đối thủ của ngươi là ta bị tiêu phàm khiêu khích một lần nữa bộ xương khô giận tím mặt quát được thôi các ngươi đã quyết định như thế thì chính là tự tìm đường chết vậy thì bản đại tướng quân sẽ khiến các ngươi toại nguyện cùng nhau chịu chết đi lão ngẩng đầu gầm lên giận dữ mạch đao thật dài trong tay quét tới khi còn sống bộ xương khô này là dân buôn muối, là hoạt động phạm tội trái pháp luật, cũng được coi là có bản lãnh võ thuật. Mạch đao dài 6 thước kia, nếu chém thẳng vào đầu mục tiêu, không thể chuyển hướng dễ dàng được, đối thủ có thể tránh một cách nhẹ nhàng được. Như vậy chặn ngang quét ngang, không cao không thấp, những người trong phạm vi 6 thước đều bị bao phủ dưới uy lực của mạch đao. Kẻ thù muốn né tránh chỉ có thể lùi về phía sau, tránh xa đối thủ. Chỉ cần là cao thủ tinh thông võ thuật thì ai cũng biết, độ khó khác nhau của việc trốn sang hai bên hay trốn về phía sau, thời gian hao phí sẽ khác nhau. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là trong tình huống trong tay mình không có binh khí thích hợp, nếu không tránh về phía sau chẳng khác nào đẩy mình vào chỗ bị động để bị đánh. Đương nhiên, không lui về sau, cũng có thể nhảy lên né tránh. Nhưng cao thủ chân chính, không phải vạn bất đắc dĩ, thì bình thường cũng không dùng phương thức né tránh này. Người trên không chung, nếu kẻ thù biến chiêu quá nhanh, trong thời gian cực ngắn xuất ra lần công kích thứ hai thì bản thân lập tức sẽ rơi vào cảnh không có lối thoát. Dù là né tránh hay chống đỡ, thì đều không dễ dàng. Tiêu phàm áp dụng đấu pháp ổn thỏa nhất, vừa thấy mạch đao quét ngang qua, lập tức lui về sau, đồng thời giơ tay trái lên, ba tấm phủ lục bắn về phía đối thủ. Tay phải vung lên, gương thiên cương phóng lên cao, xoay tít trong không chung một vòng, lập tức phóng kim quang ra, mãnh liệt sông về phía bộ xương khô. Trong phút chốc, trước mắt bộ xương khô lóe lên hồng quang, đỉnh đầu kim quang sáng chói mắt. Hừ, chỉ là chút tài mọn. Bộ xương khô hừ lạnh một tiếng, đầu mạch đao hơi hướng lên trên, cuồn cuộn nổi lên một luồng âm phong lạnh lùng hướng về ba tấm phủ lục, cuốn theo tất cả đi. Đồng thời, lão ta vừa mở miệng, một màn xương mù cực kỳ lạnh hướng về phía gương thiên cương ninh kích. Kết cấu có trật tự, tơ vân không loạn, chương 585, hậu thủ. Vốn dĩ phù lục đối phó với âm quỷ và bộ xương khô rất linh nghiệp, gần như mọi việc đều thuận lợi. Nhưng ở trước mặt bộ xương khô quỷ vương dường như lại mất đi tác dụng. Những hình ảnh phù lục tiến hóa hỗn độn, khi mạch đao được dơ lên, dưới sự thổi quét của âm phong, hào quang lóng lánh vài cái liền ảm đạm, chỉ trong giây lát đã biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa, không ngờ lại liều mạng với âm phong cùng đến chỗ chết. Từ miệng bộ xương khô quỷ vương phun ra hàn khí đen như mực, Hàn khí này gặp phải ánh sáng từ gương thiên cương lập tức phát ra tiếng nổ lớn. Hai thứ này dường như là khắc tinh của nhau vậy, liều mạng chiến đấu. Màn sương đen biến mất không thấy gì nữa, gương thiên cương phát ra ánh sáng cũng dần dần tan mất từng chút từng chút một. Tiêu phàm thất kinh, nâng tay khẽ vẫy, thu hồi gương thiên cương trở về. Hắn không đủ thời gian để tế luyện gương thiên cương, vì thế nên khi sử dụng bảo vật này không được tự nhiên trong quá trình chiến đấu hắn khó có thể liên tục tiếp pháp lực của mình vào trong gương thiên cương, thông qua bảo vật chuyển hóa thành sát ý. Gương thiên cương chỉ có thể dựa vào pháp lực được truyền vào trước đó, một khi pháp lực hết đi thì gương thiên cương cũng vô tác dụng. Nhất định phải ở nơi yên tĩnh, không có người quấy dày, chậm rãi tiếp thêm pháp lực thì mới có thể tiếp tục sử dụng được. Tất nhiên, nếu đổi lại là thiên thanh tử, anh ta sớm đã luyện hóa được gương thiên cương thì sẽ không xảy ra vấn đề này chỉ cần pháp lực của bản thân dồi dào thì có thể sử dụng được gương thiên cương, liên tiếp không ngừng phóng ra kim quang trí dương, gỡ yêu ta chết quỷ vật, yêu mị. Lúc này dường như bộ xương khô quỷ vương đã có cách để đối phó với gương thiên cương. Tất nhiên tiêu phàm cũng không dùng bảo vật bừa bãi, nếu không thì pháp lực trong gương thiên cương sẽ nhanh chóng tiêu hao hết. Nhất định phải ở thời khắc mấu chốt, thừa dịp kẻ thù sơ sẩy, thì mới đột một suốt bảo vật ra. Đây là binh pháp, vừa thu hương thiên cương trở về, bộ xương khô quỷ vương cũng không phun âm khí từ trong miệng ra nữa. Dường như lão ta phun ra màn xương đen này cũng đã cố gắng lắm rồi. Lão ta dường như cũng không hài lòng lắm với việc dùng cách thường dùng để đối phó với địch. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng, thời gian lão ta phun xương đen ra chắc chắn sẽ dài hơn thời mà gương thiên cương có thể cầm cự được. Tiểu tử vô cực, người còn tuyệt chiêu gì thì hãy mang cả ra đây đi. Bản đại tướng quân sẽ cho các người chết tâm phục khẩu phục vừa mới giải hóa được hai lần tiến công của tiêu phàm, bộ xương khô quỷ vương cực kỳ đắc ý, bật cười ha hả. Tiếng vo ve không ngừng vang vọng trên đường phố. Đi chết đi. Bên kia mái hiên huyền thiên thiên duyên dáng hô to một tiếng. Âm thanh, khanh khách, vang lên. Một màn xương đen bốc lên giữa xương khô mà ba người họ đang đối chiến, vỡ vụn thành một đống xương màu đen trên mặt đất. Tiêu phàm, cậu thế nào rồi? Đàm hiên trầm giọng hỏi. Không có gì, Tôi sẽ cầm chân nó, mọi người tăng tốc độ lên đi." Tiêu Phàm trầm tĩnh nói. Đàm Hiên chợt trầm xuống, thời gian quen biết Tiêu Phàm cũng không ngắn, từng hai lần kể vai chiến đấu. Dù thế cục có hiểm ác thế nào thì Tiêu Phàm cũng đều không vội vàng hấp tấp, tính toán kỹ càng. Nhưng lần này, Tiêu Phàm nói cầm chân nó, đối với những người khác có lẽ đây chỉ là một loại thuyết minh, nhưng đối với Tiêu Phàm, đây tuyệt đối không phải là một câu nói thuận miệng. Tiêu Phàm diễn đạt như thế chỉ có một cách giải thích hắn không nắm chắc có thể chiến thắng bộ xương khô đã hóa thành quỷ vương trước mặt này hay không. Tính cách của Tiêu Phàm cẩn thận, nghiêm túc, ngay cả hắn đã đưa ra phán đoán như vậy thì thực lực của bộ xương khô này chắc chắn vượt qua sự phỏng đoán của mọi người. Hôm nay đoàn người này không toàn thân trở ra, chỉ sợ rằng thật sự đã trở thành vấn đề lớn. Chỉ có điều bị bước tới mức này thì ngoại trừ liều chết một phen thì cũng không còn con đường nào khác. Đàm Hiên không nói thêm lời nào, múa may gương thái cực bát quái, lập tức đánh về phía bộ xương khô cuối cùng. Uyển Thiên Thiên và Lục Ninh Trần cũng không nói lời nào, hai bên cùng xông lên. Các ngươi còn muốn trốn sao? Bộ xương khô quỷ vương liên tục cười lạnh, hai quyền vừa tới, cua múa mạch đao, lại quét qua phía tiêu phàm, đồng thời mở miệng rộng ra, một luồng hàn khí đen sền sệt hơn lúc trước phóng về phía tiêu phàm. Thấy mạch đao sắp tới gần, tiêu phàm vẫn dùng biện pháp cũ, không cần suy nghĩ chân chạm mặt đất lui về phía sau ngay tại lúc này luồng xương đen mà bộ xương khô quỷ vương phun ra cũng vừa vặn bao phủ xuống bộ khô lâu này am hiểu binh pháp nên đã sớm tính toán nếu tiêu phàm lui về phía sau thì chính là tiêu phàm chủ động tiếp chiêu vậy bộ xương khô quỷ vương không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả bị luồng hàn khí từ địa ngục này bao phủ cho dù một ngọn lửa đang cháy hừng ngực cũng sẽ lập tức bị dập tắt đông thành băng trụ làm cho tên tiểu bối vô cực môn này hóa thành băng ở chỗ này thì có thể từ từ thưởng thức hồn phách máu thịt của hắn tuy nhiên rất rõ ràng là bộ xương khô quỷ vương đắc ý quá sớm tiêu phàm đối mặt với luồng hàn khí nhưng không hề sợ hãi khóe miệng hiện lên ý cười châm chọc hai tay hắn niết quyết vẽ những hình tròn trước ngực một chân khí như lốc xoáy nhỏ không biết từ đâu hiện ra bay nhanh xoay tròn trước mặt tiêu phàm nháy mắt liền sinh ra một luồng lực hút cực mạnh Luồng khí lạnh giống như bị chỉ dẫn nào đó, giống như trăm sông đổ về một biển, bay nhanh về phía ngực Tiêu Phàm, một tia ý thức chui vào đi vào, không thấy bóng dáng. Sau một lát, âm khí quỷ vật hùng hậu đã bị thu sạch sẽ. Hai mắt ma chơi của bộ xương khô quỷ vương nhảy dựng lên. Điều đó cho thấy quỷ vương này đang cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng cực kỳ phẫn nộ. Tên tiểu tử này quả nhiên là có bản lĩnh, còn cất giấu bảo vật nữa chứ mau nói đi, thứ lúc nãy là thứ gì đấy? Sự kinh ngạc và phẫn nộ của bộ xương khô quỷ vương nhanh chóng bị áp xuống, lão ta khôi phục lại giọng điệu khinh thường, cười lạnh hỏi. Cho dù trên người tiêu phàm còn giấu bảo vật gì, thì bộ xương khô quỷ vương cũng tuyệt đối không để trong lòng. Quỷ vương vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Ở thế giới lòng đất này, hấp thu âm khí địa mạch, hấp thu oán khí của hàng nghìn hàng vạn sĩ tốt. Lúc này lại là thiên địa dị biến, quỷ môn mở cửa, chính là thời gian cương thịnh nhất của quỷ vương. Nếu không thể đối phó được một thằng nhãi, thì quả thực là không có thiên lý. Tên tiểu tử này, cho dù là thiên phú cao tới đâu, luyện công ngay khi còn trong bụng mẹ thì cũng chỉ mới hơn 20 năm mà thôi. Thế thì có thể tu luyện đến trình độ nào? Có bản lĩnh gì chứ? Dù có bảo vật hộ thân, bộ xương khô quỷ vương cũng không để ý chút nào. Nhìn từ góc độ nào đó, tên tiểu tử vô cực này mang càng nhiều bảo vật, thì càng hữu dụng cho mình. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến câu hỏi của Bộ Xương Khô Quỷ Vương. Thời khắc mấu chốt, Càn Khôn đỉnh quả nhiên không làm người ta thất vọng, hấp thu toàn bộ hàn khí của Bộ Xương Khô. Nhìn qua giống như một bảo đỉnh chưa cao một thước, nhưng thực ra dường như lại không có đáy vậy, dù có nhiều hàn khí đi chăng nữa thì đều có thể chứa được. Mỗi lần Tiêu Phàm truyền thần niệm vào trong đỉnh cũng có một cảm giác vô biên vô hạn, dường như bên trong bảo đỉnh này không khác gì động thiên vậy. Lẽ nào đây là bảo vật không gian trong truyền thuyết? Cũng có thể có khả năng này. Tiểu tử, để xem ngươi có thể cầm cự đến lúc nào. Tiếp một đao của ta đi. Thấy tiêu phàm không đáp, quỷ vương giận tím mặt, lại một lần nữa giơ tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay lên. Mạch đao này được chôn dưới đất hơn một nghìn năm, rõ ràng vẫn còn sắc bén như lúc đầu, ngay cả một chút hao mòn cũng không nhìn ra được. Tiêu phàm lật tay, ánh sáng mơ hồ hiện ra giữa những ngón tay, Mấy phi đao như lá liễu xuất hiện chút sát khí. Sớm biết phải đến nơi sâu nhất trong lòng đất để điều tra đến cùng, nên những phi đao lá liễu này đã trải qua phù lục tế luyện, lại được truyền thêm pháp lực nên không còn là phi đao bình thường nữa. Uy lực cũng chỉ đứng sau Yên Chi kiếm mà hắn ta tự lấy máu của mình bôi vào. Từ bản chất thì phi đao lá liễu này ẩn chứa pháp lực giống như phù lục vậy. Nhưng phù lục tấn công địch với tốc độ tương đối chậm, có đủ thời gian để kẻ địch tiến hành phòng ngự, thậm chí là xuất kích so với phù lục thì phi đao lá liễu vừa nhanh vừa độc thể tích nhỏ khiến người khá khó lòng phòng bị đại tướng quân cứu tôi với ngay lúc quỷ vương đang vung đao tiến công thì phía bên kia vang lên tiếng kêu cứu của một bộ xương khô chiến đấu trong thời gian dài dường như linh trí của những bộ xương khô này càng tốt hơn so với lúc trước thật giống như người sống nhiều năm cuộc sống thực vật bỗng nhiên tỉnh dậy cũng cần một chút thời gian để thích nghi với hoàn cảnh dưới sự tấn công như vũ bão của bốn người thì bộ xương khô cuối cùng này không thể chống đỡ được. Không ngờ lại mở miệng cầu cứu quỷ vương. Đồ vô dụng. Bộ xương quân vương lập tức ngẩn ra rồi lại chửi ầm lên. Những kẻ buôn muối này khi còn sống cũng không phải là người có văn hóa. Đã chết hơn một nghìn năm, lại hấp thụ vô số oán khí, có thể tái sinh, tính tình càng thêm thô bạo không chịu nổi. Tuy nhiên mắng thì mắng thế, nhưng tư dân buôn muối cũng rất nghiêm túc. Thân mình nhẹ tênh bay lên, múa may mạch đau vượt qua đỉnh đầu tiêu phàm hướng về chiến đoàn bên kia mở miệng ra phủ ra một luồng hàn khí màu đen bao phủ xuống tiêu phàm quát một tiếng giơ tay lên mấy tấm phù lục bay ra hóa thành những hình vẽ hỗn độn trong không trung hùng hổ đánh về phía quỷ vương năm ngón tay phải thay đổi liên tục thi triển đàn chỉ thần công dưới sự che giấu của phù lục sáu chiếc phi đao lá liễu không tiếng động nào lao về phía quỷ vương kết thúc ở đây thôi bộ xương khô quỷ vương khinh thường hô lên một tiếng sau khi vung mạch đao lên thì một luồng âm phong lại hướng về phía phù lục giống như lúc trước âm phong và phù lục chiến đấu với nhau trên không trung không làm gì được nhau cả quỷ vương vô cùng tự tin tùy tay chém ra một đao lập tức đánh về phía đám người uyển thiên thiên liễu chính sau đó vang lên tiếng đinh đinh giòn vang phi đao lá liễu dính trên chân lão ta áp giáp bảo hộ cũng không ngoại lệ dính cả vào bên trong bạch cốt một luồng khí trí dương trong nháy mắt liền lan ra. Bộ xương khô quỷ vương ngửa mặt lên trời gào rít, cho thấy lão ta đang phẫn nộ đến cực điểm. Cùng lúc đó, bộ xương khô cuối cùng cũng bị đám người huyền thiên thiên tiêu diệt, hóa thành một đống xương vụn. Mà luồng hàn khí cũng đã bao phủ xuống, bốn người còn chưa có bất kỳ phản ứng nào liền bị luồng hàn khí đen như mực đó bao phủ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 585